chương 1681, nửa thần vây công. Giết tần nhai, vong thanh khâu. Người có thể hỏi qua ta. Này lúc đang ở không xa chỗ xem cuộc chiến vọng nguyệt lão tổ động thân ảnh lóe lên một cái. Liền tới đến rồi tần nhai bên cạnh nhìn Mạc Phi Vân. Màu quang xẹt qua một cái không tiết tháo, nói, không nghĩ tới. Đường đường đạo cung nửa thần lại cũng là một đầu tay sai, cùng ngươi cùng xưng song hùng. Đơn giản là một loại sỉ nhục đối với vọng nguyệt lão tổ trào phúng, mạc phi vân tức đến xanh mét cả mặt mày. lập tức hắn cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi lại cũng hội đến đây tham gia tiểu tử này hôn lễ. các ngươi quan hệ không bình thường a, à, xem ra trước đây tiểu tử này đột nhiên tới đạo cung đại náo, trong này quả nhiên có ngươi tham dự, thì tính sao? vọng nguyệt lão tổ cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp liền thừa nhận. được tốt, mạc phi vân trầm giọng nói cho tới nay người ta được xưng là đương thế song hùng, có thể nay thiên, liền muốn làm kết thúc. Đến đây đi, hai tiếng cao quát uống, chỉ thấy Mạc Phi Vân cùng vọng nguyệt lão tổ thân ảnh đồng thời bạo. Lướt mà ra, ầm ầm đụng vào nhau, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo nổ. Tột cùng trùng kích như sóng chiều vậy tịch quyển mà ra. Rất nhiều vũ giả, đều là cảm nhận được này cổ cường hãn năng lượng, thân ảnh đạp đạp rút lui ngược lại rút một khẩu lãnh khí màu quang bên trong tràn đầy kinh hãi thật mạnh so với tần nhai cùng cái kia thanh niên nửa thần trùng kích còn mạnh hơn ahhh à, ở chỗ này chúng ta sợ là sẽ phải bị lan đến đang ở này lúc tần nhai phất tay lấy ra một cái kim sắc tiểu trung cái này tiểu trung bị hắn để qua cao khoảng không bên trong hóa thành nhất phương to lớn hư huyễn kim trung ở nơi này kim trung bao phủ xuống những thứ kia trùng kích đều bị ngăn cản xuống đây là phòng ngự trí bảo kim thang trung nhìn thấy cái này to lớn kim trung hư ảnh mặc phi vân đồng tử hơi co lại không sai tần nhai cười nhạt nói cái này còn nhiều lắm thua thiệt đạo cung hùng hồn hào phóng trước đây cầm không ít thứ đây bất quá là trong đó nhất kiện mà thôi hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể phát huy được tác dụng kim thang chung tạo hóa phòng ngự trí bảo vật này lực phòng ngự phi thường kinh người hơn nữa có thể bao trùm phạm vi thập phần rộng vạn trượng bên trong đều có thể bao phủ ngoại trừ cảnh giới bán thần vũ giả có thể miễn cưỡng lay động bên ngoài phòng ngự bên ngoài những thứ khác coi như là trí cường vô lượng cảnh giới cũng khó mà phá hư đặt ở vạn giới cũng là nhất đẳng trọng bảo có vật ấy tương trợ rất nhiều vũ giả đều là thở phào nhẹ nhõm phòng ngự trí bảo phò mã trong tay còn có cái này chờ thứ tốt đây có vật ấy ở chúng ta ngược lại không cần sợ bị lan đến ha ha nghe phò mã ý tứ món trí bảo này hay là từ đạo cung trong bảo khố lấy ra xem ra cái này đạo cung cũng không có gì đặc biệt sao đường đường một kho báu lại làm cho phò mã tới lui tự nhiên theo liền lấy đi đồ đạc đạo cung xem ra cũng bất quá là có tiếng không có miếng nghe được bốn phía châm chọc, rất nhiều đạo cung vũ giả tức đến xanh mét cả mặt mày. Lúc trước tần nhai đến đạo cung chung một phen thu dọn. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ cầm không thiếu thứ tốt. Cái này sự tình ở nơi này chút đạo cung võ giả trong lòng nhưng là một sỉ nhục lớn. Này thì bị mọi người nhắc tới, làm sao có thể không nộ. Vô sỉ, vô sỉ tột cùng. Thằng nhãi danh, người làm chết không yên lành. Hừ, nay thiên nhất định phải đem ngày xưa sỉ nhục cho cọ rửa rơi. Đạo Cung Vũ Giả phẫn nộ phi thường, nhưng đối mặt hắn nhóm quát mắng. Tần Nhai lại biểu hiện rất là đạm nhiên, đứng ngạo nghễ với khoảng không. Chỉ vào mọi người nói, muốn đoạt lại vài thứ kia sao? Như vậy thì bằng thực lực của các ngươi tới bắt đi. Siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai lao đi những thứ này người lại không có một là thấp hơn trí cường vô lượng cảnh giới cường già mỗi một người đang vạn giới đều đủ để một mình đảm đương một phía xem ra vì giết tần nhai đạo cung là xuống huyết bổn lại gọi tới nhiều cao thủ như vậy nhưng rất đáng tiếc nếu là lúc trước tần nhai còn có thể quấy nhiễu nhưng chỉ bất quá đối với hiện nay tần nhai lại không hề dùng chỗ chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước chân hạ hư không trong phút chốc thật giống như bị phá toái vậy kinh khủng không gian ba động mang theo một cực đại trùng kích lực tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía lan ra kéo dài đi ra ngoài những thứ kia xông lên vũ giả thân hình bị quản chế nửa bước khó đi diệt thế hắc lôi chiến pháp tiếp đó tần nhai lại động chỉ thấy hắn ngũ chỉ mở ra điên cuồng hắc sắc lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ bị hắn một trường oanh ở không khí bên trong, đại lượng hắc lôi thuấn gian tiêu tán xuất hiện. Cái kia tàn sát bừa bãi lôi đình giống như một mảnh lôi chiều vậy. Đùng đùng hướng mấy người oanh khứ, những thứ này người, từng cái đều là trí cường vô lượng. Nhưng là ở nơi này một kích trước, nhưng có vẻ hơi nhỏ bé. Phanh, phanh, phanh. Từng cái rút lui tiên huyết, bay ngược mà ra, không được chiến lược. Thật yếu nhất chiêu đánh tan rất nhiều vũ giả liên hiệp tần nhai, đạm mạc mở miệng. Cuồng vọng, mạc phi vân lạnh rên một tiếng, liền muốn lao ra. Nhưng một đạo thân ảnh lướt đến, đem bên ngoài ngăn cản xuống, cũng là vọng nguyệt lão tổ. Chúng ta cũng còn không có phân thắng phụ đây, người gấp cái gì? Vọng nguyệt, mạc phi vân cắn răng hừ lạnh, lập tức liền cùng vọng nguyệt lão tổ kịch đấu tại một cái. Ngay cả tần nhai, nhìn Lam Hồ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho ta. Ngươi liền chuẩn bị một chút như vậy lực lượng liền dám đến giết ta. Hừ, làm sao có thể? Lam Hồ hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện nói, tất cả đi ra đi. Ngôn ngữ rơi, mấy đạo cường hãn khí tức từ không trung mỗi bên chỗ bạo nổ. Cảm thụ được cái này mấy đạo lực lượng cường hãn, dù là tần nhai. Cũng không khỏi khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, nửa thần. Cái này mấy đạo khí tức dĩ nhiên đều là nửa thần. Một, hai, ba. Ba cái rưỡi thần. Không, thêm trên lam hồ, một cái bốn cái nửa thần. Không được, ta muốn đi tới bang tần đại ca. Linh lung thấy thế, sắc mặt đại biến. Bốn cái nửa thần, coi như đối với tần nhai có nửa tự tin cũng ngồi không yên. Một bên hồ cốc thấy thế. Liền vội vàng đem nàng cản xuống, nói, đừng làm chuyện điên rồ. Linh Lung, vậy cũng đều là nửa thần cường giả a, à, bằng vào ngươi ta thực lực. Đối với loại đẳng cấp này chiến đấu căn bản là bất lực. Coi như là lên rồi cũng chẳng qua là vô ích chịu chết, thậm chí kéo tần nhai lui lại. Nhưng là tần đại ca hắn. Linh Lung gắt gao cắn môi, khắp khuôn mặt là không cam màu sắc. Người yêu hấp hối, nàng lại không hề thành tựu, cái này gọi là nàng, làm sao có thể đủ cam tâm? trong lúc nhất thời nàng không gì sánh được thống hận cái này bất lực chính mình tin tưởng hắn này lúc một con mềm mại tay nắm lấy linh lung cánh tay linh lung xoay người nhìn lại cũng là tử si tử si nắm lấy tay nàng nhìn trên bầu trời đối mặt bốn vị nửa thần vây công vẫn là mặt không đổi sắc tần nhai nói hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng hắn nếu như hắn thất bại cùng lắm thì cùng hắn chết mà thôi tử si Linh lung nghe vậy, thân thể mềm mại hơi rung, lập tức gật đầu. Không chung, tần nhai đối mặt bốn cái nửa thần, tuy là thần sắc không thay đổi. Nhưng tâm thần sớm đã ngưng trọng đến rồi cực hạn, đạo nguyên thôi động, thản nhiên nói. Thật sự chính là để mắt ta, dĩ nhiên thỉnh động tình cảnh lớn như vậy tới giết ta. Tần nhai, giác ngộ đi. Làm hồ cười nhạt, lập tức quát lạnh một tiếng, giết. Xuất thủ trước nhất chính là cả người trường bào màu xám, trong tay cầm một khẩu cán dài đại đao nam tử, hắn độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi tới tần nhai trước mặt, trong tay đại đao chém xuống. Từng đạo hỏa diễm bám vào phía trên, có dũng khí muốn đốt sạch thương khung một dạng cảm giác. Một cảm giác nóng rực đập vào mặt. Ông, tần nhai cũng không chậm trễ, trong tay quang hoa lóe lên, một cây trường thương đã ở tay. Một thương rút ra, uy thế giống như một tòa đại sơn vậy đập đi, đao cùng thương ầm ầm va chạm kinh khí phụt ra, ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chương 1682, toàn lực thi triển tử vi thần văn. Tàn sát bừa bãi kinh khí, phá hư bốn phía hư không. Nửa thần một kích làm cho tần nhai rút lui mấy trượng, hắn rút lui sát na. Mặt khác hai cái rưỡi thần cũng trong nháy mắt động một cái trong đó cầm trong tay một khẩu ám. Tử sắc dao găm, thân như quỷ mị, hướng tần nhai đạo tâm muốn hại đã đâm đi. Mặt khác một cái, cầm trong tay một khẩu ba tông, ở trong hư không một điểm. Nhất lan tăn dung động bỗng nhiên tràn ngập ra. Tựa như hình thành một cái đặc thù lĩnh vực vậy đem tần nhai bao phủ, khống chế thân hình. Vừa là phụ, vừa là công kích, hai cái này nửa thần phối hợp thiên y vô phùng. Thập phần sắc bén. Tốt. Tần nhai khóe miệng vi kiều, lập tức đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái chán gian mở ra một con huyết đồng, trong nháy mắt trên người của hắn đạo nguyên uy thế lên một tầng nữa. Trải qua cái này đạo nguyên sở thúc dục vọng lại không gian chi lực. Uy lực không giống bình thường, cái kia cỗ bao phủ tần nhai lĩnh vực lực bị trực tiếp phá hủy. Mà cái kia đâm về phía tần nhai dao găm cũng bị này cổ không gian chi lực ngăn cản xuống. Nhọn dao găm trên ẩn chứa năng lượng cùng không gian chi lực trùng kích kinh khí phụt ra. Nhưng mặc dù là nửa thần, cũng không pháp lập tức đột phá leng keng tần nhai nắm đúng thời cơ trường thương đột nhiên đâm ra xẹt qua hư không trường thương như cầu vồng cùng dao găm dao kích kim thiết dao kích giống như kiểu tiếng sấm rền ở hư không nổ tung hoa lửa phụt ra tần nhai cùng cái kia nửa thần mỗi bên tự đẩy lui chết đi cho ta phi hàn thiên kiếm cách đó không xa lam hồ lần nữa thi triển tuyệt kỹ xâm lạnh lẽo khí ở trong thiên địa tràn ngập mà ra hóa thành nhất phương trăm trượng kiếm ảnh làm khoảng không chém xuống qua chỗ hư không lại tựa như cũng bị đông lại vậy vô số băng xương điên cuồng lan ra kéo dài tần nhai một tay cầm thương tay kia câu thần văn thái dương thái âm lưỡng chủng thần văn ở trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một âm dương hồng thủy tịch quyển mà ra đụng vào kiếm ảnh chi lên kinh khủng năng lượng trùng kích khoách tán tần nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không quanh thân hắc sắc lôi đình nhảy động lấy hình thành nhất phương phòng ngự đem cái kia trùng kích lực cho một một đỡ xuống siêu 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 còn lại ba cái rưỡi thần nhân cơ hội lại công tới hỏa diễm đại đao biến hóa kỳ lạ giao găm đặc biệt phong tỏa chi lực ba loại công kích có huyền diệu dù là tần nhai thực lực cường hãn trong lúc nhất thời cũng không khỏi bị nhục tư kéo một tiếng, huyết vụ phun trào, vai trái của hắn lại bị dao găm đâm trúng. Nhưng sau tê liệt bạch cốt âm u lẫn vào huyết nhục nhường phát lạnh. Tần đại ca, linh lung, tử si hai nữ thấy thế, không khỏi tâm thần hơi kinh ngạc. Phanh, thừa dịp tần nhai thụ thương thời khắc, làm hồ mâu quang lạnh lẽo. Trong nháy mắt đi tới người sườn, một kiếm vung ra, bằng bạc kiếm khí chút xuống mà ra hung hăng đánh tại đây thân lên, người ảnh giống như như đạn pháo, bắn nhanh mà ra. Đập ở cách đó không xa một ngọn núi lên, oanh một cái, ngọn núi hóa thành phấn bụi nổ tung. Ha ha, tần nhai, người cường thịnh trở lại lại có thể ngăn cản bốn vị nửa thần liên thủ công. Kích đây, nay thiên, người đã định trước phải chết ở chỗ này, không người có thể cứu. Làm hồ cười ha ha, nhãn trung tràn đầy khoái ý, còn lại ba vị nửa thần ánh mắt cũng tràn đầy lạnh lùng sát ý đi qua vừa rồi cùng tần nhai chiến đấu bọn họ rất tinh tường cái này vũ giả có nhiều yêu nghiệt cho dù là thần đình cũng tìm không ra như vậy thiên tôn tới người này chưa trừ diệt tương lai tất thành mối họa khái khái đối mặt nhiều như vậy nửa thần liên thủ vẫn còn có chút miễn cưỡng đây trong phế tích tần nhai ho khan hai xuống phun ra hai cái tiên huyết mà cái kia đoạn đi bả vai cũng là lấy tốc độ cực nhanh tái sinh. Cầm trong tay chỉ thủ hắc y nửa thần thấy thế, đồng tử hơi co lại. Làm sao có thể, phải biết ta đây giao găm trên tôi luyện thần đình trung mãnh liệt nhất độc. Dược, dù cho là chân thần đại năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, người này cánh tay. Sao có thể lấy loại tốc độ này lần nữa mọc ra? Là, hoàn mỹ thần thể, làm hồ trầm thân mở miệng. Hoàn Mỹ thần thể là thần thể trung nằm ở tối cao tầng thứ. Từ viễn cổ chư thần thời đại tới nay, có thể cụ bị loại này thần thể lác đác không có mấy. Ở rất nhiều điển tịch ghi chép chung, uy năng cũng không đồng nhất mà đủ. Trong đó để cho người nói chuyện say xưa ngoại trừ viễn siêu người khác thần lực bên ngoài, chính là sự khôi phục sức khỏe. Có người nói, nếu không đem Hoàn Mỹ thần thể duy nhất hủy diệt, đối phương liền có thể vô hạn tái sinh coi như là thần lực hao hết cũng giống vậy mà loại năng lực này hầu như có thể được xưng là đúng nghĩa bất tử nhường cực kỳ hâm mộ có thể nhường cho lam hồ cảm thấy giật mình là tần nhai thực lực hôm nay chẳng qua thiên tôn là không pháp phát huy ra hoàn mỹ thần thể toàn bộ lực lượng bên ngoài sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại cũng không trở thành đạt tới cái này chủng gần như mức độ khó tin cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, coi như là Lam Hồ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn nhưng không biết Tần Nhai ở cụ bị hoàn mỹ thần thể phía trước. Bản thân chính là vạn kiếp bất diệt chi thân, sự khôi phục sức khỏe vốn là khủng bố. Bây giờ lại chuyển hóa thành hoàn mỹ thần thể, cái kia loại sự khôi phục sức khỏe càng là đạt được to lớn đề thăng theo ý nào đó lên, loại này sự khôi phục sức khỏe mới là tần nhai chân chính con bài chưa lật. So với hoàn mỹ thần thể sở thúc dục vọng lại đạo nguyên còn nhường kiêng kỵ. Hừ, đem cả người hắn đều đốt thành cho ta cũng không tin hắn vẫn có thể khôi phục lại. Nhất niệm gian, cái kia cầm trong tay cán dài đại đao vũ giả cao giọng nhất quát uống. Đạo nguyên bạo nổ phát, vô tận hỏa diễm từ hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra phun ra nuốt vào hỏa diễm như muốn đốt nứt thương khung ngưng tụ ở trường đao đao phong chi lên nóng rực vô cùng đao ý nương theo hỏa diễm thiêu đốt làm cho bát phương thiên địa tựa như rơi vào một cái to lớn trong lò lửa vậy tu vi hơi yếu vũ giả ở một hai hô hấp gian liền đã mồ hôi đầm đìa đạo nguyên đã tiêu hao lợi hại hư không vặn vẹo đại địa dạn rừng cây đốt hủy viêm đau hóa long cái kia nửa thần mâu quang đông lại một cái, một đao chợt chém rụng. bằng bạc hỏa diễm đao khí trong phút chốc phảng phất hóa thành một hàng dài vậy rít gào thăng. Khoảng không, uy thế kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, hướng tần nhai phóng đi. Mà ở đao khí đã tới phía trước, tần nhai đã thôi động đạo nguyên, ngưng ở giữa ngón tay. Thần tốc câu thần văn, chỉ thấy từng đạo tử khí tràn ngập. Một không gì sánh được bá đạo uy thế hàng lâm, ở nơi này uy thế xuống vẻ mặt trang nghiêm tần nhai tựa như hóa thành nhất tôn đế vương vậy, từ viễn cổ mà đến. Quan sát thiên địa, thái thượng tử vi thần văn. Hơn nữa còn là tần nhai vận dụng toàn lực thi triển thái thượng tử vi thần văn. Cái này lực lượng so với mới vừa rồi còn mạnh mẽ trên nhất bội. Làm hồ thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, đều là kinh hãi, không chỉ là hắn. Coi như là còn lại bán thần vũ giả, cũng không khỏi bị bên ngoài chấn động lay động. Đi! ngôn ngữ rơi xuống, tử vi thần văn lực triệt để bạo nổ phát. Tử sắc hồng thủy, giống như trường giang hoàng hà nước, thao thao bất tuyệt. Đánh thẳng vào hư không, ở nơi này hồng thủy trước mặt. Cái kia hỏa diễm đao long đúng là có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, hai cổ năng lượng va chạm. Hỏa diễm đao long liền một cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ. Liền hóa thành đầy thiên hỏa tinh, bị triệt để nuốt sống. Làm sao có thể, loại này lực lượng cái kia thi triển đao khí bán thần vũ giả đứng mũi chịu sáo Thừa nhận tử sắc hồng thủy công kích thân thể trong phút chốc liền ầm ầm nổ tung. Hóa thành bọt máu, Lam Hồ cùng với còn lại hai cái rưỡi thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt chợt lui. Cái kia cầm trong tay chỉ thủ hắc y vũ giả không ngừng quơ dao gam. Từng đạo cực kỳ phi lướt mà ra, hóa thành một mặt kinh khí tường. Muốn ngăn cản hạ tử sắc hồng thủy, nhưng kinh khí chi tường giống như giấy mỏng vậy bị đơn giản tê liệt, hắc y vũ giả không địch lại hồng thủy. Bị dư uy trùng kích nện vào xa chỗ một tòa đại sơn. Lam hồ cùng với một người khác cũng không tốt gì, mỗi bên tự bị thương. Nhất chiêu xuống, một cái rưỡi thần bỏ mình, mặt khác ba cái mỗi bên tự bị thương. mươi 1683, chẳng qua như này. Quá, quá kinh khủng đi. Phỏ mã thật là quá kinh khủng, có thể làm được mức độ này. Đây chính là nửa thần A, hoành hành vạn giới đều không có mấy người địch thủ nửa thần A. Phò mã lại có thể đem bên ngoài bước tới mức này. Rất nhiều vũ giả, chấn động lay động phi thường. Mà đạo cung mọi người càng là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không thể tin được. Đang cùng vọng nguyệt lão tổ giao chiến mạc phi vân cũng thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi bị giật mình kêu lên, loại chiến lực này, hắn cũng có chỗ không bằng A, chút bất chi bất giác, tần nhai lại trưởng thành tới mức này. Khủng bố, quá kinh khủng. Cùng ta một trận chiến, lại còn dám phân thần. Vọng nguyệt lão tổ bắt lại mạc phi vân phân thần sát na, một trường kích ra. Bàng bạc yêu khí con đường thẳng đem bên ngoài đánh bay, tịch quyển đạo thể. Hướng kỳ đạo tâm vọt tới. Thời khắc tối hậu, Mạc Phi Vân đem cái kia yêu khí cho bị xua tan đi ra ngoài. Ghê tởm, toái thiên ấn mạc phi vân lạnh rên một tiếng lấy ra nhất phương đại ấn màu vàng óng chỉ thấy hắn đem cái này phương đại ấn ném ra đến không trung ngay sau đó cái kia đại ấn tràn từng đạo kim quang sặc sỡ lóa mát hướng vọng nguyệt hung hăng áp xuống đại ấn như sơn uy áp càng làm cho hư không không ngừng nổ tung há tạo hóa chí bảo vọng nguyệt lão tổ mâu quang đông lại một cái lộ ra một chút ngưng trọng ngay sau đó, hắn lòng bàn tay có từng đạo ánh sáng màu trắng lưu truyền. đúng là hiện ra một vòng bán nguyệt, cái này bán nguyệt như bạch ngọc điêu khác vậy. ôn nhuận sáng tỏ, nhưng tản ra ngoài khí tức lại không thể so kim ấn phải kém xác tạo hóa chí bảo vọng nguyệt nhận, cùng vọng nguyệt lão tổ giao chiến đã không phải lần một lần hai. mạc phi vân rất tinh tường cái này luân bán nguyệt trung ẩn chứa lực lượng hắn không dám khinh thường, đạo nguyên điên cuồng thôi động, rót vào kim ấn chung. Bên ngoài kim ấn quy mô lần nữa tăng vọt một vòng. Ông, chỉ thấy cái kia vọng nguyệt nhận quanh thân nổi lên từng đạo quang vượng. Nhưng sau hướng cái kia kim ấn đánh tới. Cái này hai kiện tạo hóa trí bảo hình thể thập phần cách xa, nhưng va chạm sát na. Tuôn ra lực lượng cũng là đồng dạng kinh thiên động địa. Kinh khí tàn sát bừa bãi, càn quét bốn phương tám hướng đạo vực song hùng chiến đấu lần nữa tăng lên một cấp bậc mà ở xa chỗ lam hồ mấy vị nửa thần ở tần nhai thi triển thái thượng tử vi thần văn trước mặt bị nhục chết một cái còn dư lại cũng mỗi bên tự bị thương chiến lực chịu đến ảnh hưởng cực lớn bên ngoài khuôn mặt sắc càng khó coi đến rồi cực hạn nhất là lam hồ nghiến răng nghiến lợi như muốn đem tần nhai cho nuốt sống trừ vị ra tuyệt chiêu đi được chỉ thấy cái kia cầm trong tay quải trượng nửa thần chợt bước ra một bước. Trong tay ba tông hướng hư không một điểm, từng đạo huyền diệu phù văn lại hư không mỗi bên chỗ di chuyển hiện. Bao phủ phương viên vạn trượng, hình thành một cái cực kỳ huyền diệu lĩnh vực. Hắc hắc, sớm tại thời điểm chiến đấu, ta liền âm thầm bố trí hạ cái này trận pháp. Phối hợp trong tay ta từ huyền trượng, nhìn ngươi ứng phó như thế nào? Ừ tần nhai chán cau lại chỉ cảm thấy không gian bốn phía đột nhiên biến hóa hắn thật giống như bị một đặc biệt dẫn lực ảnh hưởng vậy nhấc tay nhảy vào đủ đều xa xa so trước đó còn muốn cố sức liền đạo nguyên vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng hắn đúng là bị khốn đốn trận pháp bên trong ngược lại muốn nhìn một chút cái này trận pháp có thể vây nhốt ta đến trình độ nào tần nhai hừ nhẹ một tiếng hướng cao khoảng không lao đi nhưng đang ở này lúc không trung phù văn một hồi lóe lên một cái màu vàng vòng bảo hộ hình thành đưa hắn cho ngăn lại mà lam hồ cùng cái kia hắc y nửa thần thấy thế thân ảnh khẽ động xông vào trong trận pháp hướng hắn bắt đầu mãnh công cầm quải trượng nửa thần thôi động trận pháp ngăn cách đối với lam hồ cùng với hắc y nửa thần ảnh hưởng đặc biệt nhằm vào tần nhai chỉ dựa vào chiêu thức ấy liền đủ để thấy hắn đối với trận pháp nghiên cứu sâu ở vạn giới đủ để cầm cờ đi trước. Quỷ ảnh tam sát, hắc y nửa thần thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị. Sát na, đúng là nhất hóa ba bóng người, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như như thực chất. Không pháp phân biệt theo tần nhai quanh thân bất đồng góc công tới. Không gian chi lực, tần nhai gầm nhẹ một tiếng, không gian chi lực dường như kinh đào hãi lãng. Tầng tầng lớp lớp hướng quanh thân khuếch tán ra, đánh thẳng vào trận pháp thời gian lại trở ngại hắc y nửa thần công kích. Nhưng này đang chủ trì trận pháp nửa thần thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng. Đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào trong tay ba tông chung. Cái kia ba tông cũng là nhất kiện bất phàm bảo vật. Ánh sáng dọi tùm lum như bông hoa đại phóng, tràn một hồi huyền diệu lực lượng. Phù văn trong hư không ở cổ lực lượng này ra trì xuống, uy thế lại tăng, trận pháp lực. Đã ở không ngừng tăng lên. Ừ, cảm thụ được trận pháp lực tăng cường tần nhai chán cau lại lập tức bạo nổ không gian chi lực thân ảnh bạo lướt mà ra theo cái kia ba đạo vây công hắc y thân ảnh trong khoảng cách né nhanh qua đi có thể ở một bên lam hồ sớm đã chuẩn bị đã lâu trường kiếm ngưng tụ từng đạo hàn khí phi hàn thiên kiếm lần nữa chém rụng hắc lôi phá tần nhai mâu quang lóe lên cả người hắc lôi nhảy động ngưng tụ trường thương một thương đánh ra, hắc lôi lực cứng rắn lay động băng xương kiếm. Hai cổ lực lượng bạo nổ, mỗi bên tự trùng kích. Nhưng phi hàn thiên kiếm huyền diệu trình độ xa ở hắc lôi chi lên. Tần Nhai tuy là đạo nguyên cường hãn, nhưng là không khỏi chịu thiệt. Bị trùng kích muốn đại trên một ít, thân ảnh rút lui mười mấy trượng. Quỷ ảnh, cửu sát. Tần Nhai rút lui sát na, cái kia hắc y nửa thần lần nữa tuôn ra. Thân ảnh vẫn là lấy nhất hóa ba nhưng mỗi một đạo thân ảnh đều dùng trong tay cái muỗng bổ ra ba đạo ánh đao, chín đạo ánh đao. Theo từng cái phương hướng tịch tới. Bên ngoài trình độ hung hiểm so với một lần trước muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Người này thật sự chính là hội nhìn đúng thời cơ, gần giống như ẩn giấu trong bóng tối thợ săn vậy, a à hát, một chiêu này sợ là tránh không thoát. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, đạo nguyên thôi động, không gian chi lực bạo nổ. Tư Lạp Tư Lạp chín đạo ánh đao, lại năm đạo đánh vào tần nhai thân lên. Trong nháy mắt, huyết vụ phun trào. Tần nhai thân trên nhiều hơn năm đạo không gì sánh được kinh người vết thương. Mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Hơn nữa vết thương trên càng là tràn ngập từng đạo ám tử sắc quỷ dị vũ khí. Lại tựa như ở ăn mòn tần nhai nhục thân. Độc, tần nhai cười cười, đạo nguyên thôi động đem độc tố kia tan giã mà hoàn mỹ thần thể cường đại công hiệu cũng hiển lộ ra nhanh chóng khôi phục bên ngoài nhục thân hắc y võ giả mâu quang ngưng trọng đến mức tận cùng vừa rồi một kích kia bản đủ để đưa ngươi cắt được tứ phân ngũ liệt không nghĩ tới ngươi ở đây sau cùng buông tha những bộ vị khác phòng thủ đem không gian chi lực bao trùm ở ta công kích địa phương lên phần này quả quyết cùng tinh chuẩn sức phán đoán ta chưa thấy qua vài cái nhận được khen ngợi Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang ở Hắc Y Vũ Giả, lam hồ thân trên đảo qua. Lập tức tập trung ở không xa chỗ đang chủ trì trận pháp nửa thần lên. Không được, lại tựa như phát giác Tần Nhai ý đồ, Hắc Y Vũ Giả biến sắc. Tại hắn có hành động thời điểm, Tần Nhai độ lại nhanh hơn, ở hư không đạp một cái. Tuôn ra một hồi kinh người tiếng gầm, hướng cái kia nửa thần lao đi. Nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Hắc Y Vũ Giả hét lớn cầm trong tay quải trượng nửa thần thập phần trọng yếu. Chính là bởi vì hắn thúc giục trận pháp tài năng đối với tần nhai đưa đến kiềm chế tác dụng. Nếu như hắn đã chết tần nhai là có thể tuôn ra toàn bộ chiến lực. Tình huống kia đối với hắn nhóm rất đỗi bất lợi. Làm hồ cũng phát giác điểm này, chém ra một kiếm. Nhưng tần nhai cũng là không quan tâm. Ngạnh sinh sinh dùng nhục thân gánh vác cái này một kiếm thậm chí lợi dụng kiếm khí lực phản chấn, thêm hướng cái kia chủ trì trận pháp nửa thần lao đi. Đi tới trước mặt, không nói hai lời, trường thương như một tòa đại sơn vậy hung hăng rút ra. Hừ, thật coi ta chủ trì trận pháp sẽ không có sức phản kháng. Cái kia nửa thần quát lạnh một tiếng, trong tay ba tông cho rằng trường kiếm vậy chém ra. Nhưng trường thương uy lực xa quá tưởng tượng của hắn, thương quải thời điểm đụng chạm hắn chỉ cảm thấy một to lớn lực lượng cuốn tới đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài mà tần nhai thấy thế đuổi tới cùng không nỡ tiếp tục hướng bên ngoài công kích lam hồ hắc y vũ giả sông lên trước muốn ngăn chờ tần nhai nhưng tần nhai thần sắc đạm mạc nhưng cử chỉ lại tựa như điên cuồng vậy đối với hai người công kích nhìn như không thấy một lòng một ý hướng cái kia chủ trì trận pháp nửa thần công kích tới Tần Nhai không để ý phòng thủ, toàn lực công kích tràng diện khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy huyết vụ tại hắn thân trên phun trào, hầu như nhuộm đỏ cái kia hắc lôi, mà cái kia chủ trì trận pháp nửa thần cũng nhịn không được mấy chiêu. Bởi thi triển trận pháp phân tâm duyên cớ vì thế bị Tần Nhai bắt lại kẽ hở, một thương đem kỳ đạo tâm giỏ xuyên qua cánh tay chấn động, lại một cái nửa thần chết ở trong tay của hắn. A à hát các người cũng bất quá như đây. Chương 1684, Thần huyết khôi lỗi. Các ngươi cũng bất quá như này mà thôi." Tần Nhai cầm thương, mắt lạnh đảo qua mấy người, tự có cỗ nghiêm nghị oai. Lam Hồ, Hắc Y Vũ Giả đều là nuốt nước miếng một cái, ám tự chấn động lay động. Bốn cái nửa thần vây giết Tần Nhai, lại ngược lại bị bên ngoài oanh sát hai cái. Mà đối phương bây giờ nhìn lại mặc dù vết máu đầy người, nhưng thực tế lên ở hoàn mỹ thần thể cường hãn sự khôi phục sức khỏe xuống cũng không có tổn thất bao lớn nhiều lắm tiêu hao chút đạo nguyên loại thật lực này cho dù là ở nửa thần chung cũng không nhiều a à. khủng bố đáng sợ thiếu thiếu chủ ta xem chúng ta vẫn là ly khai đi hắc y vũ giả hít một hơi thật sâu rất tinh tường chỉ bằng hắn cùng với lam hồ hai người nếu muốn giết tần nhai căn bản là không thể sự tình như lại không rời đi, rất có thể liền hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Ly Khai, hừ, tuyệt đối không thể có thể. Lam Hồ hừ lạnh nói, người này thân có hoàn mỹ thần thể. Hơn nữa, đối với thần đình thái độ cực kỳ ác liệt, nếu không ở này đem bên ngoài chém giết. Tương lai nhất định sẽ trở thành thần đình hậu hoạn. Vậy do hai chúng ta cũng không pháp cùng bên ngoài đối kháng a. Có thể, sư tôn sớm nghĩ đến cục diện này. Làm hồ mâu quang lóe lên, lấy ra một cái huyết sắc tượng người, nói, nửa thần vây giết. Chẳng qua là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi, đây mới là ta sau cùng con bài chưa lật. Thần huyết khôi lỗi, nhìn thấy cái kia tượng người, hắc y võ giả khuôn mặt sắc chợt đại biến. Cách đó không xa tần nhai chứng kiến cái kia huyết sắc tượng người, đồng tử hơi co lại. Từ nơi này huyết sắc tượng người chung, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. So với bốn cái nửa thần vây giết còn cường liệt hơn thật nhiều. Đó là vật gì?" Tần Nhai lẩm bẩm nói. "Thần huyết khôi lỗi tế." Lam Hồ gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào con rối chung. Trong nháy mắt, con rối nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, dần dần biến lớn. Không thể để cho hắn thành công." Tần Nhai hơi suy nghĩ, thân ảnh tức thì bạo lướt mà ra, trường thương hắc lôi ngưng tụ bàng bạc thương mang kích ra, nhưng này hắc y vũ giả thân ảnh khẽ động. Trong tay dao găm huy vũ liên tục kình khí phụt ra, đem thương mang cho chặn lại. Phanh, nhưng cái này một cái, cũng để cho hắc y vũ giả rút lui mười mấy trượng. Tần nhai vừa xảy bước ra, bỗng nhiên đi tới lam hồ trước mặt trường thương hung hăng rút ra. Đang ở gần đánh vào trên người của hắn thời điểm. Một đạo huyết sắc lưu quang từ cái này tượng người trung lướt đi, đánh vào trường thương lên leng canh một cái tần nhai đúng là rút lui mấy trượng trường thương trong tay càng là không cầm được ở rung động thật là mạnh lực lượng ha ha tần nhai kiến thức một cái sư tôn ta uy năng đi chỉ thấy cái kia huyết sắc tượng người đã biến thành người bình thường cao thấp dáng dấp tuấn lang người khoác quần áo trường bào màu đỏ ngòm rõ ràng là cái kia đằng vân thần vương đằng vân thần vương thần đình trong siêu cấp một trong cường giả từng tại đạo vương chiến trung, một đạo lực lượng hình chiếu liền làm cho hắn không còn sức. Đánh trả chút nào, bây giờ mượn cái này huyết sắc tượng người sở huyễn hóa ra đến. Chỉ là thân trên cái kia cỗ tiêu tán ra khí thế liền không biết mạnh hơn nửa thần gấp bao nhiêu. Lần, chúng ta, lại gặp mặt. Đằng vân thần vương nhìn tần nhai, tái kiến bên ngoài thật sở hữu hoàn mỹ thần thể thời điểm. Không hề bận tâm hai tròng mắt cũng không khỏi nổi lên một hồi rung động thời gian ngắn ngủi không cách nhìn ngươi lại trưởng thành tới mức này nếu như sẽ cho ngươi một ít thời gian sợ là thiết tưởng không chịu nổi cho nên ngươi phải chết a à hát lần trước ngươi cũng giết không được ta huống lúc này đây lần trước có khổng vô tương trợ mới để cho ngươi tránh được nhất kiếp mà lần này hắn vẫn còn ở bản nguyên chi gian chung ta xem ai có thể cứu ngươi khổng vô thần điện điện chủ đây là tần nhai lần đầu tiên nghe được thần điện điện chủ tên chỉ bất quá bây giờ không phải muốn chuyện này thời điểm chỉ thấy tần nhai quanh thân hắc sắc lôi đình điên cuồng tàn sát bừa bãi thần niệm thôi động nhanh chóng ôm lấy thần văn âm dương tịnh lưu chi chiêu trong nháy mắt bạo nổ phát so với lần trước nhưng thật ra có chỗ tiến bộ đằng vân thần vương đạm mạc mở miệng lập tức chỉ một cái từ từ điểm ra chỉ một cái đánh ra, hư không nổ tung, đúng là xuất hiện một vài mười trượng lớn không gian hố. Bàng bạc chỉ kính lại trực tiếp đem âm dương tịnh lưu cho đánh nát. Cái này chỉ một cái uy lực chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng tần nhai không có bị hù được, đạo nguyên thôi động, thần niệm vận truyền. Thái thượng tử vi thần văn đã hoàn thành, bá đạo tử sắc hồng thủy trùng kích mà ra. Khổng lồ lực lượng, làm cho đằng vân thần vương cũng không khỏi ám tự giật mình tần nhai thi triển ra thái thượng tử vi thần văn lực lượng đã thập phần tiếp cận cảnh giới bán thần cực hạn mà bản thân của hắn vẫn còn chỉ là một thiên tôn thật không hổ là hoàn mỹ thần thể đằng vân thần vương tán thán một câu lập tức con rối trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bị hắn lấy ra phối hợp đối với đại đạo tuyệt đối nắm giữ hóa thành một búng máu trường kiếm màu đỏ trường kiếm nắm chắc không ai bằng kiếm ý chút xuống mà ra chỉ là cái này kiếm ý uy thế liền đã cực kỳ khủng bố không xa chỗ từ kim thang trung sở ngưng tụ ra phòng ngự cháo ở cỗ kiếm ý này hạ lung lay sáp đổ rung động không ngớt lại tựa như lúc nào cũng có thể tan vỡ vậy hay hay cường đại kiếm ý kiếm vô hình ý lại cũng có uy thế như vậy người này đến tột cùng cường đại đến mức nào phò mã hắn thật có thể ngăn cản được sao thần vương oai quả nhiên cường đại trong đám người, kiếm phong nắm tay nắm chặt ám tự khiếp sợ. Hắn chính là thần điện điện chủ đệ tử. Theo điện chủ trong miệng đã từng nghe nói qua thần vương cường đại chi chỗ. Đó là đứng ở chân thần đỉnh điểm tồn tại. Dù cho chỉ có một tiêu uy năng, cũng đủ để chấn áp chân thần chi xuống. Này lúc cỗ này tượng người phát huy được lực lượng rất có thể không đủ đằng vân thần vương bản. Thể phần trăm thậm chí là một phần ngàn, nhưng là cái này lực lượng cũng cực kỳ cường đại coi như là tần nhai như thế nào đi nữa mạnh cũng khó mà ngăn cản. Thời khắc nguy cơ cũng chỉ có thể vận dụng sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Kiếm Phong âm thầm nghĩ tới, trong tay nắm chặt một cái nhân ngẫu. Siêu, trường kiếm rơi, chỉ thấy vô biên kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một mảnh huyết vân. Mênh mông cuồn cuộn huyết vân ẩn chứa vô số tinh mịn kiếm khí. Đang cùng tử sắc hồng thủy đánh sát na, kiếm khí tiêu tán, điên cuồng đánh thẳng vào tất cả tử sắc hồng thủy không ngừng nổ lên, lại bị từng khúc tan rã. Đáng chết, liền thái thượng tử vi thần văn đều không có biện pháp không? Tần nhai ám tự cắn răng, ra sức thôi động thần văn. Nhưng kiếm khí oai vượt xa quá tưởng tượng của hắn, chỉ chốc lát. Liền đem tử vi thần văn lực lượng cho tan rã Dậm dạp chằng chịt huyết vân kiếm khí tức thì đưa hắn cho bao phủ. Theo bốn phương tám hướng khoách tán mà đến, hướng hắn tịch quyển đi kiếm khí sao động như điên cuồng như dã thú lôi xé hắn tần nhai quanh thân hắc lôi nhảy động mưu đồ ngăn cản nhưng cái này kiếm khí uy lực cực kỳ khủng bố dù là hắn cũng liên tiếp bị nhục chỉ chốc lát sau thân trên liền đầy từng đạo vết máu huyết vụ phun trào đem bên ngoài nhuộm thành một người toàn máu nhưng ở hoàn mỹ thần thể hiệu quả xuống sự khôi phục sức khỏe cực kỳ khủng bố đúng là ngạnh sinh sinh bằng vào với này chống quá cái này kiếm khí. Ừ, người ngoan cường nhưng thật ra vượt quá dự liệu. Chứng kiến hoàn mỹ thần thể cái này sức hồi phục kinh người. Đằng Vân Thần Vương cũng ám tự kinh ngạc, lập tức trường kiếm nâng cao, kiếm ý ngưng tụ. Đợt thứ hai công kích sẽ rơi xuống, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai thân trên đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn đạo nguyên chút xuống, ở bốn phía hư không không ngừng tàn sát bừa bãi. Đây là, hết thảy nhìn thấy một màn này vũ giả, không khỏi ám tự kinh ngạc. Hắn, đột phá, cấp hai thiên tôn, tu vi của hắn lại vào lúc này đột phá. Chiến trung đột phá, hơn nữa còn là đang cùng cái này đẳng cấp cường giả giao chiến thời điểm. Đột phá, tần nhai thật đúng là yêu nghiệt tột cùng. mươi 1685, là nàng. Chiến trung đột phá. Tần nhai đột phá thiên tôn đã có một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ở nơi này đằng vân thần vương áp lực thật lớn xuống, đột phá cực hạn. Đạt được cấp hai thiên tôn tình trạng, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng. Tần nhai không khỏi khóe miệng vi kiều, lập tức giống như như mũi tên lướt đi. Chủ động hướng thần vương công tới. Trường thương run run, hắc lôi bạo lên, sát na. Khắp nơi thiên thương ảnh hình thành một mảnh mênh mông lôi hải, phô thiên cái địa đem đằng vân thần vương bao phủ thần vương thấy thế chán cau lại trường kiếm trong tay huy vũ không ngừng đánh vào trường thương chi lên thương kiếm va chạm leng keng không ngừng bên tai kịch liệt phi thường hắn lực lượng cường đại rồi thật nhiều thần vương chán cau lại cảm giác trường thương truyền tới lực lượng cỗ này con rối bùng nổ lực lượng cũng theo đó leo thăng kiếm ảnh dồn dập kinh khí phụt ra thế nhưng tần nhai lực lượng lại cũng đang tăng lên hắn tựa như ở thích ứng cái này đột phá lực lượng vậy, càng ngày càng quen thuộc. Độ mạnh yếu cũng càng ngày càng mạnh. Đến, chiến, tần nhai cao quát một tiếng, trường thương múa càng thêm mãnh liệt. Cuồng vọng, nho nhỏ đột phá liền để cho ngươi đắc ý vong hình sao. Thần vương hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm nhất chạm. Bàng bạc kinh khí đột nhiên chút xuống mà ra, phanh một cái, tần nhai trường thương chấn động. Một không gì sánh được to lớn lực lượng tự trường thương trên truyền tới hai tay hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp trèo trống, trong nháy mắt bạo liệt. Khuỷu tay chỗ xương cốt càng là trực tiếp đâm ra huyết nhục. Tiếp lấy này cổ lực phản chấn, tần nhai thân ảnh bạo lướt, đạo nguyên điên cuồng thôi động. Khôi phục nhục thân, đồng thời thần văn nhanh chóng câu, thái dương. Thái âm lưỡng chủng thần văn không ngừng kích ra, từng đạo tia sáng mặt trời. Từng cổ một thái âm hồng thủy, trong sát na trên bầu trời đều bị cái này cuồng bạo năng lượng bao trùm. Đằng vân thần vương tuy là cường đại, nhưng là bị cái này liên miên bất tuyệt công kích sở kiềm chế, đang ở này lúc. Tần nhai thần văn ngưng tụ thái thượng tử vi thần văn lần nữa thi triển cuồn cuộn hồng thủy. Giống như trường hà vậy tịch quyển mà ra, tử vi lực bá đạo tuyệt luân, thêm trên tần nhai đột phá tu vi, so trước đó còn mạnh hơn trên không thiếu dù là thần vương cũng không khỏi bị nhục chịu đến tử vi thần văn chính diện trùng kích. Cả người bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào xa chỗ một tòa nghìn trượng ngọn núi lên. Oanh một cái, ngọn núi kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi bậm. Ta, bị thương. Ngọn núi trong phế tích đằng vân thần vương chậm rãi đứng lên. lau khóe miệng một vòi máu tươi, màu quang sừng sốt một cái. Lập tức liền hừng hực lửa giận thiêu đốt. Hắn bị thương tự thành vì thần vương đến nay vô số tuế nguyệt tới nay, hắn còn chẳng bao giờ bị tổn thương. Bây giờ lại bị một cái thiên tôn cho lộng thương, tuy là đây chỉ là một đồ con rối Nhưng dựa vào ở phía trên cũng là thứ thiệt thần vương ý chí. Một cảm giác sỉ nhục tức thì thăng chạy lên não. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tần nhai, ngươi không thể tha thứ. Đằng vân thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, màu quang thiểm thước lấy nồng nặc sát ý, trong nháy mắt không ai bằng kiếm ý lẫn vào sát ý sông thẳng cửu tiêu. Hắn không ngừng thôi động chính mình nắm giữ đại đạo. Kinh khủng lực lượng dựa vào cỗ này khôi lỗi thân lên, vượt quá tưởng tượng lực lượng. Thậm chí cũng làm cho cỗ này con rối không thể chịu đựng. Thân trên xuất hiện từng đạo tinh mịn giao thoa vết rách như muốn tan vỡ. Oanh, oanh, đại địa văng tung tóe hư không không ngừng nổ vang vô cùng kinh khủng lực lượng tản mát ra trùng kích quét ngang bát phương. Lấy đằng vân thần vương làm trung tâm, mặt đất không ngừng lõm xuống. Như mạng nhện vết rách răng khắp nơi, chỉ chốc lát. Hình thành một cái đường kính mấy ngàn trượng cự đại hố, cắt bay đá chạy. Giống như một bão cắt vậy quyển trên cao khoảng không. Rất nhiều vũ giả không gì sánh được kinh hãi, ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Cái này lực lượng, so trước đó còn mạnh hơn tốt nhất nhiều hắn lực lượng đến tột cùng có hay không cực hạn dù là lam hồ cũng không khỏi ám tự chấn động lay động nói không nghĩ tới tần nhai lại có thể đem sư tôn bước tới mức này này thì bộc phát ra năng lượng đã đến gần vô hạn chân thần mà năng lượng cũng vượt lên trước con rối mức cực hạn có thể chịu đựng chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ thời gian thì sẽ tan vỡ hắc y vũ giả gật đầu lập tức cười lạnh một tiếng nói một khắc đồng hồ thời gian vậy là đủ rồi ở trước mặt loại sức mạnh này tần nhai căn bản không căng được mấy chiêu có thể làm cho thần vương cũng vì đó nổi giận hắn chết không tính là oan thậm chí tại hậu thế trong điển tịch có thể còn có thể lưu hạ tên của hắn đây mặc kệ ở người nào xem ra tần nhai sở tác sở vi đều đủ để lưu danh bách thế dù sao có thể lấy thiên tôn làm tới mức này lại có mấy người đây tần nhai chết đi cho ta quát lạnh vang lên trong bụi mù một đạo thân ảnh như như đạn pháo trùng kích đằng vân thần vương tốc độ cực kỳ nhanh hư không đều phát sinh liên tiếp tiếng sấm tại hắn động trong nháy mắt liền tới đến tần nhai trước mặt trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung ra trùng trùng điệp điệp như tầng tầng lớp lớp cơn sóng thần vậy chỉ là cái này một kiếm thế liền đủ để nghiền ép bình thường nửa thần không gian chi lực tần nhai kinh hô một tiếng ở cảm giác được thần vương đã tới về sau không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát tịch quyển mà ra ở quanh thân bố trí hạ tầng tầng phòng ngự coi như là nửa thần cường giả đi tới chung quanh hắn tốc độ kia cũng sẽ nhận hạn chế lực công kích cũng sẽ nhận hạn chế cực lớn thế nhưng đằng vân thần vương thật sự là quá cường đại rồi cái này không gian chi lực ở kiếm thế của hắn trước mặt căn bản không hình thành nên bao nhiêu uy hiếp, ngăn cản một cái sau liền bị tan rã. Thời khắc nguy cơ, chắc tuyệt bản năng chiến đấu làm cho tần nhai trường thương trong nháy mắt. Che ở trước mặt, len keng một tiếng, kim thiết giao kích sát na, hoa lửa phụt ra. Không gì sánh được cường hãn lực lượng làm cho tần nhai bay ngược mà ra. Nện vào ngọn núi xa xa lên. Thật mạnh, tần nhai còn chưa phục hồi tinh thần lại, thần vương thân ảnh lần nữa đi tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Dậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh như mưa cuồng đột nhiên tới, làm cho tần nhai không kịp chống đỡ. Chỉ có thể lấy không gian chi lực bao phủ đạo tâm chỗ yếu, trường thương không ngừng huy vũ. Ngăn cản hạ một bộ phận công kích có thể tức thì tựa như đây. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bể nát nhiều lần. Đây là hắn đột phá chi về sau, nếu như lúc trước nói. Chỉ sợ cũng liền đạo tâm cái này muốn hại cũng không có biện pháp bảo hộ tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bại tần nhai âm thầm nghĩ tới trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách ngăn cản hạ một kiếm về sau lợi dụng lực phản chấn độ rút lui mà ra đồng thời lấy ra một bộ khôi giáp màu đen xuyên lên cái này áo giáp cũng là hắn trước đây theo đạo cung trong bảo khố đạt được nhất kiện đứng đầu tạo hóa chân bảo từng đơn giản tế luyện qua tuy là ở thần vương thế tiến công trước mặt ngăn cản không được bao lâu nhưng cũng có chút ít còn hơn không hắn nhìn ra được đằng vân thần vương cỗ này con rối nhục thân nhịn không được bao lâu chỉ cần hắn lại kéo một đoạn thời gian liền có thể thắng lợi ừ muốn kéo dài thời gian sẽ nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh này đằng vân thần vương lạnh rên một tiếng trường kiếm điên cuồng vũ động mà tần nhai dụng hết toàn lực phòng thủ đồng thời tùy thời mà phát động từ đầu đến cuối hắn đôi tròng mắt kia đều tĩnh táo đến đáng sợ, bảo trì cực hạn ý thức chiến đấu. Loại chiến đấu này trạng thái, cho dù là thần vương cũng không khỏi trở nên tán thán. Chỉ bất quá tần nhai càng ưu tú, hắn sát tâm liền càng phát cường liệt. Không được là thời điểm nên vận dụng sư phụ hậu thủ. Nhìn ra tần nhai hiểm cảnh, trong đám người kiếm phong cầm tượng người, liền muốn thôi động. Có ở này lúc xa chỗ lại có từng đợt đen nhánh vũ khí cuồn cuộn mà đến đồng thời một không gì sánh được bá đạo khí thế bao phủ tại thiên địa chung cái này dị biến hấp dẫn ánh mắt mọi người dù là tần nhai đằng vân thần vương cũng không ngoại lệ bởi vì cổ khí thế này thật sự là quá cường đại rồi cường đại đến liền bọn họ cũng không dám có chút khinh thường cái đó là trong đám người nửa thần mạc phi vân chứng kiến cái kia trong hắc vụ một đạo thân ảnh về sau không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, Phảng Phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại vậy. Kinh hô một tiếng, là nàng, là cái kia. Giới chủ, chương 1686, thế giới chi lực. Giới chủ, Mạc Phi Vân, Tô Tử Long chờ một đám cường giả nhìn thấy người đến, vô cùng chấn động lay động. Người tới khủng bố chi chỗ, không ngừng trong đầu nổi lên. Lam Hồ, Hắc Y Vũ giả hai cái rưỡi thần cũng là khuôn mặt ngưng trọng trận chiến này không dung sinh biến ngăn hạ nàng làm hồ thân ảnh khẽ động giống như quỷ mị chuyển đến đến cái kia hắc bào nữ tử trước mặt hắc bào nữ tử khuôn mặt sắc đạm mạc tự nhiên liếc làm hồ hai người liếc mát tránh ra thần đình làm việc không không cần biết ngươi là cái gì bực nào giới giới chủ lập tức rời đi nơi này nếu không ngươi sẽ trở thành thần đình địch nhân làm hồ ngữ khí xâm lãnh mang ra thần đình danh tiếng tới ở nơi này vạn kiếp chỉ cần thực lực hoặc địa vị đầy đủ vũ giả đều hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua thần đình tên bình thường cũng không dám tùy tiện đắc tội ở lam hồ xem ra coi như là cô gái trước mắt này cũng giống vậy chỉ bất quá hắn rõ ràng tính sai hắc bào nữ tử nghe nói hết về sau không nói nữa chỉ bất quá thân sau cái kia cuồn cuộn bắt đầu khởi động hắc khí đột nhiên bốc lên mà ra hóa thành hai cái hắc long lao ra hắc long bá đạo như muốn tê thiên liệt địa vẻn vẹn một kích này liền đã vượt xa trí cường vô lượng cảnh giới dù là lam hồ cùng hắc y vũ giả thân là nửa thần đồng tử cũng không khỏi trở nên co rụt lại phi hàn thiên kiếm quỷ ảnh cửu sát tuyệt chiêu thi triển lúc này mới miễn cưỡng đem một chiêu này ngăn cản xuống nhưng va chạm bộc phát ra năng lượng nhưng cũng cực kỳ kinh khủng đưa hắn nhóm cấp hiên phi đi ra ngoài không xa chỗ, Mạc Phi Vân ném hạ vọng nguyệt, hướng nữ tử phóng đi. Lần trước, náo ta đạo cung còn chưa đủ, lần này còn dám tới này trở ngại thần đình làm việc. Các hạ hành vi chẳng lẽ không cảm thấy được cuồng vọng chút sao? hắc bào nữ tử hai tròng mắt chậm rãi nâng lên, phun ra nuốt vào cái này lãnh ý. Người nói cuồng vọng, ta tới này tham gia ta nhi tử hôn lễ, cũng gọi là làm cuồng vọng. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi. Nhi tử, nàng nhi tử ở chỗ này. Các loại, hôn lễ. Rất nhiều vũ giả lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn tần nhai. Nhãn trung tràn đầy cổ quái thần sắc, ở chỗ này cử hành hôn lễ không phải là tần nhai chứ sao? Cô gái này, đúng là tần nhai mẫu thân. Tần nhai còn có cái này chờ bối cảnh. Ai ra, cái này giới chủ dĩ nhiên là phò mã mẫu thân hảo tiểu tử tần tần nhai là của ngươi nhi tử mạc phi vân sửng sốt một cái lập tức khuôn mặt sắc vài lần biến hóa hắn bây giờ không có nghĩ đến hai người này lại có như vậy quan hệ nguyên lai like lần trước ngươi ở đây đạo cung chặn lại chi binh là cái này nguyên nhân nguyên lai like như đây mạc phi vân tô tử long khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm phẫn nộ dị thường mà vô tâm lại không để ý đến bọn họ trên người uy thế biến được càng phát cường hãn quanh thân hắc vụ cuồn cuộn giống như cắn người khác mãnh thú. Nói cuồng vọng, thần đình đem người tới đại náo ta nhi tử hôn lễ. Các ngươi hành vi mới là chống đỡ trên hai chữ này, đúng không? Thần vương, vô tâm mâu quang đông lại một cái, nhìn phía cách đó không xa đằng vân thần vương. Mâu quang như điện, mang theo một cường hãn uy áp. Mạc Phi Vân, Tô Tử Long đám người ở này cổ uy áp trước mặt cũng không khỏi rút lui càng chưa nói, bị cái này uy áp chính diện nhằm vào đằng vân thần vương. Thần vương sắc mặt biến thành ngưng, khóe miệng vãnh lên, đạm mạc nói. Không nghĩ tới cái này vạn giới chung, không ngờ ra một tu luyện thế giới chi lực giới chủ. Siêu, vô tâm vừa xảy bước ra, hắc vụ tùy thân, mạc phi vân. Làm hồ đám người căn bản không pháp ngăn cản, chỉ là một cái đụng vào. Liền bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, vô tâm liền tới đến tần nhai trước mặt mẫu thân nhìn thấy vô tâm tần nhai trong lòng thập phần hưng phấn kêu một tiếng mà vô tâm gật đầu nói đối đãi mẫu thân ta thay ngươi giải quyết cái này thần vương về sau lại uống ngươi rượu mừng ngươi trước tạm xuống phía dưới tĩnh dưỡng một phen đi mẫu thân hắn chính là thần vương nhưng cái này cũng không phải là hắn bản thể không phải sao vô tâm đạm mạc mở miệng lập tức phất tay một đoàn xương mù màu đen tuôn ra giống như một tòa đại sơn vậy, hung hăng đụng vào đằng vân thần vương thân lên. Ở nơi này một kích trước mặt thần vương lại cũng rút lui mấy trượng. Mọi người, không khỏi trở nên thán phục. Thảo nào tần nhai như thế yêu nghiệt, nguyên lai hắn còn có một cái như vậy mẫu thân. Cái này chờ thực lực tu vi, đã vượt xa quá tầm thường nửa thần. Tần nhai mẫu thân, chẳng phải là ta thanh khâu thân ra chứ sao? Chứng kiến vô tâm xuất thủ về sau, tần nhai mâu quang không khỏi lóe lên theo vô tâm chiêu thức bên trong. Hắn lại cảm nhận được một trước nay chưa có huyền diệu ý cảnh. Lại tựa như không chỗ không ở, vừa tựa như khó có thể nắm lấy. Đó là, thế giới chi lực, cùng vô tâm là địch gần giống như cùng chư thiên vạn giới là địch. Tốt cường đại thế giới chi lực, đằng vân thần vương không khỏi kinh ngạc lập tức thôi động con rối lực lượng. Đại đạo chi lực gia trì, một kiếm vẽ ra, bằng bạc kiếm quang như vô biên tầng mây tuôn ra vô tâm phất tay đem tần nhai bị tống ra ngoài. Tiếp lấy thân trên bộc phát ra một cực kỳ kinh khủng cự đại uy áp. Tựa như muốn cho vạn giới thần phục vậy. Hắc vụ cuồn cuộn như thao thao con nước lớn vậy. Kiếm quang, hắc chiều, hai cổ lực lượng phát sinh tột cùng trùng kích. Không ngừng vướng víu va chạm, hư không tùy theo nổ tung. Từng đạo hư không vết rách giống như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài cái này vết rách không khỏi đánh nát không gian càng là liền thế giới bình chướng cũng cho đánh nát vô số hỗn độn chi khí tràn vào thế giới chung nếu là ngươi bản thể ở đây ta có thể không làm sao được thế nhưng đáng tiếc thần đình quy tắc hạn chế coi như là ngươi cũng không pháp đánh vỡ vô tâm đạm mạc mở miệng quanh thân hắc vụ không ngừng phun ra nuốt vào khủng bố thế giới chi lực tàn sát bừa bãi tê liệt hư không phá toái sơn hà Mỗi nhất kích đều có đơn giản chôn vùi hàng tỷ sinh linh lực lượng, cái kia loại công kích. Ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, càng là cuồn cuộn không rớt. Huyền diệu không gì sánh được, đối với Đằng Vân Thần Vương thôi động đi ra con rối lực. Càng mơ hồ có dũng khí áp chế tác dụng. Là cái này, thế giới chi lực. Rất nhiều năm không có cùng giới chủ đã giao thủ. Lấy cảnh giới của ngươi có thể nắm giữ loại này cấp bậc thế giới chi lực, nhìn chung vạn cổ. Cũng có thể lưu danh đằng vân thần vương ám tự đề cử thắn lập tức nhìn cách đó không xa tần nhai liếc mắt nói mẹ con các ngươi đều là yêu nghiệt điểm này ta không phải không thừa nhận cùng các ngươi là địch tương lai thần đình có lẽ sẽ nhiều hai cái đại địch hà ý của ngươi là như vậy chỉ cần các ngươi có thể gia nhập vào thần đình liền có thể hưởng thụ vô số tài nguyên tiếp theo diễn sanh thần cách cũng mặc cho các ngươi tuyển trạch Đằng vân thần vương trầm ngâm một cái, từ tốn nói. Nếu chỉ là một tần nhai, đằng vân thần vương còn sẽ không thấy quá lưu ý. Nhưng hôm nay lại nhiều hơn một cái vô tâm, cái này kêu là hắn, không thể không để ý một chút. Hai người này, mặc kệ cái nào đều không phải là hời hợt hạng người. Một cái hoàn mỹ thần thể, một cái giới chủ. Hai người này lớn lên, coi như là thần thể cũng đều vì chi kiêng kỵ mà lúc này hắn rồi lại ở thần đình bên trong không giết vô tâm đã không thể sự tình vì vậy mới nổi lên mời chào tâm tư về phần hắn đồ đệ thù với hắn mà nói lại không đại trọng yếu chỉ cần có thể đem hai người này cho mời chào được đừng nói một cái tử minh coi như chết lại một cái lam hồ cũng không có gì mời chào chúng ta a à hát nực cười vô tâm chào phúng cười nói ta cũng không làm tay sai dự định tay sai, người nói đây là tay sai. Chẳng lẽ không đúng sao? Không nghe lời thời điểm, cầm roi ra quật quật, nghe lời thời điểm. Ném cái xương, đây không phải là tay sai vậy là cái gì, cái gì thần cách? Cái gì vinh hoa phú quý, chỉ cần ta nghĩ muốn, ta thì sẽ bỏ lấy đến. Dùng không đến các ngươi thần đình cho phép. Vô tâm đạm mạc nói. Chương 1687, hai điều kiện. Hay, hay. Đằng Vân Thần Vương cười to hai tiếng, lập tức khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống, nói, "Đã như đây. Cái kia mẹ con các ngươi hai chính là triệt để cùng ta thần đình là địch, sau này thời gian tự giải quyết cho tốt, cái này không nhọc thần vương phiền lòng." Vô Tâm đạm mạc mở miệng, quanh thân hắc vụ phun ra nuốt vào. Bằng bạc thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp, hóa thành một chỉ điểm ra. Chỉ kính thúc dục thiên liệt tê liệt trường khoảng không vô số hỗn độn khí lưu bị tịch quyển đi quay chung quanh ở chỉ kính quanh thân giống như một cái mênh mông cuồn cuộn trường hà vậy oanh một cái điểm ở thần vương thân lên đằng vân thần vương cỗ này nhục thân sớm đã là bất kham trọng phụ ở vô tâm cái này chỉ một cái xuống triệt để bạo liệt hóa thành vô số mảnh nhỏ văng tứ phía mà lam hồ hắc y vũ giả mạc phi vân đám người thấy thế sắc mặt đại biến không nói hai lời hướng xa chỗ lao đi, liều mạng thôi động đạo nguyên, rất sợ chậm một bước. Cứ như vậy đã muốn đi, không khỏi quá đơn giản. Đạm mạc ngôn ngữ vang lên, tần nhai chật động. Vừa xảy bước ra, hơn ngàn dặm không gian tại hắn chân hạ thật giống như bị áp xúc vậy. Tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, đi thẳng tới Lam Hồ, mặc phi vân đám người trước mặt. Hắc lôi thôi động, hóa thành một mảnh bằng bạc lôi hải, đem các loại người chặn lại, đồng thời. Đạo Nguyên ngưng chỉ, nhanh chóng ôm lấy thần văn. Không được, làm hồ kinh hồ một tiếng, băng xương khí độ nhanh chóng ở quanh thân vờn quanh. Nhưng hắn lực lượng cường thịnh trở lại, lại có thể hơn được tần nhai. Chỉ thấy hắn thái thượng tử vi thần văn câu, bá đạo tử vi khí độ. Giống như đế vương hàng lâm vậy, đem quanh người hắn băng xương khí độ trong nháy mắt tan rã Thậm chí liền bên cạnh hắn hắc y nửa thần cũng khó mà may mắn tránh khỏi hơn phân nửa thân thể bị trực tiếp đánh nát lam hồ chết hắc y nửa thần trọng thương ngay sau đó tần nhai thân ảnh khẽ động trường thương vung hắc lôi lực kèm theo trường thương đánh ra trong chớp mắt liền đem cái kia hắc y nửa thần đạo tâm cho quất nát tới đây bốn cái vây công tần nhai nửa thần không một may mắn tránh khỏi đây nếu là làm cho đằng vân thần vương biết không biết sẽ có nhiều phẫn nộ tần nhai thậm chí đều có thể tưởng tượng ra bên ngoài giữ tận khuôn mặt tiếp đó chỉ còn hạ các ngươi từ tiêu đạo cung tần nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy hàn quang sát ý nghiêm nghị phải biết hắn cùng với cái này từ tiêu đạo cung vũ giả kết thù kết oán đã lâu sớm ở nhiều năm trước liền bởi vì trí cường đạo vương chiến lên bởi vì bạch thu y chuyện tình liền kết hạ tử thù về sau hay bởi vì hạ hạo ngự thú quốc chờ sự tình dần dần làm sâu sắc đợi cho nay thiên đã không chết không thôi cục diện tần nhai thả chúng ta ly khai nếu không thì ngươi sẽ hối hận lúc này ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực uy hiếp ta sao tần nhai không tiết tháo cười lập tức trường thương khẽ động thương mang bạo lướt nhưng ngay khi này lúc một đạo thanh quang lướt đến đem thương mang đánh nát ngay sau đó Bốn phía không gian rung động, một đạo mặc áo xanh, một đầu xanh sắc trường phát. Vẻ mặt già nua lão giả đi tới tần nhai trước mặt, đem bên ngoài cản xuống. Ừ, từ Tiêu đạo cung lại còn có này nhóm cao thủ. Sư tôn, Mạc Phi Vân nhìn thấy cái này lão giả, không khỏi lộ ra kinh hỉ màu sắc. Nghe nói như thế, mọi người thất kinh mất sắc. Phải biết Mạc Phi Vân khả thị đương thế song hùng một trong, nửa thần cường giả a. À. Như vậy vũ giả, tại đây thân sau lại còn có một sư tôn. Thanh Vân tử, chúng ta lại gặp mặt. Mọi người kinh ngạc lúc Vô Tâm cũng là biểu hiện rất là bình tĩnh, nhìn lão giả đạm mạc nói. Xem ra ngươi còn muốn muốn kéo dài trước đây một trận chiến. Nghe thế, mọi người lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Tần Nhai mẫu thân lại nhận thức cái này lão giả, không chỉ có như đây. Nghe bên ngoài nói, còn từng trải qua cùng bên ngoài đã giao thủ vô tâm giới chủ ta không muốn cùng ngươi giao chiến tuy là ta cùng với thần đình có chút giao tình nhưng ta hôm nay tới thầm nghĩ phải dẫn từ tiêu đạo cung nhân ly khai còn hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ ta vô cùng cảm kích tần nhai ám tự giật mình cái này thanh vân tử thực lực rõ ràng không yếu rất có thể ở một dạng nửa thần chi lên không nghĩ tới lại đối với mẫu thân kiêng kỵ như vậy chỉ có vô tâm biết cái này thanh vân tử không thể không kiêng kỵ thanh vân tử chính là cái này phương thế giới ý chí hóa thân theo trình độ nào đó đi lên nói hắn chính là thanh vân đạo vực gần như là bất tử bất diệt chỉ cần hắn đối đãi ở đạo vực bên trong liền chân thần cũng không làm gì được hắn nhưng vô tâm lại không giống với nàng là giới chủ trưởng khống một cái thế giới tồn tại cái này đạo vực cũng là một cái thế giới mà vô tâm thân là giới chủ am hiểu chính là nắm giữ thế giới chi lực thậm chí là luyện hóa thế giới đây đối với thanh vân tử uy hiếp xa xa nếu so với thần đình trong những thứ kia chân thần còn mạnh hơn lúc trước cùng một chiến thanh vân tử đã bản thân bị trọng thương ngay cả thể nội đều thế giới bổn nguyên đều bị lao đi một bộ phận bây giờ đứng ra đảm bảo mạc phi vân đám người đã bốc lên cực đại phong hiểm buông tha bọn họ cái kia liền muốn hỏi ta con trai Chuyện này, Thanh Vân Tử trần chờ một chút, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, Tần Tiểu Hữu Chỉ cần ngươi thả qua từ tiêu đạo cung, ngày xưa ân oán xóa bỏ. Nay sau vĩnh viễn không tái phạm, có làm trái thể này, gọi Thanh Vân Tử tan thành mây khói. Chỉ thấy tay hắn bắt pháp quyết, phát sinh lời thề, trong nháy mắt dẫn tới hư không rung động. Mây đen làm tiếng sấm cuồn cuộn, lại tựa như cái này phương thế giới đều ở đây nhân chứng vậy đây là thế giới hóa thân tự thân phát hạ lời thề, chư thiên vạn giới cộng đồng nhân chứng. Nếu như hắn vi phạm lời thề, chắc chắn gây nên thế giới chi lực phản phệ. Triệt để tiêu tan thành mây khói. Vô tâm hướng tần nhai thần niệm truyền âm nói. Tần nhai nghe vậy, ám tự gật đầu, trầm ngâm một hồi, nói, muốn ân oán xóa bỏ có thể. Thế nhưng ta có hai điều kiện, thứ nhất, ta muốn tử tiêu đạo cung một nửa nội tình. Điều kiện này, người có đáp ứng hay không? hỗn đàn, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. mạc phi vân sắc mặt đại biến, tức giận mắng lên tiếng nói: trước đây ngươi đại náo đạo cung, liền đã ở đạo cung trong bảo khố cầm đi không ít thứ, bây giờ lại muốn ta đạo cung phân nửa nội tình, ngươi sao không cho chúng ta đem đạo cung tiễn ngươi? nếu ngươi muốn như đây, ta cũng không có ý kiến. tần nhai nhún vai, một bộ không sao cả dáng dấp. vô liêm sỉ, ngươi chuyện này, ta đáp ứng. Mạc Phi Vân còn chưa có nói xong, Thanh Vân Tử liền gật đầu. Hắn thấy nội tình các loại đơn giản chính là chút đạo thạch chân bảo. Những thứ này bất quá là ngoại vật, chỉ cần người đăng liền có thể lần nữa tích lũy. Tốt điều kiện thứ hai. Nói đến đây, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo chỉ vào đạo cung đại trưởng lão lạc thi lâm, lạnh lùng nói ra điều kiện thứ hai, ta liền muốn tính mạng của hắn. Lạc Thi Lâm năm đó hại chết Vạn Thiên Tiết hung thủ mà vạn thiên tiết tặng tần nhai vạn thú đồ sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn hắn tự nhiên không thể quên ân người này hẳn phải chết cái gì lạc thi lâm hơi biến sắc mặt khủng hoảng hướng mạc phi vân nói thái thượng trưởng lão ngàn vạn lần không nên bằng lòng hắn a à. ta mấy năm nay tới đối với đạo cung cống hiến không nhỏ a à, càng vất vả công lao càng lớn cũng xin trưởng lão cứu ta một mạng a à. Đây cũng là ta điều kiện thứ hai, ngươi có đáp ứng hay không? Thanh vân tử trần chờ một chút, tùy tiện nói, có thể hay không đổi một cái. Không thể, cái kia, ta đáp ứng, cái gì? Lạc thi lâm tức thì mặt xám như cho tàn, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi. Nhưng tần nhai sớm có phòng bị, không gian chi lực bạo nổ phát. Bốn phía hư không tức thì bị động lại, lạc thi lâm thân ảnh, cũng bị cố ở trong hư không? mặc hắn như thế nào thôi động đạo nguyên, cũng khó mà nhúc nhích. Trường 1688, trở về thương khung kế hoạch. Đoạn huynh, liễu huynh, hắn liền giao cho các ngươi. Tần nhai đạm mạc mở miệng, đón lấy, đoạn khiếu, liễu vân ca hai người thân ảnh khẽ động. Đi tới lạc thi lâm trước mặt, nhãn trung tué phát ra cừu hận chi hòa. Liễu vân ca hướng tần nhai xa xa cúi đầu, nói, tạ ơn tần huynh. Không cần, đây cũng là ta đối với tôn sư hứa hẹn. Sư tôn thù, liền ở hôm nay huyết tẩy. Đoạn khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ. Bằng bạc kiếm ý hóa thành một kiếm vẽ ra, trong thời gian ngắn. Đem lạc thi lâm nhục thân cho chặt đứt. Nhưng trí cường vô lượng, sinh mệnh lực thập phần cường đại. Hắn kêu thảm cầu xin tha thứ, nhất sau lại hóa thành oán hận chớ chú tiếng chỉ bất quá liễu vân ca đoạn khiếu mặt của hai người sắc từ đầu đến cuối đều không bất luận cái gì biến hóa chỉ thấy liễu vân ca đạo nguyên ngưng dây mười ngón tay ở cầm huyền trên điên cuồng trêu chọc lại tựa như long ngâm lại tựa như hổ gầm soạn nhạc nhất thủ vạn thú thanh âm ở nơi này tiếng đàn xuống lạc thi lâm nhục thân không ngừng dạn phá toái cuối cùng nhất đại trí cường vô lượng hóa thành bọt máu nổ lên Lạc Thi Lâm đã chết còn đạo cung phân nửa nội tình. Ít ngày nữa liền nhường đưa đến Thanh Khâu, không biết tiểu hữu còn thỏa mãn. Thanh Vân Tử Đạo, này lúc trong lòng của hắn cũng thập phần chấn nộ. Nhưng hắn khuôn mặt trên nhưng không có hiển lộ mày may, lại nói. Có vô tâm cùng với vừa rồi đứng hạ lời thề, hắn căn bản là không pháp đối với tần nhai thế nào. Nói cách khác, cơn giận này, hắn chỉ có thể tự nuốt xuống tốt các ngươi có thể rời đi gặp lại sau thanh vân tử hít một hơi thật sâu mang theo mạc phi vân đám người ly khai đợi hàn nhóm đi về sau thanh khâu rơi vào trước nay chưa có trong rung động phải biết lúc này đây đến đây gây chuyện thật không đơn giản chỉ là nửa thần liền có mấy cái từng cái đều đủ để làm cho thanh khâu không được an ninh có thể tức thì liền là đội hình như vậy cũng không làm gì được tần nhai bốn cái nửa thần thậm chí còn ngược lại bị bên ngoài đánh chết tử tiêu đạo cung càng là nguyên nhân này ngã xuống ngã nhào một cái cái này sự tình như truyền đi chư thiên vạn giới đều sẽ bị trở nên kinh động mẫu thân đã lâu không gặp tần nhai đi tới vô tâm trước mặt cười cười nói ra một lần này hôn lễ một lần này hôn lễ nếu là có ngươi liền càng thêm hoàn chỉnh hừ ngươi còn biết đây nếu ta không đến ngươi chính là không phải không tính nói với ta liền cử hành hôn lễ chuyện như vậy đều không tìm ta lá gan không nhỏ a à. vô tâm hừ nhẹ một tiếng mang trên mặt không vui màu sắc tần nhai sờ sờ đầu nói là hài nhi không phải lại nói cái này thế giới chi lớn ta đi nơi nào tìm ngươi đây vốn định lấy nếu như ngày khác nếu có thể tình cờ gặp ngươi nói sẽ cùng linh lung lần nữa bổ toàn một cái cấp bậc lễ nghĩa được rồi thu hồi những lời khách sáo này đi vô tâm lắc đầu, lập tức nhìn phía cách đó không xa linh lung, thản nhiên nói. Người nhưng thật ra thật là có phúc, lại là một cái không thua gì với ngưng xương tốt nữ tử. Người có thể muôn ngàn lần không thể cô phụ nhân ra, nếu không thì ta không tha cho ngươi. Phải, mẫu thân, tần nhai trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó, tần nhai liền giải khai kim thang chung. Cái này tạo hóa trí bảo, lực phòng ngự tuy là cường đại. Thế nhưng ở tần nhai cùng chư vị nửa thần nhất là cùng Đằng Vân Thần Vương giao chiến trong dư âm, sớm đã là vết thương thật mệt mỏi. Trong đó uy lực đã không đủ nguyên bản nhất xong rồi. Vô Tâm đi tới Linh Lung trước mặt, xem xét cẩn thận một phen. Cách nhìn gặp qua bá mẫu. Đối với Tần Nhai mẫu thân, Linh Lung có vẻ hơi khẩn trương. Nhất là đối phương vừa rồi hiện ra cường đại chiến lực, càng làm cho nàng có chút cục xúc bất an, rất sợ nàng xem không dậy nổi chính hắn một nho nhỏ đạo vương vô tâm chán cau lại nói ngươi kêu ta cái gì a à, linh lung sửng sốt một cái tần nhai đi tới lôi một cái nàng tay nhỏ bé cười nói chúng ta đã thành hôn ngươi nói ngươi nên gọi tên gì Hả, linh lung gặp qua mẫu thân linh lung phục hồi tinh thần lại cung kính cúi đầu đạo mà vô tâm thấy thế thỏa mãn cười nói không nên đa lễ bà thông ra từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a à, Hồ cốc cười ha ha một tiếng, đi lên trước cười to nói. Trong khoảng thời gian này, Đa Tạ Thanh Khâu Chi chủ đối với con của ta chiếu cố. Phải, đều là người một nhà a. À. Vô Tâm đi tới, bổ toàn cấp bậc lễ nghĩa, hôn lễ nghi thức toàn bộ hoàn thành. Cân nhắc nguyệt sau, mẫu thân, người gọi ta tới có chuyện gì? Tòa nào đó bên trong đình viện, Tần Nhai hướng Vô Tâm đạo, Vô Tâm xoay người lại nói, được rồi, mấy cái này Nguyệt ngươi cùng Linh Lung cũng nên chán ngán đủ chứ. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi có chút ngượng ngùng. Thành hôn về sau, Tần Nhai cùng Linh Lung như keo như sơn. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây một khối, đến chỗ du lịch. Toàn bộ yêu sơn cơ hồ bị bọn họ đi khắp. Bọn họ mới vừa rồi còn tính toán muốn đi bên ngoài bơi một cái đây. Làm cho mẫu thân chê cười. Chuyện cười ngược lại không đến nổi ngươi cùng linh lung sự tình ta cũng đã nghe nói qua một chút hoàn toàn chính xác không dễ bất quá bây giờ còn chưa đủ ngươi có thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường thời điểm thực lực của ngươi còn không đủ vô tâm thản nhiên nói nghe thế tần nhai mặt sắc cũng hơi ngưng trọng xuống hắn rất tinh tường thực lực của chính mình tuy là rất cường đại nhưng so với thần đình đến tranh lệch còn rất lớn muốn cùng bên ngoài đối kháng chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, tuy là thần đình trung có hạn chế. Chân thần dưới vũ giả khó có thể hàng lâm, nhưng không phải không pháp hàng lâm. Điểm này không thể không phóng. Từ lúc thần vương một trận chiến về sau, người ta mẹ con đã triệt để cùng thần đình vạch mặt. Nhưng ở nơi này vạn giới chung, bọn họ kiêng kỵ người không thiếu. Người ta cũng không tu quá mức sốt ruột, lưu cho người ta thời gian, cũng không tính là thiếu. Ta biết, tần nhai gật đầu không nói khác huyền tiêu lôi hoàng thần điện điện chủ những thứ này người từng cái đều không phải là hạng dễ nhằn từng cái đều là chân thần cấp bậc nhân vật khủng bố coi như là cái kia thần đình cũng nhiều có kiêng kỵ nay thiên tìm ngươi đến là muốn muốn nói với ngươi một chuyện chuyện gì ngươi có thể muốn trở về thương khung nghe nói như thế tần nhai không khỏi đồng tử hơi co lại tâm thần hơi dung mẫu thân ngươi có biện pháp trở về thương khung hắn sao không muốn đây nơi ấy nhưng là hắn võ đạo khởi nguyên là kiếp trước của hắn kiếp này cố hương phải biết rằng ở nơi ấy có hắn ràng buộc có bạn tốt của hắn chỉ bất quá thương khung giới tự sinh ra thương khung chi linh về sau tiến nhập nào đó quỷ dị biến hóa thế giới vách ngăn mạnh đến nỗi vô lý căn bản khó có thể đột phá lúc trước hắn từng cùng thần điện điện chủ nói qua việc này thần điện điện chủ cũng bằng lòng hắn, hội thật tốt cha xét một phen. Về sau thần điện điện chủ đi cái gì đó bản nguyên chi gian về sau, liền bật vô âm tín. Trở về thương khung dự định, cũng tạm thời gặp trở ngại. Không nghĩ tới, bây giờ cũng là làm cho vô tâm lần nữa nhắc tới. Biện pháp không phải là không có. Chỉ bất quá bằng vào ta một người còn còn thiếu rất nhiều. Ta biết ngươi cùng vạn giới thần điện quan hệ không cạn ta cần ngươi thay ta tìm vài cái tinh thông không gian chi đạo nửa thần. Giúp ta hoàn thành việc này. Tinh thông không gian chi đạo nửa thần. Không sai, lấy không gian chi đạo là phụ thế giới chi lực vì chủ. Ở thương khung giới ngoại vây dựng một con đường mới có thể làm cho người tiến vào bên trong. Mẫu thân, ngươi xem ta có thể được. Tần nhai tuy là thiên tôn, thế nhưng thêm trên hoàn mỹ thần thể. Hắn thi triển ra không gian chi lực, so với tầm thường nửa thần còn muốn cường đại không thiếu. Vô Tâm lắc đầu, nói, "Dựng thông đạo cần vũ giả hết sức chăm chú. Vận chuyển không gian chi lực có chút dừng lại, thông đạo sẽ gặp lập tức đóng cửa." "Ta hành động này là muốn đưa ngươi đuổi về thương khung, cho nên ngươi không thể trở thành dựng lối đi tham dự ngươi." Chương 1689: Thương khung biến hóa cảnh giới bán thần không gian tìm hiểu người sao tần nhai thì thào nói nhỏ tùy tiện nói ta sẽ nghĩ biện pháp nếu muốn nói ở nơi này vạn giới chung đối với không gian chi đạo nghiên cứu sâu nhất thế lực không ai bằng là vạn giới thần điện tần nhai trước tiên liền liên lạc với kiếm phong hướng hắn nói rõ việc này hy vọng hắn có thể đủ cho hắn một ít trợ giúp ở một phen hỏi về sau biết được vạn giới thần điện cao thủ mặc dù là không thiếu nhưng nửa thần cường già cũng lác đác không có mấy hơn nữa mỗi bên cũng có riêng việc cần hoàn thành muốn đem các loại người cho tụ tập lại tương đương không dễ chỉ bất quá có một người có thể giúp các ngươi người nào sư tôn ta thần điện điện chủ nghe thế tần nhai không khỏi kinh ngạc nói điện chủ đại nhân trong khoảng thời gian này đi đến cái kia bản nguyên chi gian không hề tin tức lẽ nào hắn trở lại rồi Bản nguyên chi gian, Tần Nhai cũng không biết cái kia là cái gì địa phương. Bất quá, có thể để cho thần điện điện chủ cũng vì đó để ý, tất nhiên là không đơn giản. Theo hắn đoán, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không trở về. Sư Tôn còn chưa trở về, bất quá hắn trước khi đi lưu cho ta hạ một vật, Tần huynh mời xem. Kiếm Phong cười nhạt, lấy ra một cái nhân ngẫu. Chứng kiến nhân ngẫu này, Tần Nhai không khỏi khuôn mặt sắc hơi đổi. Nhân ngẫu này, rõ ràng là không lâu, Lam Hồ ở hôn lễ bên trên dùng tượng người. Cũng chính là coi đây là môi giới, đằng vân thần vương tài năng đủ hàng lâm. Chẳng lẽ, tần nhai hai mắt tỏa sáng, kiếm phong huynh có ý tứ là nói. Không sai, sư tôn ta ra ngựa, cần phải so cái gì nửa thần hữu dụng rất nhiều hắn lão nhân ra. Bản chính là vạn giới trung am hiểu không gian chi đạo người nếu như có thần điện điện chủ xuất thủ tự nhiên là không thể tốt hơn rất nhanh tần nhai liền dẫn kiếm phong tìm được rồi vô tâm nhìn trước mắt vị này giới chủ kiếm phong có vẻ hơi cung kính chắp tay nói tại hạ là là vạn giới thần điện kiếm phong gặp qua giới chủ các hạ vô tâm gật đầu tùy tiện nói ta nghe tần nhai nói qua ngươi ngươi là bằng hữu của hắn đã là bằng hữu cái kia liền không cần khách khí như vậy vâng Kiếm Phong gật đầu, nói, nghe nói bá mẫu cần nghiên cứu không gian chi đạo nửa thần. Vì thế tiểu chất mang đến một vật mời xem. Nói xong, Kiếm Phong liền lấy ra tượng người. Nhìn thấy nhân ngẫu này, Vô Tâm Nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc. Thần huyết khôi lỗi. Không sai, Kiếm Phong đem nhân ngẫu này ném không trung, lập tức đạo nguyên thôi động. Trong nháy mắt, một không gì sánh được uy thế cường đại dần dần hiển lộ ra bốn phía không gian nổi lên lăn tăn rung động, trong rung động. Một đạo mặc áo dài trắng thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia, chính là vạn giới thần điện điện chủ. Thần điện điện chủ xuất hiện về sau, hai tròng mắt như đao, xẹt qua ở đây mấy người. Đối đãi chứng kiến vô tâm về sau, màu quang đông lại một cái. Giới chủ, thần điện điện chủ có chút khiếp sợ, giới chủ, vạn cổ tới nay liền cực kỳ hiếm thiếu ở hiện nay vạn giới chung càng là chưa từng nghe qua vài cái không nghĩ tới nay thiên ý thức hàng lâm cỗ này thần huyết khôi lỗi chung lại đụng phải một cái chẳng lẽ đây chính là kiếm phong gọi mình đi ra nguyên nhân xin hỏi các hạ tục danh vô tâm vô tâm đạm mạc mở miệng mâu quang cũng đang quan sát trước mắt thần điện điện chủ tự thành vì giới chủ về sau nàng ở trong vực sâu tu hành một thời gian theo sau du lịch vạn giới, tìm hiểu thế giới chi lực. Cùng vạn giới thần điện cũng có quá không bất tiếp xúc trong lòng minh bạch. Thần điện điện chủ chính là nhất tôn kiêu ngạo thần vương tới cường đại có thể. Đối với nhân vật như vậy, trong lòng nàng tự nhiên ôm cảnh giới. Chưa từng nghe qua xa lạ tên, nhưng không sao cả. Đã tuyển trạch cùng ta thần điện muốn bảo vệ người làm địch chính là đối địch với ta. Tiếp chiêu đi chỉ thấy thần điện điện chủ chợt điểm ra chỉ một cái. Chỉ một cái hoành khoảng không, hư không tức thì nổi lên rung động. Vô tận không gian chi lực ngưng tụ trùng trùng điệp điệp tựa như một dòng sông dài vậy. Đánh về phía vô tâm. Đột nhiên thế tiến công, làm cho vô tâm sửng sốt một cái. Lập tức nàng không chút hoang mang, quanh thân phun ra nuốt vào ra một hồi hắc vụ. Ẩn chứa trong đó kinh khủng thế giới chi lực hướng không gian chỉ kính đánh tới thế giới chi lực, không gian chi lực. Hai cái lực lượng va chạm, chấn động lay động sơn hà, kinh thiên động địa. Dù là kiếm phong loại đẳng cấp này cao thủ cũng không khỏi bị hất bay ra ngoài mấy trăm trượng. Chỉ có Tần Nhai có thể đối kháng, vội vã hô, "Mau dừng tay." Một vòng trùng kích quá về sau, vô tâm thần điện điện chủ mỗi bên tự đẩy lui. Nghe được Tần Nhai kêu to, thần điện điện chủ không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ thần sắc nói, thế nào tần nhai lẽ nào người này không phải địch nhân sao địch nhân tần nhai khóe miệng nhỏ bé rút ra nói điện chủ hiểu lầm lập tức tần nhai liền đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói đến nghe được trước mắt cái này giới chủ chính là tần nhai mẫu thân thời điểm khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái cổ quái thần sắc mẹ con các ngươi hai cái thực sự là yêu nghiệt một cái giới chủ một cái hoàn mỹ thần thể không biết làm cho nhiều thiếu vũ giả ước ao khen chật rồi được rồi nay thiên để cho ta tới chính là muốn đi trước ngươi lần trước nói thương khung giới đúng vậy ân cái kia thế giới thật là có chút cổ quái điện chủ chẳng lẽ đã qua dò xét qua rồi hả thần điện điện chủ gật đầu nói ra không sai từ trước đây ngươi đã nói với ta cái này thương khung giới sự tình về sau Ta liền tìm người đi vào cha xét, chỉ bất quá lấy được tin tức hữu dụng thập phần hiếm thiếu. Cho nên phía trước đi bản nguyên chi gian đường lên, ta rút ra khoảng không tự thân đi vào một chuyến, cha xét rõ ràng quá. Cái kia thế giới tốc độ tiến hóa phi thường rất mạnh, nói đến đây, thần điện điện chủ Mâu Quang trung cũng không khỏi lộ ra một cái chấn động lay. Động màu sắc, hắn tồn tại Tuế Nguyệt cực kỳ đã lâu, từ viễn cổ chư thần thời đại đến đến nay nhưng mặc dù là như này khổng lồ tuế nguyệt tích lũy hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhiều thế giới vốn có như vậy tốc độ phát triển theo tần nhai trong miệng biết được hắn lúc đi ra cái kia thế giới chẳng qua là một cái bát phẩm tiểu thế giới nhưng khi đó hắn đi kiểm tra thời điểm cái kia thế giới vách ngăn cường độ đã không chút nào kém sắc đạo vực không chỉ có như đây cái kia thế giới lại tựa như còn cụ bị cắn nuốt thuộc tính đem xung quanh thế giới cùng nhau chiếm đoạt nếu không phải hắn thời gian hữu hạn còn muốn đi trước bản nguyên chi gian hắn thật muốn lưu lại tái hảo hảo thăm dò một phen nghe xong thần điện điện chủ giảng thuật chi về sau dù là tần nhai biết hiện nay thương khung giới biến hóa rất lớn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại biến hóa như này chi lớn liền thần điện điện chủ cũng vì đó chấn động lay động cái kia linh hồn chi chủ lưu lại đồ đạc không khỏi quá kinh khủng Tần Nhai cùng thần điện điện chủ đều biết. Đây hết thảy đều là nguyên với cái kia ngày xưa thần đình chi chủ. Linh hồn chi chủ sở lưu lại đồ đạc tạo thành. Mà tần nhai thân trên liền có trong đó phân nửa quà tặng, cũng là cái này phân nửa quà tặng. Hắn tốc độ phát triển cũng mới nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian liền đi tới bây giờ mức này. Liền vô thượng bá chủ thần đình đều không được không vì coi trọng. Chỉ bất quá cái này quà tặng là cái gì, tần nhai đến hiện tại còn không có làm tinh tướng. Cái kia tử sắc vụ khí liền tồn tại trong linh hồn của hắn, mơ hồ. Vô tâm giới chủ ta bản thể không ở nơi này. Cái kia thương khung giới chung cũng còn không có xây dựng ra không gian đường hầm vận chuyển. Chỉ bằng cho ta mượn cỗ này khôi lỗi lực lượng. Còn không pháp mở ra thương khung giới thế giới vách ngăn. Người thật có biện pháp đem tần nhai đưa vào trong đó. Thần Điện Điện Chủ tò mò hướng vô tâm hỏi. Tự nhiên, bởi vì ta là giới chủ. Nguyên lai like như đây, Thần Điện Điện Chủ suy nghĩ một chút, liền minh bạch trong đó then chốt. Lấy thế giới chi lực vì chủ, không gian là phụ, dù cho không cần chân thần tu vi. Cũng có thể từ bên ngoài mở ra một cái đi thông thương không thông đạo. chương 1690, trở về Chín Tinh. Tiếp đó, Tần Nhai, vô tâm, Thần Điện Điện Chủ mấy người liền bắt đầu đi trước thương khung giới mà linh lung mới vừa cùng tần nhai thành hôn chính là như keo như sơn thời điểm không muốn xa nhau cùng hồ cốc nói rõ một phen sau cũng cùng nhau đi trước ở vạn giới thần điện truyền tống cơ chế xuống tần nhai thần điện điện chủ đám người tốc độ rất nhanh hoa không đến một tháng thời gian liền tới đến rồi thương khung giới bên ngoài rất xa tần nhai thấy được cửu tinh đặt xong xong cảnh tượng ánh mắt lộ ra một cái nhớ lại màu sắc nơi đây chính là thương khung giới ngoại cửu tinh cửu tinh làm tần nhai ly khai thương khung giới sau trạm thứ nhất nơi đây chừa cho hắn hạ không thiếu hồi ức tức thì liền nơi này võ đạo tiêu chuẩn không cao thậm chí liền ngộ đạo giả đều không có mấy người có thể vẫn là làm cho hắn khó khăn nhất quên được một trong những địa phương bởi vì nơi này nhất tới gần thương khung có hắn ràng buộc hư vân tinh chủ băng thần những thứ này ngộ đạo giả đều là hắn ở con đường võ đạo ở trên dẫn đạo người rất nhanh hắn hàng lâm cửu tinh một trong thương khung ngôi sao ở hàng lâm sát na hắn liền phát hiện bất đồng lúc này thương khung ngôi sao ẩn chứa đạo vận thật sự là quá mức nồng nặc so với hắn lúc rời đi muốn nồng nặc hơn một nghìn gấp trăm lần không ngừng trong đó ngộ đạo giả số lượng cũng so với quá khứ nhiều trên không thiếu mặc dù không đạt được theo chỗ có thể thấy được tình trạng nhưng là cực kỳ khả quan. Đây cũng là là thương khung giới biến hóa mang đến ảnh hưởng mà. Liền giới ngoại đều ảnh hưởng đến loại trình độ này. Giới bên trong lại sẽ có loại nào biến hóa đây? Không biết ngưng xương các nàng hiện tại như thế nào? Nhất niệm tới đây, tần nhai trong lòng mơ hồ có chút gánh yêu. Siêu, siêu, này lúc hai bóng người chợt đi tới, tần nhai nhìn lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đi lên phía trước nói, Hư Vân Tiền Bối, Băng Thần từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Người đến cũng là Hư Vân cùng với Băng Thần hai người. So với trước đây, hai cái vị này tiến bộ nhưng cũng không nhỏ. Nguyên bản chỉ là ngộ đạo giả chính hắn nhóm, bây giờ đã cụ bị đỉnh nhọn đạo sư trình độ. Đương nhiên, cảnh giới này ở hôm nay Tần Nhai xem ra không coi vào đâu. Có ở Cửu Tinh lịch sử lên, cũng là tiền vô cổ nhân, đủ để tái nhập sử sách. Tần nhai, chứng kiến tần nhai, hư vân, băng thần hai người khuôn mặt sắc hung hăng chấn động. Ngay sau đó, hư vân đi lên trước, cho tần nhai một cái gấu ôm, cười to nói, hảo tiểu tử. Trở về cũng không nói một tiếng, hại ta lại càng hoảng sợ. Băng thần cũng cười nói, đúng vậy à. Vừa rồi chúng ta ở tinh cung chung cảm giác được một cường hãn khí tức, vì vậy tới kiểm tra. Không nghĩ tới là các ngươi. Lập tức băng thần nhìn phía linh lung đám người, màu quang lóe lên. Lấy hắn đỉnh nhọn đạo sư năng lực nhưng lại không có pháp nhìn ra đám người kia năng lực. Liền mảy may đều nhìn không ra đến, hắn chỉ có một không gì sánh được cảm giác mãnh liệt. Ở trước mặt những người này, hắn liền xuất thủ tư cách cũng không có. Không chỉ là những thứ này người, liền tần nhai cũng giống vậy. Băng thần ám tự líu lưỡi, kinh thán không thôi cái cũng khó trách, phải biết, ở tần nhai ở giữa đoàn người. Tu vi yếu nhất linh lung cũng đạt tới đỉnh nhọn đạo vương tiêu chuẩn. Thuận tay đều có thể giết chết trăm nghìn đạo sư. Băng thần cùng hư vân hai người tự nhiên nhìn không ra tới. Hư vân tiền bối ta giới thiệu cho ngươi một cái. Tần nhai cho mọi người nhất nhất giới thiệu. Mà kiếm phong, linh lung đám người thực lực tuy là cường đại nhưng không có phách lối gì một phen nói chuyện với nhau xuống bầu không khí dần dần biến được dung hiệp tần nhai ngươi hôm nay tu vi như thế nào hư vân không kềm chế được tò mò trong lòng không khỏi mở miệng hỏi tần nhai cười cười thiên tôn cảnh giới lời vừa nói ra băng thần hư vân hai người ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí vô cùng rung động những năm gần đây cửu tinh thực lực dần dần tăng mạnh cùng ngoại giới giao lưu đã ở tăng nhiều Đối với Ngộ đạo giả cảnh giới tu hành dần dần chấm dứt, bọn họ tự nhiên biết thiên tôn cảnh giới đại biểu cho cái gì. Dù cho ở vạn giới chung cũng là một mình đảm đương một phía cường giả a. Toàn bộ Cửu Tinh ở nơi này đẳng cấp cường giả trước mặt, căn bản là cùng con kiến hôi không có khác gì. Cửu Tinh lại ra cái này đẳng cấp cường giả. Ha ha, thật tốt quá, cũng biết tiểu tử ngươi có tiền đồ trong khoảng thời gian ngắn, theo một cái liền ngộ đạo giả đều không phải là thánh cảnh trường. Thành đến mức độ này, tần nhai, ngươi thật là làm cho chúng ta quá vui mừng. Hư vân, băng thần hai người cũng không có hoài nghi tần nhai. Bọn họ rất tinh tường, tần nhai không phải cái kia loại người tín khẩu khai hà. Đừng nói thiên tôn, tần nhai coi như nói hắn thành thần, bọn họ cũng sẽ tin. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên cũng tinh tường chân thần cái cảnh giới này khái niệm chứng kiến hư vân băng thần hai người ngạc nhiên dáng dấp linh lung cùng kiếm phong đám người liếc nhau đều là chứng kiến kia này trong mắt buồn cười màu sắc thiên tôn a à hát thiên tôn ở tần nhai trước mặt lại tính là cái gì coi như là nửa thần cũng bị hắn giết nhiều cái đây nhưng kiếm phong cùng linh lung cũng không có nói toạc đối với hư vân hai người cùng với toàn bộ cửu tinh mà nói cái kia loại tầng thứ sự tình còn quá mức xa vời tiếp đó hư vân mang theo tần nhai đám người đi tới tinh cung bên trong tần nhai trở về tin tức dần dần truyền ra chấn động lay động toàn bộ cửu tinh đối với cửu tinh mà nói tần nhai nhưng là trong tin đồn nhân vật nếu là không có hắn sớm ở mấy vạn năm trước cái này toàn bộ cửu tinh liền bị diệt trở lại tinh cung hư vân hướng tần nhai nói rõ cửu tinh những năm gần đây biến hóa tự tần nhai ly khai về sau cửu tinh nửa đường vận không ngừng tăng đại lượng kỳ ngộ xuất hiện yêu nghiệt thiên kiêu liên tiếp xuất hiện võ đạo dần dần phồn vinh mà tần nhai mặc dù ly khai nhưng uy danh vẫn tồn tại bên ngoài danh vọng không ai bằng làm cho thương khung tinh chiêm theo tiên cơ bắt lại cơ hội nhanh chóng phát triển trở thành cửu tinh trung tâm cũng là cường giả số lượng nhiều nhất địa phương thương khung giới bên trong còn không có vũ giả phá giới mà ra à nghe xong về sau tần nhai dò hỏi Hư Vân lắc đầu, nói: "Đừng nói thương khung giới, hiện tại liền nguyên ma giới, huyết vân giới." Thiên xuyên giới trở thế giới cũng không có vũ giả phá giới mà ra, rất nhiều năm trước. Cửu Tinh liền cùng mỗi bên tự bên trong thế giới mất đi liên hệ. Quả nhiên, theo thần điện điện chủ trong miệng biết được, thương khung giới không chỉ có tiến nhập rất mạnh phát triển giai đoạn. Càng đem chung quanh thế giới đều cho một nhất tóm thâu, nói cách khác, bây giờ cửu giới đã không còn tồn tại, chỉ còn thương khung nhất giới. Hoặc có lẽ là, là cửu giới dung hợp vào một chỗ. Còn lại thế giới vũ giả muốn xuất hiện, khó khăn kia tự nhiên gia tăng thật lớn. Căn cứ cái này thương khung thế giới bên ngoài thế giới vách ngăn cường độ đến xem. Bên trong vũ giả muốn xuất hiện, tu vi ít nhất phải đạt được trí cường vô lượng ký. Mà muốn từ bên ngoài đi vào, càng là muốn tiếp cận chân thần cảnh. Đây cũng là làm cho thần điện điện chủ dung động sự tình. Một cái bát phẩm thế giới, trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng. Này, cho dù là viễn cổ chư thần thời đại, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy a. À. Đúng rồi, Tần Nhai, ngươi lần này trở về có thể có cái gì sự tình. Bản năng, hư vân cảm thấy Tần Nhai trở về còn có những chuyện khác tình làm. Mà Tần Nhai cũng không có giấu giếm, nói ta muốn trở về thương khung. Ừm ngươi có biện pháp cũng đúng, ngươi tu vi bây giờ đã đạt được thiên tôn cảnh giới. Muốn trở về thương khung giới cũng không phải không thể sự tình. Hư Vân tiền bối, ngươi đầy khả năng liền sai rồi, muốn về thương khung giới. Bằng ta đây điểm năng lực có thể còn thiếu rất nhiều a. À. Tần Nhai cười khổ nhất nói rằng. Tiếp đó, Tần Nhai liền đơn giản hướng Hư Vân nói rõ một cái. Nghe xong về sau, Hư Vân ám tự kinh hãi không nghĩ tới, vô tâm, thần điện điện chủ hai người này dĩ nhiên là vượt qua xa thiên tôn tồn. Tại, cái này chờ tồn tại, lại hội tự thân hàng lâm cửu tinh. Ai, xem ra ta đã xa xa cùng không trên bước tiến của ngươi. Hư vân than nhẹ một tiếng nói. Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. mươi 1691 Tái kiến thương khung chi linh. Tần nhai ở cửu tinh trung đợi một đoạn thời gian, trong thời gian này. Hắn đem con đường võ đạo ở trên một ít thu hoạch đưa cho Tinh cung. Trong đó ngoại trừ một ít đạo khí a, tạo hóa chân bảo các loại, còn có một số đạo công. Tâm đắc tu luyện, chỉ là những thứ này liền làm cho cả cửu tinh thực lực lật không biết gấp bao nhiêu lần. Không nói khác, chỉ là nhất kiện tạo hóa chân bảo liền đủ để cho bên ngoài hưởng thụ vô cùng. Càng chưa nói tần nhai lấy ra còn có đại lượng cao cấp đạo công. Trong này, có chút liền đạo vương thiên tôn đều khó gặp a tống suất những thứ này tần nhai cũng không có bất kỳ không nỡ những thứ này với hắn mà nói cũng không có mãnh liệt đến mức nào dùng còn không bằng dùng để tăng cường cửu tinh lực lượng đây không lâu sau về sau hỗn độn bên trong tần nhai vô tâm thần điện điện chủ đám người lăng không mà bốn phía hỗn độn khí lưu đi ngang qua mấy người này thời điểm dồn dập đi vòng đến lúc rồi ừ hoàn toàn chính xác Vô tâm gật đầu, lập tức nhìn phía cách đó không xa tần nhai, nói. Người có thể chuẩn bị xong, chờ một hồi chờ chúng ta mở ra thông đạo chi về sau. Không muốn dừng lại quá nhiều, mang theo linh lung lập tức đi vào. Hải nhi tinh tướng, tần nhai gật đầu đáp. Thần điện điện chủ nhìn kiếm phong nói, kiếm phong, người đến thương khung giới. Nhớ kỹ cùng thần điện bắt được liên lạc cùng nhau dựng đường hầm không gian phương tiện này sau cùng ngoại giới xuất nhập nhưng ghi nhớ kỹ. Thương khung giới là một cái còn chưa hoàn toàn dò xét rõ ràng hơn nữa có dấu đại bí mật thế. Giới, lối đi này tuyệt đối không thể tuyên dương. Đồ Nhi đã biết, thương khung giới, theo ngoại giới rất khó đi vào, vì phương tiện sau này xuất nhập. Thần điện điện chủ quyết định làm cho kiếm phong cũng theo tần nhai tiến nhập thương khung giới. Bên trong, dựng một cái bí ẩn không gian đường hầm vận chuyển, lấy sau có lẽ hữu dụng. Được rồi, bắt đầu đi. Vô tâm nhìn trước mắt hỗn độn, thế giới chi lực ở nàng quanh thân phun ra nuốt vào mà ra. Cảm thụ được cái kia minh minh trong thế giới vách ngăn, ngay sau đó. Nàng mâu quang đột nhiên nở rộ ra, hướng xa xa hỗn độn điểm giữa ra chỉ một cái. Thế giới chi lực tuôn ra, hung hăng đánh ở hư không bên trong. Răng rắc, răng rắc. Trong thời gian ngắn, hư không phá toái, một cái đen nhánh vết rách mở ra vết rách trung bộc phát ra một cực kỳ cường hãn thế giới chi lực. Đang cùng vô tâm thi triển thế giới chi lực đối kháng. Cái kia vết rách đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Điện chủ các hạ nên nhìn ngươi biểu hiện. Được, thần điện điện chủ nhảy tới trước một bước. Chỉ thấy quanh người hắn bộc phát ra một cường hãn không gian chi lực. Tịch quyển bốn phía hỗn độn khí lưu, rót vào vết rách chung. Ở không gian chi lực ra chỉ xuống, cái này vết rách dần dần ổn định mau vào đi. Được, tần nhai lập tức mang theo linh lung, kiếm phong nhảy vào cái kia vết rách bên trong. Tại hắn nhóm ly khai về sau, vô tâm, thần điện điện chủ cũng rút về chính mình lực lượng. Tại hắn nhóm rút về lực lượng sát na, cái kia vết rách trong nháy mắt khép lại. Thành công, vô tâm ngữ khí tuy là đạm mạc nhưng hơi trắng bạch khuôn mặt sắc lại biểu thị vừa rồi nhìn như đơn giản thế nhưng tiêu hao thế giới chi lực lại cực kỳ cự đại thần điện điện chủ khuôn mặt sắc cũng không dễ nhìn lắm nhưng tương tự là thở phào nhẹ nhõm hy vọng bọn họ ở thương khung giới bên trong có thể thuận buồm xuôi gió mới tốt lập tức thần điện điện chủ nhìn phía vô tâm nói không biết giới chủ tiếp có tính toán gì không đây du lịch vạn giới thu thập thế giới bổn nguyên giới chủ đắc tội thần đình đoạn đường này trên sợ là không an ổn cái kia liền để cho bọn họ tới đi Vô Tâm đạm mạc nói đạo, lập tức vung lên ống tay áo, xoay người ly khai. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, thần điện điện chủ nhẹ giọng cười, hoàn mỹ thần thể, giới chủ. Cái này mẹ con hai thật biết điều, lại thêm trên tần nhai trong cơ thể có hắn quà tặng. Còn có cái này phương thương khung thế giới, a à ha, ta có loại dự cảm. Thần đình tốt thời gian có thể thì sẽ đến đầu. Nói xong, thần điện điện chủ cũng say người ly khai cỗ này khôi lỗi lực lượng nhịn không được bao lâu, hay là trước trở lại thần điện. Phân phó một phen đi. Siêu, siêu, trong hư không, ba bóng người chợt xuất hiện. Nơi đây chính là thương khung giới sao. Kiếm phong nhìn bốn phía liên miên sơn hà, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, nói. Thật là nồng đậm đạo vận, so với mấy đại đạo vực tới cũng không kém bao nhiêu. Nếu như lại cho cái này phương thế giới sinh linh nhiều một ít thời gian cái kia ba đại đạo vực sẽ biến thành bốn lớn. tần nhai nhìn trước mắt cái này thiên địa thật lâu không nói. trước mắt cái này thế giới thay đổi, thay đổi rất nhiều rất nhiều, nhưng nhưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. nơi đây chính là hắn cố hương. tần đại ca, linh lung tiến lên, nắm thật chặt tay hắn. a à hát linh lung, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cô cô ta. đi gặp ngưng xương còn có hoa khuyết lão đầu từ kia, còn có tĩnh nhi, nguyệt nhi. Tần nhai cầm ngược lấy linh lung tay, khóe miệng vi kiều, như có chút không thể chờ đợi. Nhiều năm như vậy không cách nhìn, cũng không biết bọn họ qua được như thế nào. Ngươi trở lại rồi. Này lúc một đạo hơi lấy thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Tần nhai nghe vậy, lại tựa như cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức hắn nhìn kiếm phong, linh lung bọn họ liếc mắt. Lại chứng kiến bọn họ không có bất kỳ phản ứng. Tựa như hoàn toàn không có nghe được thanh âm mới rồi vậy ngươi là ai? Tần Nhai hướng hư không quát khẽ. Linh Lung, Kiếm Phong thấy thế không khỏi nghi hoặc. Tần Đại Ca, ngươi đang nói chuyện với ai đâu? Bốn phía này không có ai à? Kiếm Phong đầu tiên là khuôn mặt sắc đông lại một cái, nhưng tiếp lấy thần niệm bắt đầu khởi động, hướng bốn phía điều tra qua đi, không có bất kỳ phát hiện. A à hát mấy vạn năm không cách nhìn, ngươi lại đem ta cho ta đã quên. Thanh âm kia vang lên lần nữa, Tần Nhai càng phát giác quen thuộc. Tiếp đó, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nhẹ giọng cười, nói: "Ta tưởng là ai đây?" "Nguyên Lai là ngươi a, à, Thương Không Chi Linh." Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy bốn phía hư không huyễn hóa. Tần Nhai lại bị kéo vào một mảnh màu tím không gian bên trong, mà linh lung. Kiếm phong cũng là biến mất. "Thương Không Chi Linh, ngươi đây là đang làm cái gì?" a hát không cần lo lắng chẳng qua là tìm ngươi ôn chuyện một chút a à. tử sắc trong không gian vô số tử sắc vũ khí bốc lên huyễn hóa ra một đạo mặc trường bào màu tím thân ảnh so với việc trước đây tần nhai ly khai thương khung giới thời điểm thương khung chi linh hình tượng càng thêm cụ thể đã có thể thấy được nhân dạng chỉ bất quá bộ dáng kia lại làm cho tần nhai thấy có chút quen thuộc chuyện này không phải ta sao tần nhai khóe miệng có chút co lại, cái này thương khung chi linh sở huyễn hóa ra tới dáng giáp. Rõ ràng là dáng vẻ của hắn, ngoại trừ cái kia cùng hắn, không cùng một dạng tử sắc trường phát. Bên ngoài, còn lại, mũi, chán các loại đều là giống nhau như đúc. Bản thân sinh ra lần đầu, duy nhất tiếp xúc qua người chính là ngươi. Hơn nữa bộ dáng của ngươi cũng thấy rất thuận mát. Liền dùng bộ dáng của ngươi đảm đương làm là của ta huyễn hóa thân, làm sao vậy? Ngươi nên sẽ không để tâm chứ? Tùy ngươi yêu mến đi." Tần Nhai lắc đầu cũng không để ý. Nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ nhưng thật ra thần tốc. Nhanh như vậy liền đạt tới thiên tôn cảnh tình trạng, không chỉ có như đây. Còn cụ bị cái này hoàn mỹ thần thể, dù cho thương khung giới những năm gần đây. Thiên Kiêu yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, nhưng ta không thể không nói. Ngươi chính là ta đã thấy quái dị nhất tồn tại. Ngươi làm sao biết hoàn mỹ thần thể? không nên quá xem nhẹ một cái thế giới linh trí ta có khả năng biết đến sự tình so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm bao quát cái gì thần đình đạo vực xem ra những năm gần đây ngươi cũng tiến hóa được không chậm a à. tần nhai khóe miệng vi kiều nhìn thương khung chi linh nói đạo chỉ bất quá loại này chính mình đối với cùng với chính mình nói chuyện cảm giác thật ra khiến tần nhai cảm thấy có chút không được tự nhiên mươi 1692, Thái Thượng thần Tuyết Tông. Người lần này trở về, nhưng có dự định. Gặp một lần cố nhân, thuận liền xem một cái thương khung giới những năm gần đây biến hóa. Còn những thứ khác, lại tính toán sau đi. Tần nhai thản nhiên nói. Thương khung chi linh nghe vậy, nhẹ giọng cười nói. Nói lên thương khung giới những năm gần đây biến hóa, vậy cũng không nhỏ. Người xem có thể ngàn vạn lần chớ bị hù được. A à hát, mỏi mắt mong chờ đây. Tần nhai cười cười, lập tức cùng thương khung chi linh một hồi hàn huyên. Trước mắt quang cảnh biến ảo, tần nhai lại trở về phía trước hoàn cảnh. Linh lung cùng kiếm phong ngắm cùng với chính mình. Bên ngoài khuôn mặt trên không khỏi mang theo một chút sốt ruột màu sắc. Tần đại ca, vừa rồi tại sao gọi ngươi cũng không có phản ứng. Nhìn linh lung nóng nảy dáng dấp tần nhai cười cười, nói, làm cho linh lung ngươi lo lắng yên tâm đi ta không có việc gì hết thảy đều tốt tốt đẹp tần huynh ngươi thật không có chuyện gì sao không ngại chỉ bất quá cùng một cái cố nhân trao đổi một phen cố nhân nghe thế kiếm phong không khỏi ngắm nhìn bốn phía không thấy bán cá nhân ảnh trong lòng ám tự nghiêm nghị xem ra cái này thương khung giới thật đúng là không đơn giản đúng rồi tần huynh thân ta trên còn có sư phụ nhắc nhở liền không cùng ngươi cùng cấp đi ta được tìm một địa phương dựng không gian đường hầm vận chuyển. Được rồi, Tần Nhai gật đầu. Cáo từ, nếu như có cái gì cần giúp địa phương, Tần Nhai định nghĩa bất dung từ. Tần Nhai chắp tay, lập tức nhìn theo kiếm phong hướng xa chỗ lao đi. Tần đại ca, chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? A à hát, chúng ta đi trước thương khung vực đi. Cùng thương khung chi linh một hồi Hàn Huyên tần nhai cũng đại khái làm rõ ràng cái này thương khung giới cách cục ở mấy vạn năm trước thương khung giới đem chung quanh một ít thế giới đều cho chiếm đoạt sản sinh thiên địa dị biến vô số sinh linh bị dung với nhất giới chung ở từng cuộc một đại chiến về sau thương khung giới bị chia làm cửu vực cái này cửu vực mỗi bên tự đối ứng lấy nguyên bản bị gồm thâu thế giới mà thương khung vực chính là ban đầu thương khung giới nơi ở cũng là cửu vực trung tâm chỗ được khen là chủ vực trong đó cường giả vô số thiên kiêu yêu nghiệt càng là liên tiếp xuất hiện tùy thời còn có rất nhiều kỳ ngộ sinh ra lúc này thương khung giới chính là ở vào rất mạnh phát triển thời kỳ ở nơi này hoàng kim giai đoạn vô số thế lực triển khai phân tranh tranh đoạt kỳ ngộ đặt nội tình so sánh với tần nhai quen thuộc cái kia thương khung hôm nay cái này thương khung giới sớm đã là dáng dấp đại đổi làm cho hắn có chút không khỏe Tỉ như, ban đầu thánh vực, mấy đại thánh địa chờ những thứ này thế lực sớm đã là bao phủ ở lịch. Sử trường hà bên trong, thay vào đó tắc thì là càng cường hãn hơn thế lực. Mà điều này không khỏi làm tần nhai trong lòng thăng ra một chút thương cảm. Phải biết, những thứ kia thánh địa chung nhưng có hắn đã từng quen thuộc bạn bè. May mắn, ở thương khung chi linh trong miệng biết được, hắn nhất xem trọng tần ngọc hương. Lãnh ngưng xương đám người lại vẫn tồn tại, lại còn sống rất khá có thậm chí đã trở thành cái này trên bầu trời nhất tột cùng cường giả. Cửu vực trung tâm, thương khung chủ vực. Dựa theo tần nhai thôi chắc, hắn chỗ ở địa phương chắc là ban đầu thánh vực chỗ. Chẳng qua cái này thánh vực trong rất nhiều vương quốc có không thiếu đã hóa thành lịch sử. Bây giờ lưu giữ lại, đã trở thành mỗi bên đại thế lực phụ thuộc. Nghe nói không, Thái Thượng Thân Tiết Tông chuẩn bị chiêu thu đệ tử. Việc này ta cũng đã nghe nói qua, ở bây giờ cửu vực bên trong thái thượng thần tiết tông tuyệt đối là khuất chỉ một cái cường đại tông môn môn trung thiên kiêu càng là liên tiếp xuất hiện nhiều lần đánh vỡ cửu vực kỷ nguyên sau tu hành ghi lại đích sắc thần tiết tông thu đồ đệ không biết lại sẽ có nhiều thiếu thiên kiêu tài giỏi đẹp trai đi trước nếu là có thể bị thần tiết mười tôn trong một cái trong đó thu làm đệ tử vậy càng là một bước lên trời sự tình ngẫm lại đều kích thích a à nếu có thể bị mười tôn chi ở trên thần tiết tông chủ thu làm đồ đệ chẳng phải là càng tốt hơn cái này thần tiết tông chủ không chỉ có nhưng là cửu vực tôn bảng bài danh thứ ba cấp cường giả nghe đồn vẫn là một cái nhất đẳng tiệt thế mỹ nữ ha ta đã từng liền xa xa xem qua giống như thiên tiên trong một ngôi tửu lâu vô số vũ giả chính đang nghị luận cái gì không xa chỗ tần nhai cùng linh lung ngồi ở một cái bàn lên khóe miệng vi kiều lại tựa như nghe được cái gì chuyện lý thú vậy thái thượng thần tiết tông a hát không nghĩ tới cô gái nhỏ này tổng cộng đến một bước này thật là khiến người ta ngoài ý muốn đây theo thương khung chi linh trong miệng biết được lãnh ngưng xương đám người hiện nay vẫn còn ở thương khung vực bên trong mà lãnh ngưng xương ở thiên địa dị biến lần đầu thu được nhất đại kỳ ngộ tu vi đột nhiên tăng mạnh càng là thành lập một cái cường đại thế lực cái kia thế lực chính là này thì chúng nhân trên miệng thái thượng thân tiết tông đi 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 này lúc bên ngoài quán rượu truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân chỉ thấy nhất đôi mặc giáp sắt màu đen sĩ binh vây quanh một cái thanh niên đi lên từ lâu cái này thanh niên tướng mạo đường đường quần áo bất phàm thân trên lộ ra một bức người quý khí đang tìm chỗ gần cửa sổ vị trí ngồi hạ về sau Lập tức một cái người đi theo hầu tiến lên hầu hạ thanh niên. Mọi người nhìn cái này thanh niên nghị luận ầm ỉ. Người kia là ai, thoạt nhìn thân phận không đơn giản a, à, nhìn hắn những người hầu này. Không có một là kẻ tầm thường đây, toàn bộ đều là ngộ đạo giả. Tấm tắc, thật là đáng sợ đi. Phải biết Thương khung tuy là trải qua thiên địa dị biến, rất mạnh triển khai. Nhưng triển khai thời gian cuối cùng về chỉ có mấy vạn năm thời gian, ở hôm nay cửu vực chung ngộ đạo giả số lượng mặc dù không hề ít nhưng là nhiều không đến đi đâu cái này bên người thanh niên lại có nhiều như vậy ngộ đạo giả theo kỳ thân phận tuyệt đối không đơn giản nếu như ta không có nhìn lầm cái này người chắc là lạc thủy đế quốc hoàng tử các loại nhân vật như vậy xem những thứ kia sĩ binh mặc thiết giáp phía trên là không phải có sóng gợn văn lộ chính là lạc thủy đế quốc mạnh nhất tinh nhuệ Lạc Thủy đế quốc ta nghe nói qua thương không thiên địa dị biến về sau. Đại bộ phận đều vương quốc đều ở đây tài nguyên tranh đoạt chiến trung tiêu thất hầu như không. Còn mà Lạc Thủy đế quốc có người nói cùng thân Tiết tông tông chủ có chút sâu xa. Chẳng những không có hủy diệt, ngược lại thì dựa thế quật khởi. Trở thành hiện nay chủ vực mạnh nhất đế quốc một trong. Người này chắc cũng là tới chuẩn bị gia nhập vào thân Tiết tông. Thanh niên ngồi ở cạnh cửa sổ, não hải tâm tư phập phồng. Như kẻ khác từng nói, hắn chính là lạc thủy đế quốc tam hoàng tử tên gọi lạc phù trần. Lần này đến đây cũng là muốn gia nhập vào thần tuyết tông trung tu hành. ở phần lớn người trong mắt người lạc thủy đế quốc đã hiện nay số một số hai thế lực, nhưng hắn lại minh bạch ở thái thượng thần tuyết tông đẳng cấp này thế lực trước mặt. lạc thủy đế quốc chẳng qua là một cái trở tay có thể diệt góc xác cho nên, hắn vừa muốn muốn gia nhập thần tuyết tông. Chỉ có gia nhập vào trong đó, tài năng đủ thu được võ đạo vô thượng diệu pháp. Không cầu có thể bước vào cái kia thiên tôn cảnh, chỉ cần có thể trở thành nhất tôn đạo vương. Ở nơi này cửu vực chung, coi như là một cái tuyệt đỉnh cường giả, được hưởng tiêu diêu tự tại. Nhất niệm tới đây, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên. Bằng thiên phú của ta, muốn gia nhập trong đó cũng không khó. Nhưng muốn trở thành võ đạo cường giả, chỉ là gia nhập vào còn chưa đủ tài nguyên. Đạo công các loại đều là thiếu một thứ cũng không được. Ta mục tiêu là muốn bái nhập thần tiết mười tôn môn hạ. Ngay cả cái kia thần tiết tông chủ, hắn liền không dám vọng tưởng. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua thần tiết tông chủ có đồ đệ. Có người nói ban đầu ở huyết vân vực bên kia tới một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mang theo một nhóm lớn trọng bảo đến đây, muốn bái nhập trong đó cũng không có thể thành công đây. Thật không biết bực nào nhân vật tài năng đủ vào thân tuyết tông chủ mắt. Suy nghĩ một chút, Lạc Phù Trần không khỏi có chút xuất thần. Trường 1693, Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân. Đang ở Lạc Phù Trần xuất thần thời điểm, từ lâu xuống. Một đạo mặc trường sa màu đen thân ảnh chậm rãi đi tới, thân ảnh kia. Bên hông treo một khẩu đen nhánh trường nhận, đầy người nhuệ khí gần giống như một khẩu tự động đi lại ma đao nhìn thấy cái này người lạc phù trần mâu quang đột nhiên lóe lên là ma tộc cái kia hắc y thanh niên đi lên từ lâu tìm cái bàn chống tọa hạ tùy ý điểm chút rượu và thức ăn mà bốn phía có không ít vũ giả nhìn thấy hắn không khỏi mặt đường cổ quáy phải biết nơi này chính là thương khung chủ vực ở chỗ này đại đều là thương khung giới vũ giả bởi lịch sử nguyên nhân hoặc nhiều hoặc thiếu đối với ma tộc đều có chứa một chút phiến diện. Không nghĩ tới cái này ma tộc dám như vậy xuất đầu lộ diện. Nhìn thấy cái kia ma tộc, Lạc Phù Trần nhẹ giọng cười, nói. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể tình cờ gặp cái ma tộc thú vị thú vị. Để cho ta đoán một chút, ngươi chẳng lẽ cũng là đến đây này tham gia thái thượng thần tuyết. Tông khảo hạch đi, nghe nói như thế, cái kia ma tộc thanh niên hai tròng mắt khẽ nâng. Nhìn cách đó không xa lạc phù trần liếc mắt đạm mạc nói là như thế nào? Không phải thì như thế nào? Không thế nào, cảm thấy có thú mà thôi. Lạc phù trần dơ ly rượu lên mẫn một khẩu, nói, theo ta được biết, nguyên ma vực bên trong. Cũng có không thiếu cường đại tông môn đi, ta rất ngạc nhiên. Người vì sao tới nay tìm trên thần tuyết tông? Thái thượng thần tuyết tông chiêu thu đệ tử quy củ chung tựa hồ cũng không có nói ma tộc không cho phép tham gia đi ta đây tới đây. Có gì không ổn sao? Đích xác, lạc phù trần đạm mà cười, hướng cái kia thanh niên nói. Tại hạ là là lạc thủy đế quốc tam hoàng tử lạc phù trần, xin hỏi các hạ tục danh. Huyền tịch ngân, ma tộc thanh niên cũng không quay đầu lại nói đạo. Nghe được cái tên này, lạc phù trần sửng sốt một cái, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc thảo nào, khó trách người muốn tới cái này thái thượng thân tuyết tông. Không chỉ là Lạc phù Trần, một ít kiến thức rộng vũ giả cũng lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Ta tưởng là ai đây, nguyên lai là người này đây. Mọi người vội vã hướng bên cạnh người hỏi. Một cái vũ giả hắng giọng một cái, nói, có người nói. Huyền tịch ngân chính là nguyên ma vực trong mới xuất hiện tân tú. Tu vi tuy chỉ là ngộ đạo bốn trọng, nhưng có thể chém giết đứng đầu ngộ đạo giả mà hắn trước đây không lâu giết nguyên ma vực đệ nhất đại phái thiên cực ma tông đại trưởng lão tôn tử bị hạ lệnh truy sát nghe thế mọi người đã hiểu hơn phân nửa thiên cực ma tông đây chính là nguyên ma vực trung cường hãn nhất mấy đại thế lực một trong bị bên ngoài hạ truy sát lệnh có thể nói ở nguyên ma vực trung là khó có chỗ dung thân vì vậy mới sẽ đến đến cái này thương khung chủ vực bên trong cũng chỉ có thái thượng thần tiết tông cái này chờ tông môn mới có thể làm cho thiên cực ma tông kiêng kỵ đối mặt mọi người suy đoán huyền tịch ngân cũng không có phủ nhận hắc hắc có người nói vô cực ma tông sở xuất treo giải thưởng cũng không thấp trong tửu lâu một cái vũ giả liếm môi một cái mâu quang trung xẹt qua một cái tham lam còn lại vũ giả nghe vậy mâu quang thiểm thước như có điều suy nghĩ xem đi tới nơi này tới chả có người cua ta huyền tịch ngân mâu quang dùng mình bên hông trường nhận mơ hồ rung rung ngay sau đó một đạo thân ảnh phi lướt mà ra giết cái kia người là cái tay cầm trường kiếm vũ giả khóe miệng liệt lên tu vi không yếu thậm chí so với huyền tịch ngân ngộ đạo bốn trọng cao hơn trên ba trọng nếu không có nhất định có thể vì lại dám tùy tiện xuất thủ đây muốn chết huyền tịch ngân lạnh rên một tiếng trường nhận trên lướt đi một cái đao khí đao khí hoành khoảng không hướng cái kia vũ giả đánh tới công tử chúng ta muốn không nên ra tay ngồi xem đùa giỡn là được lạc phù trần cười nhạt một cái nói huyền tịch ngân cùng cái kia kiếm người chiến đấu bạo nổ tuy là cái kia kiếm người thực lực không tầm thường nhưng huyền tịch ngân thiên phú yêu nghiệt cũng tuyệt không phải thay đổi cùng với bị song phương chiến đấu thắng phụ nhất thì khó phân hừ vân huynh ta tới giúp ngươi lại là một đạo thân ảnh lướt đi hướng huyền tịch ngân lao đi chỉ bất quá cái này vũ giả đi qua địa phương rất là va chạm. Chính là tần nhai cùng linh lung chỗ ở vị trí. Mà cái vũ giả hiển nhiên không có đem tần nhai cùng linh lung hai người này không coi vào đâu. Đang ở bọn họ bàn trên bước qua đi. Phanh một cái, rượu và thức ăn văng khắp nơi. Tần nhai đạo nguyên bắt đầu khởi động đem những thứ kia rượu và thức ăn nước canh chặn xuống. Mới không có dơ linh lung y phục. Có thể chán câu lại, trong lòng đã có chút không thích leng keng leng keng leng keng cái kia hai cái vũ giả kịch chiến huyền tịch ngân hai người cùng đánh chiến lực cực kỳ cường đại đủ để ngang hàng đứng đầu nhất ngộ đạo giả trong lúc nhất thời lại đem huyền tịch ngân chế trụ đang ở bọn họ lấy vì trở thành công thời gian hư không đột nhiên chấn động toàn bộ tử lâu đều bị một to lớn uy áp cho bao phủ cái gì cái này uy áp là là thần thánh phương nào mọi người sắc mặt đại biến tự liền lạc phù trần cũng không có ngoại lệ các ngươi làm rối loạn chúng ta cái ban lãnh đạo ngôn ngữ vang lên chỉ thấy tần nhai ôm linh lung vòng eo chậm rãi đi ra đi tới cái kia hai cái võ giả trước mặt cái kia hai cái vũ giả trực diện tần nhai chỉ cảm thấy cả người trên hạ đều bị một cự sơn đè trong lòng bọn họ đúng là không sanh được nửa phần chống lại ý khủng bố đáng sợ đúng, thật xin lỗi. Cái kia vũ giả liền vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Cút đi, tần nhai cũng không phải dễ giết người, vất vất tay. bằng bạc kinh khí tự trong ống tay tịch quyển mà ra. Hóa thành một cường đại trùng kích lực lượng đụng vào hai cái này võ giả thân lên. Đưa hắn nhóm hung hãn hất bay ra vạn trượng. Một kích này đủ để cho bọn họ nói tâm bị hao tổn, cần tốn hao không thiếu thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là tần nhai ban đầu trở về trốn cũ, tâm tình tốt, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Nếu không thì, thuận tay một kích đều đủ để nghiền sát bên ngoài trăm nghìn lần. Đẩy lùi cái kia hai cái vũ giả về sau, tần nhai lúc này mới tán đi uy áp. Trong tử lâu vũ giả tức thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là có dũng khí tử trong đào sinh cảm giác. Nhìn tần nhai hai người, nhãn trung tràn đầy sợ hãi thần sắc. Thật là đáng sợ chỉ là uy áp liền có loại này lực lượng rất khó tưởng tượng trước mắt cái này thanh niên nếu như ra tay toàn lực lại sẽ là dạng gì tình cảnh đây bọn họ không biết tần nhai vừa rồi tản ra uy áp liền một phần vạn cũng chưa tới nếu không mọi người tại đây vẫn không thể bị sợ chết linh lung đi thôi ừm tần nhai cũng không có tiếp tục ăn đi xuống hứng thú mang theo linh lung liền ly khai tử lâu mà huyền tịch ngân lạc phù trần thấy thế tắc thì là đi theo đi một hồi tần nhai dừng bước lại chán cau lại ta nói hai người các ngươi vì sao phải theo ta tần nhai xoay người nhìn lại huyền tịch ngân lạc phù trần hai người đi tới huyền tịch ngân tiến lên chắp tay nói lần này đến đây là muốn đa tạ tiền bối ân cứu mạng nay sau nếu có băng được cứ mở miệng chỉ bằng ngươi tần nhai trên hạ quan sát huyền tịch ngân liếc mắt đạm mạc nói ta biết ta thực lực thấp bây giờ không có trợ giúp tiền bối tư cách nhưng nay về sau đối đãi ta trở nên mạnh mẽ tất nhiên sẽ tri ân đồ báo huyền tịch ngân vẻ mặt kiên định nói đạo có chút ý tứ tần nhai cười cười nói nhưng ngươi cũng không nhất định quá để ở trong lòng đánh hai người kia chẳng qua là bởi vì hắn nhóm chọc sự hăng hái của ta theo ta có giúp hay không ngươi có thể không có nửa điểm quan hệ ta biết nhưng cứu ta việc vẫn là sự thực tùy ngươi vậy tần nhai cũng không để ý nhìn phía lạc phù trần nói hắn là vì báo ân mới theo kịp như vậy ngươi đây ngươi lại vì sao theo ta đường này chính là đi trước thái thượng thần tuyết tông cần phải trải qua đường ta chẳng qua là đi trước thần tuyết tông mà thôi tiền bối làm sao có thể nói ta theo lấy ngươi đây ngài Tần Nhai sững sờ, lập tức buồn cười lắc đầu. Chương 1694, Vạn hóa kiếm tôn. Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân. Hai gia hỏa này một mạch theo Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng không để ý, hắn thấy. Cái này Thái thượng thần Tiết tông chính là Ngưng Sương Sở khai sáng. Hai người này lại là đi trước tham gia khảo hạch. Vậy mình không ngại hảo hảo quan sát quan sát. Nếu thật là anh tài, cũng có thể cùng Ngưng Sương nói một cái, hảo hảo bồi dưỡng cùng nhau đi tới, hai người này nhưng thật ra không có làm cho hắn thất vọng. Lạc phù trần, tâm tính kín đáo, thỉnh thoảng cùng tần nhai nói chuyện với nhau. Ngôn ngữ đối với hắn có nhiều thăm dò, nhưng có rất ít không có nhường cảm thấy phản cảm. Mà huyền tịch ngân, thiên phú rất mạnh, hơn nữa khắc khổ chăm chỉ, vừa có dỗi rãnh thời gian. Sẽ gặp cân nhắc tự thân sở học, truy cầu đã tốt muốn tốt hơn mấy ngày về sau tần nhai rất xa liền chứng kiến một tòa cao đại tiết sơn tiết sơn ở trên tiết động phảng phất tiên cổ không hóa vậy tản ra nhàn nhạt lãnh ý nơi nào chính là thái thượng thần tiết tông nơi ở đi tới này chỗ dù là tần nhai cũng không khỏi có chút khẩn trương ngừng xương các nàng qua được có khỏe không nhiều năm như vậy không cách nhìn gặp mặt lại nên nói cái gì đây các nàng có thể hay không tự trách mình đi lâu như vậy đều chưa có trở về các loại vấn đề trong đầu không ngừng lăn lộn lại tựa như nhận thấy được tần nhai cảm xúc phập phồng linh lung đi tới nắm thật chặt tay hắn cười nhạt nói đi thôi cũng nhanh gặp nhau tần nhai sừng sốt một cái lập tức mỉm cười đúng vậy a à, đều tới đây chẳng lẽ còn muốn bởi vì mấy vấn đề này tránh không gặp không được đi thôi, gặp mặt về sau, hết thảy đều hội giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, mấy người liền tới đến Thái Thượng Thần Tiết Tông Trung. Thần Tiết Tông, cung điện san sát, đại đều xây ở mịt mờ Tiết Sơn Trung. Mà ở một tòa Tiết Sơn đỉnh núi lên, có xây một tòa cực kỳ rộng rãi sân rộng. Ở nơi này trong quảng trường, đã tụ tập phần lớn vũ giả. Những thứ này vũ giả, đều là tới này tham gia khảo hạch hy vọng gia nhập vào thần tiết tông người tu vi có mạnh có yếu thiên phú cũng là cao có thấp có tiền bối chúng ta đi trước tham gia khảo hạch lạc phù trần hướng tần nhai cười nhạt lập tức đi vào trong quảng trường huyền tịch ngân cũng giống như vậy mà tần nhai cùng linh lung đứng ở sân rộng phía ngoài cùng lẳng lặng nhìn hắn cũng rất tò mò cái này thần tiết tông khảo hạch ra sao dáng dấp không lâu sau về sau, chỉ thấy một đạo mặc bạch sắc trường bào thân ảnh chậm rãi đạp khoảng. Không mà đến, đi tới sát na, một cường liệt kiếm ý chợt hoành khoảng không dựng lên. Cái này kiếm ý, thiên biến vạn hóa. Như ngọn lửa vậy mãnh liệt, vừa tựa như băng xương chi giá lạnh. Vừa giống như đại địa vậy nặng nề, như gió phiêu giật hào hiệp. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, kiếm ý nhưng là kiếm ý. Ở vô số trong ý cảnh vẫn duy trì bản chất nhất sắc bén cỗ kiếm ý này là tần nhai tựa như nghĩ đến cái gì mâu quang đột nhiên nhìn phía thân ảnh kia trong lúc nhất thời não hải tâm tư cuồn cuộn quá khứ một màn không ngừng nổi lên trong phế tích lần đầu nhặt được tiểu cô nương dốc lòng chăm sóc côn vân cung trung sớm chiều lẫn nhau chỗ chỉ đạo kiếm pháp trong thoáng chốc hắn tựa hồ chứng kiến trước đây cái kia gắt gao ôm cùng với chính mình bắp đùi không thả tràn đầy ỉ lại tiểu cô nương bây giờ đã trở thành nhất giới trung sưng bá nhất phương cường giả thời gian qua được thật là nhanh a à, tĩnh nhi tần nhai thì thào một câu nhãn trung tràn đầy nhớ lại mà không xa xa đoàn người nhìn người tới cũng không khỏi kinh hô đúng đúng vạn hóa kiếm tôn tần tĩnh không nghĩ tới lúc này đây chủ trì khảo hạch hội là nàng phải biết rằng nàng nhưng là thần tiết mười tôn chi nhất a à, tu vi sớm đã xuất thần nhập hóa nếu như bị nàng xem chung có thể nói là một bước đăng thiên rất nhiều vũ giả kích thích không gì sánh được mà tần tĩnh mâu quang đảo qua mọi người tinh xảo khuôn mặt trên đã không có tần nhai trước đây quen thuộc ngây thơ lãng mạn chỉ có một uy nghiêm túc mục ý một lần này thần tiết tông khảo hạch do ta chủ trì các ngươi hiện tại cần phải làm chính là chống nổi ta vòng thứ nhất kiếm ý một ngày không chống nổi mà ngã xuống đều bị xử vì khảo hạch thất bại Nói xong, tần tĩnh mâu quang đông lại một cái, bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt bạo nổ. Khủng bố kiếm ý, chút xuống mà ra. Cái này kiếm ý, giống như kinh đào hãi lãng, liên miên bất tuyệt. Tầng tầng lớp lớp hướng trên quảng trường rất nhiều vũ giả bao phủ tới. Rất nhiều võ giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Còn có quá mức người lảo đảo mấy bước trực tiếp ngã xuống đất lên. Hay, hay cường đại kiếm ý cái này kiếm ý mạnh, như nghĩ tượng, đây chính là thần tiết 10 tôn thực lực sao? Không, đây chỉ là một phần trong đó mà thôi. Chống đỡ, vô số vũ giả ám tự kinh hãi, gắt gao cắn răng chống đỡ. Ở không xa chỗ, tần nhai thấy thế, ám tự gật đầu, nói. Tĩnh nhi đối với kiếm ý nắm giữ hết sức quen thuộc, đối với cường giả càng mạnh. Đối với người yếu cũng càng yếu, sung mãn phần nắm chặt ở từng cái võ giả thực lực đối với bên ngoài làm với thích hợp kiếm ý phần này nắm giữ ở thiên tôn chung cũng là ít có tần nhai không thể không thán phục tại hắn ly khai về sau tần tĩnh cái này tiểu nha đầu có thể nhanh như vậy liền trưởng thành đến thiên tôn tình trạng xem ra cái này thương khung dị biến thật là không thể tầm thường so sánh một ít vũ giả đạt được kỳ ngộ về sau trưởng thành độ xa xa quá chính mình tưởng tượng cũng không biết còn lại người thế nào đang ở tần nhai trầm ngâm thời gian, kiếm ý kia lại hướng hắn mà tới. Cái này tiểu nha đầu lại đem hắn cũng nên làm khảo hạch đối tượng. Tần Nhai cười cười, lập tức cũng mâu thuẫn kiếm ý kia, mặc cho kiếm ý xâm đến rất nhanh. Hắn liền tự mình cảm nhận được cỗ kiếm ý này uy lực. Vạn hóa kiếm tôn, quả nhiên là như tên. Cái này kiếm ý ẩn chứa đạo vận cực kỳ pha tạp. Nhưng rất là hoàn mỹ dung nhập kiếm ý bên trong cái này đi xác nhận một kiếm hóa vạn pháp lộ số. Ừ, đang ở thi triển kiếm ý chắc thí rất nhiều khảo hạch người tân tĩnh không khỏi chán khẽ nhíu. Một chút ở kiếm ý của nàng trong phạm vi, lại xuất hiện hai cái không giống bình thường tồn tại. Một người trong đó tu vi tuy chỉ là đạo vương, nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng không đạo nguyên mà là yêu khí. Lại cái này yêu khí chi tinh thuần là hắn trước đây chưa từng thấy, thật đánh lên liền nàng không có có bao nhiêu nắm chặt. Trừ cái này người tồn tại bên ngoài, một người khác càng là đặc biệt. Kiếm ý của nàng, lại cảm giác không đến người này sâu cạn. Cái này người gần giống như nhất phương không đáy vực sâu vậy. Kiếm ý của mình một ngày tiếp xúc được hắn đã bị đơn giản thôn phệ, không có bất kỳ tặng lại. Không chỉ có như đây, từ nơi này võ giả thân lên. Nàng lại vẫn cảm nhận được một phi thường hơi thở phi thường quen thuộc cổ hơi thở này, làm cho nàng tâm thần hơi rung động. Nàng ngước mắt nhìn lại, một đạo mặc bạch y thân ảnh tức thì đập vào mi mắt. Thân ảnh kia như nhau trước đây, không có bất kỳ biến hóa. Khóe miệng mang theo cái kia lau tiếu dung, cũng mang theo tràn đầy cưng chiều, thật là hắn. Không biết lúc nào, cái kia cỗ bao phủ toàn trường kiếm ý đã tán loạn. Rất nhiều khảo hạch vũ giả phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy kết thúc. Cũng không khó như trong tưởng tượng vậy chứ sao. Chỉ có số ít vũ giả cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này thần tiết tông khảo hạch lúc nào biến được như vậy rộng thùng thình. Mọi người hướng tần tĩnh nhìn lại, tức thì sửng sốt. Chỉ thấy tần tĩnh ngơ ngác đứng ở nơi ấy, màu quang nhìn chăm chú vào xa xa một đạo thân ảnh. Cái này chờ thần tình, nếu là ở một cái cô gái tầm thường thân nhìn lên đến ngược lại không? Ngạc nhiên, nhưng là trước mắt người nọ là thần tiết mười tôn chi nhất a. À. Đến tột cùng là ai, làm cho đường đường vạn hóa kiếm tôn đều như vậy thất thố. Mọi người theo tần tĩnh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất nam một nữ hai bóng người. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt kia là ở nhìn cái kia thanh niên. Ừ, là hắn. Huyền tịch ngân, lạc phù trần hai người không khỏi chán cau lại. mươi 1695, mộ. Đi tần tĩnh bước chân hướng tần nhai đi tới tốc độ kia càng lúc càng nhanh một hai hô hấp gian liền tới đến rồi tần nhai trước mặt ngơ ngác nhìn trước mắt cái này chiều tư mộ tưởng khuôn mặt cũng không biết nên nói cái gì rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm hầu lại phảng phất bị kẹp lại vậy nhìn nàng bộ dáng này tần nhai tâm hơi tê dần lập tức đi lên trước đem bên ngoài ôm lấy tĩnh nhi ta đã trở về thấy như vậy một màn, rất nhiều vũ giả đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Cái gì, tình huống gì? Nam tử này lại ôm lấy thần tiết 10 tôn chi một vạn hóa kiếm tôn. Có thể lập tức càng để cho người kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy vạn hóa kiếm tôn tần tĩnh thân thể hơi chấn động một chút, đón lấy. Cảm thụ được theo tần nhai thân bên trên truyền đến cái kia cỗ quen thuộc ấm áp cảm giác lúc nàng mâu quang đỏ lên, trở tay ôm lấy tần nhai, thiên ngôn vạn ngữ đều là hóa thành một câu. hoan nghênh trở về một màn này triệt để rung động mọi người. cô gái trước mắt này cũng không phải cái gì bình thường vũ giả a, à, nhưng là vạn hóa kiếm tôn a. À. nhưng là cái này thương không cửu vực bên trong cao nhất nhọn siêu cấp cường giả. nhưng này dạng một cái cường giả lại bị người đàn ông ôm vào trong ngực, liền chống lại cũng không có nam tử này đến tột cùng là người nào cùng kiếm tôn ra sao quan hệ. Rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ỉ, nhìn tần nhai hai người. Hắn sẽ không phải là kiếm tôn tình nhân chứ. Làm sao có thể, vạn hóa kiếm tôn thành danh nhiều năm. Ai cũng chưa nghe nói qua nàng có cái gì tình nhân. Đột nhiên này toát ra tên đến tột cùng là người nào. Thiên A, đây thật là một cái nổ tính tin tức. Tần nhai buông ra tần tĩnh, quát một cái mũi, cười nhạt nói, đều người lớn như vậy còn khóc mũi, cũng không sợ bị nhân ra chuyện cười đây. Hừ, ai dám chuyện cười, ta chém hắn. Tần tĩnh cau mũi một cái, nửa đùa nửa thật nói. Ngay sau đó, nói, ca ca ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm cô cô bọn họ đi. Bọn họ biết ngươi trở lại rồi, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Vậy trong này đâu, tần nhai chỉ vào rất nhiều khảo hạch người đạo. Mà tần tĩnh nghe vậy, xoay người nhìn lại, thần sắc khôi phục một mảnh đạm mạc. Một lần này khảo hạch không tính là ta sẽ tìm người khác tới này chủ trì. Các ngươi ở này đừng rời bỏ, nếu không thì coi là tự động buông tha khảo hạch. Rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, tuy có bất mãn, nhưng cũng là không làm sao được. Đây chính là thần tiết mười tôn chi nhất a, bọn họ sao lại dám kháng nghị đây? Đúng rồi, không biết vị này chính là Tần Tĩnh nhìn phía một bên Linh Lung, màu quang không khỏi có chút chế nhạo. Đây là ta vợ, Linh Lung tần nhai nhẹ giọng cười cũng không có dấu giếm tần tĩnh nghe vậy mâu quang khẽ nhúc nhích lộ ra một cái tiếu dung nguyên lai là chị dâu a tần tĩnh tới gần tần nhai thần niệm truyền âm nói ca ca ngươi ngược lại là có thể a đi ra ngoài một chuyến về sau không ngờ mang đến cho ta một cái chị dâu cái này nói rất dài dòng ha ngươi dám ngưng xương tỉ từ từ nói đi thôi tần nhai linh lung ở tần tĩnh dẫn dắt xuống đi tới thần tiết tông nhất chỗ lầu các trong đám mà ở nơi nào mấy bóng người đã chờ đã lâu cái kia lần lượt từng bóng người đập vào mi mắt làm cho tần nhai tâm tư lăn lộn tần ngọc hương thượng quan phi ảnh thượng quan nguyệt bích hiểu vũ chư vị ta đã trở về nhìn tần nhai những thứ này người tần nhai đi tới cười nhạt nói trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi tần ngọc hương kích động nhất đi lên hai tay khẽ run không ngừng vuốt tần nhai mặt khuôn mặt mà tần nhai nắm lấy tay nàng cũng có chút rung động tần ngọc hương già rồi coi như là nàng võ đạo tiến nhanh nhưng tiềm lực hầu như đã dùng hết nếu không có còn lại kỳ ngộ cả đời này sợ không còn có tiến bộ khả năng loại này đình trệ mang tới cũng là dung nhan suy lão đời này nàng cái chán đầy nhè nhẹ nếp nhăn đôi tóc mai phát bạch thoạt nhìn gần giống như phàm nhân bốn năm mươi tuổi phu nhân vậy, có ở tần nhai nhãn chung. Trước mắt cái này người, vĩnh viễn là trong lòng hắn nhất ôn hòa xinh đẹp người. Cô cô tiểu nhai trở lại rồi. Trở về là tốt rồi. Tần Ngọc Hương lặp lại những lời này, hai tròng mắt rưng rưng. Kích động đến khó diễn tả được những năm gần đây. Nàng không biết có bao nhiêu lần nhớ tới tần nhai, trong lòng nhớ hơn, càng là có gánh yêu nàng rất tinh tường phía ngoài thế giới rất nguy hiểm xa xa so với thương khung giới nguy hiểm tần nhai một người độc thân tại ngoại lưu lạc nàng sao lại yên tâm những năm gần đây nàng không biết có bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng bị ác mộng thức dậy này lúc chứng kiến tần nhai bình an hồi quy tất cả gánh yêu đều là tiêu tan thành mây khói kích động trong lòng có thể tưởng tượng được mà trông lấy bộ dáng này tần ngọc hương vô luận là đối mặt bực nào chờ khốn cảnh hiểm cảnh đều chưa từng rơi lệ tần nhai lại mũi đau. Xót, hai tròng mắt phiếm hồng, cô cô, đến, phục hạ cái này. Tiếp đó, tần nhai vội vã lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng óng. Đây là thông thiên thần thụ nhựa cây, ở cứu linh lung về sau, còn lại hạ một ít. Có thể dùng đến cải tạo vũ giả tư chất, đề thăng tu vi, tần ngọc hương không nghi ngờ gì lấy ra nhựa cây về sau, không nói hai lời liền đem bên ngoài phục xuống. Nhựa cây vào cổ họng, công hiệu dùng tức thì dựng sao thấy bóng. Chỉ thấy tần ngọc hương ảm đạm vô quang ra thịt dần dần biến được thủy nộn. Trên trán chợt dần dần bình phục biến được trơn bóng. Nguyên bản 450 tuổi phu nhân phẳng phất tuổi trẻ 2-30 tuổi vậy. Lần nữa biến được xinh đẹp không chỉ có như đây. Tần Ngọc Hương càng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình long trời lở đất biến hóa. Nhiều năm qua, nàng lưu lạc thương khung mà tích lũy đi ra một ít ám thương cũng lại đều bị. Chữa trị, nguyên bản đã tiếp cận cực hạn. Đời này cơ hồ không có lại tiến bộ khả năng thân thể trùng hoạch sinh cơ. Giống như ném xuống một tòa từ trước đến nay đặt ở trên người mình đại sơn vậy. Cả người đều biến được dễ dàng hơn. Phanh, một hồi khí thế ở tần ngọc hương thân trên bộc phát ra vốn chỉ là đạo sư cảnh giới nàng, tu vi đúng là trực tiếp đột phá đến đạo vương cảnh giới. Thấy như vậy một màn, tần tĩnh, thượng quan nguyệt nhóm mấy người này không khỏi lộ ra kinh. Ngạc màu sắc, chỉ có một bên linh lung, cười không nói. Cái này nhựa cây, có thể dẫn tới vô số vũ giả mơ ước. Thậm chí liền trí cường vô lượng cảnh giới cường giả đều điên cuồng. Hiệu quả này là không thể bình thường hơn được. Tiểu nhai, ta ta. Tần Ngọc Hương cảm thụ cùng với chính mình trước nay chưa có lực lượng. Không khỏi có chút mờ mịt luống cuống, mà Tần Nhai cười nhạt nói, "Cô cô, đây là tiểu Nhai đã từng lấy được một món bảo vật, có thể dùng để cải tạo ngươi tu hành tư chất." Tần Nhai đem nhựa cây công dụng đơn giản miêu tả một phen. Mọi người nghe vậy, ám tự líu lưỡi, thương khung giới thật là ở tiến hóa. Nhưng thời gian vẻn vẹn chẳng qua mấy vạn năm thời gian mà thôi còn có rất nhiều kỳ ngộ đang nổi lên chung, không có nổi lên. Giống như thông thiên thụ nhựa cây loại bảo vật này, không có cũng chẳng có gì lạ. Tiếp đó, tần nhai lại cùng còn lại người ôn chuyện nhất phàm, hắn xuất thủ cực kỳ bất phàm. Lần nữa tống xuất một ít cây dịch dùng để đề thăng mọi người tư chất. Quan sát một phen về sau, tần nhai không khỏi chán câu lại, nói. Tại sao không có thấy ngưng xương, còn có hoa khuyết lão đầu từ kia đây, đang ở đâu vậy? Nghe thế, Tần Ngọc Hương thân thể khẽ run lên, than khẽ. "Tiểu Nhai, ngươi đi theo ta đi." Tần Ngọc Hương mang theo Tần Nhai đi tới một mảnh rừng rậm sâu chỗ. Mà ở nơi ấy chính có một tòa phần mộ, ở mộ bia chi lên có khắc lác đác vài. Hoa khuyết mộ, chứng kiến cái này, Tần Nhai trong đầu hình như có 10 vạn thiên lôi nổ tung vậy. Có chút phát lừa, cái kia thường thường với hắn cãi vả lão đầu. Qua đời, chương 1696, Vạn Lý Vân Hà. Hoa khuyết qua đời. Tần nhai đứng ở cái kia mộ bia trước mặt thần sắc đạm mạc. Nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh, tâm tư cuồn cuộn, đã qua di chuyển hiện. Lập tức hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lão nhân, ta nhớ được ngươi yêu rượu, cái này đàn túy long ngâm. Lần cân nhắc chư thiên vạn giới đều không mấy người có thể quát lên. Này thiên tiện nghi ngươi tần nhai lấy ra một vò túy long ngâm lập tức khoanh chân tọa hạ đem rượu chiếu vào mộ bia trước mặt trong thoáng chốc hắn phẳng phất chứng kiến hoa khuyết đang ở hào ngâm dáng dấp cười nhạt nói nay thiên để cho chúng ta không say không nghỉ ở hoa khuyết trước mộ bia đợi một ngày một đêm say lòng người mùi rượu tràn ngập ra tần ngọc hương linh lung đám người ở xa chỗ nhìn nhưng không có đi vào quấy rối hắn không nhiều lắm lúc một đạo tuyết bạch nhân ảnh chậm rãi đi tới trước mộ bia tần đại ca ra ra hắn đi được rất an tường tần nhai nghe vậy giơ vò rượu tay chợt ngừng lại không có say người chỉ là cái kia cỗ rõ ràng lãnh tuyết ý tần nhai thì biết rõ người đến là ai hắn cười khổ một tiếng không biết nên đi như thế nào đối mặt y nhân hoa khuyết chết tuyệt đối là lãnh ngưng xương thống khổ nhất thời điểm khi đó, hắn lại đang ở đâu vậy? Hắn không có cùng nàng, cái này bảo hắn trong lòng làm sao không hổ thẹn. Ngừng xương, thật xin lỗi, tần đại ca không có thể cùng ngươi. Thiên mệnh như đây, tần đại ca hà tất cần tự trách. Lãnh ngưng xương tiến lên, không để ý cái kia đầy người mùi rượu, ôm tần nhai, nói ra. Chỉ bất quá, ngưng xương có thể hay không bốc đồng để một cái yêu cầu. Tần nhai gật đầu, nói, ngươi nói, chỉ cần tần đại ca có thể làm được cho dù là đau sơn biển lửa ta cũng sẽ thay ngươi hoàn thành ta không cầu gì khác chỉ cầu tần đại ca có thể ở ngưng xương bên người chờ lâu ít ngày được không lãnh ngưng xương trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ lại giống như một khẩu như lưỡi dao đâm vào tần nhai tâm lên để trong lòng hắn hung hăng co rút đau đớn đứng lên không phải thỉnh cầu hắn đừng rời bỏ mà chỉ là chờ lâu ít ngày Tần nhai ngửa đầu ngắm thiên, trong lòng hổ thẹn không lời nào có thể diễn tả được. Hắn xoay người, ôm lãnh ngưng xương nói, tần đại ca bằng lòng ngươi, từ hôm nay lấy về sau. Tần đại ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi các ngươi bên người. Ừm, ôm trong lòng y nhân, tần nhai nội tâm dần dần bình tĩnh. Giờ khắc này, cái gì võ đạo đỉnh phong, cái gì thần đỉnh. Đây hết thảy đều bị hắn để qua não về sau, hắn thậm chí hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng hoa lão đầu người yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngưng xương cho dù là cùng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh là địch ta cũng sẽ không tiếc tần nhai nhìn một cái mộ bia trong lòng kiên quyết nói đạo hồi quy thương khung giới về sau tần nhai liền một mạch đối đãi ở thân tiết tông bên trong trong khoảng thời gian này cũng đem linh lung chính thức giới thiệu cho mọi người nhận thức chỉ bất quá đang đối mặt lãnh ngưng xương thời điểm tần nhai luôn là có như vậy một ít hổ thẹn dù sao chính mình tái giá một người đã lỗi với lãnh ngưng xương chỉ bất quá lãnh ngưng xương cũng là biểu hiện rất là rộng lượng đối với linh lung cũng rất là hiền lành hoàn toàn đem bên ngoài cho rằng muội muội đối đãi mà linh lung đã cùng lãnh ngưng xương rất là kính trọng rất nhanh hai người liền chỗ được như tỉ muội vậy điều này làm cho tần nhai thở phào nhẹ nhõm yên tâm đầu tảng đá lớn một ngọn núi lên. Tần nhai ngồi ở một cây đại thụ xuống, nhìn xa sơn, không biết suy nghĩ cái gì, này lúc. Tần Ngọc Hương đi lên, nói, nghĩ gì thế? Không có việc gì, ở thần tuyết tông, đã đợi có chút thời gian. Nhưng cái này thương khung biến hóa lại nhưng còn chưa quen thuộc. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm? Vậy đi, chỉ là mới vừa cùng ngưng xương gặp lại, còn không muốn ra ngoài, ta đáp ứng qua nàng sẽ không dễ dàng ly khai bên người nàng có thể nào nói không giữ lời đây a hát đứa nhỏ ngốc tần ngọc hương cũng là che miệng cười người hài tử này làm sao chết như vậy suy nghĩ lẽ nào ngươi cũng sẽ không mang ngưng xương cùng linh lung cùng nhau đi ra ngoài sao đi ra ngoài một chút tốt hơn một mạch đợi ở chỗ này tần nhai nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng không sai sao không mang theo hai nữ xuất ngoại du lịch đây đạp lần thiên sơn vạn thủy cũng coi như đối với lãnh ngưng xương mấy ngày này bồi thường, nhất niệm tới đây. Tần nhai hướng tần Ngọc Hương nói tiếng cảm ơn, lập tức khẩn cấp đi tìm lãnh ngưng xương. Ngưng xương, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ừ, tần đại ca ngươi nghĩ đi đâu? Đạp lần thương khung cửu vực như thế nào? Tần nhai cười nói. Được, lãnh ngưng xương gọi thần tiết mười tôn. Đem thần tiết tông chuyện vụ giao cho vài cái thân tín xử lý, đón lấy nàng liền cùng tần nhai linh lung cùng nhau ly khai bọn họ không có mang còn lại người liền ba người mà đi trong nháy mắt chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua mấy trăm năm thời gian tần nhai ba người đạp lần thương khung cửu vực đại bộ phận địa vực cũng chứng kiến các loại các dạng phong thổ xác thực làm cho tần nhai cảm thấy không nhỏ kinh ngạc cái này thương khung giới biến hóa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn cái này nhất thiên, tần nhai đi tới cửu vực một trong tiền cơ vực, cái này tiền cơ vực. Ở cửu vực bài danh chung chẳng qua trung đẳng. Vực chung cũng không có mấy người cỡ nào nổi danh cao thủ, chỉ có một hai vũ giả. Danh liệt với tôn bảng chi lên. Vị này bảng, chính là thương khung giới sắp hàng ra một tấm bảng danh sách. Chủ yếu ghi chép là thương khung giới trong thiên tôn cường giả. Trong đó đại bộ phận là xuất thân từ thương khung vực. Cái này cũng kiên định thương khung chủ vực địa vị. Trong đó, lãnh ngưng xương chính là vị này bảng thứ ba siêu cấp cường giả. Nghe nói cái này tiền cơ vực trong vạn lý vân hà, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Vô số vũ giả xem qua về sau, đều là tán thán không ngớt. Chúng ta liền đi nơi nào nhìn một cái đi. Tiền cơ vực bên trong, trong một ngôi tử lâu, tần nhai cười nhạt nói. Một bên linh lung, lãnh ngưng xương gật đầu cười. Được mấy trăm năm nay đến bọn họ đạp lần hơn nửa thương khung xem qua vô số cẩm tú thắng cảnh nhưng danh khí trên có thể cùng vạn lý vân hà so sánh cũng là thiếu chi lại thiếu dù là bọn họ đối với cái này vạn lý vân hà cũng có không nhỏ hứng thú đi vạn lý vân hà a à hát ta khuyên mấy vị vẫn là đừng đi tốt này lúc tần nhai bên cạnh một cái lão già từ tốn nói làm cho tần nhai không khỏi nghi hoặc nói không biết các hạ nói vì sao các ngươi còn không biết sao, cái kia vạn lý vân hà bây giờ nhưng là phong vân hội tụ. Cường giả tập kết cũng không đủ thực lực người không đi được. Vân Hà, có cái gì biến cố hay sao? Ừm, lão giả gật đầu, nói, tự mấy vạn năm trước thương khung dị biến tới nay. Trong trời đất này kỳ ngộ liền liên tiếp không ngừng. Cái này vạn lý Vân Hà trước đó không lâu phát sinh rung động xuất hiện một cái bí cảnh. Bí cảnh chung có đại lượng thiên tài địa bảo đại lượng cường giả đang chuẩn bị đi vào dò xét tìm đây. Có chút ý tứ, tần nhai lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Cái kia lão giả thấy thế. Vội vàng nói, tiểu tử. Ta khuyên ngươi có thể đừng đi tham gia náo nhiệt tốt. Cái kia vạn lý vân hà trước đó vài ngày đã bị tiền cơ vực mấy đại thế lực cho liên thủ phong. Tỏa, ngoại trừ số rất ít cụ bị thực lực cường hãn vũ giả, những người còn lại. Đi liền một chữ chết, rất nguy hiểm đây đa tạ nhắc nhở. Ai, xem ra ta là khuyên không được ngươi. Lão giả lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Hắn cùng với tần nhai vốn không quen biết, sống hay chết cùng hắn lại có gì làm. Hắn cũng là không biết, ngồi trước mắt hắn là như thế nào người. Nhất tôn đạo vương nhưng cũng chiến đại bộ phận thiên tôn yêu. Thương khung giới tôn bảng thứ ba, thần tuyết tông tông chủ lãnh ngưng xương. Cùng với một cái bao trùm ở thương khung giới hết thầy cường giả trên tần nhai. Đội hình như vậy, đừng nói tiền cơ vực bên trong vài cái thế lực. Coi như là đem toàn bộ thương khung giới cường đại thế lực buộc chung một chỗ cũng không đủ xem. Chương 1697, hoài nghi cuộc sống hách liên thanh long. Vạn lý vân hà, tiền cơ vực bên trong nhất đại kỳ quan. Mịt mờ vạn dặm, thải vân hội tụ thành sông, có đỏ tươi như lửa, có tử khí đông lai. Cũng có kết trắng như tuyết, mỗi bên sắc đám mây, xa hoa như ở bình thường nơi đây tất nhiên là vô số vũ giả xem xét nơi có ở mấy cái tháng trước vân hà dị biến nhất chỗ thần bí tình cảnh xuất hiện phá vỡ nguyên lai ninh tĩnh rất nhiều vũ giả dồn dập tới rồi triển khai hành động phải biết đây chính là bí cảnh a tự thương khung dị biến tới nay mỗi một chỗ bí cảnh sinh ra đều là đại biểu cho một hồi thiên đại kỳ ngộ a tiền cơ vực ba đại thế lực lưu hà tông thanh minh các phần thiên tông đạt thành chung nhận thức đem cái này chỗ bí cảnh cho phong tỏa chưa quá ba đại thế lực cho phép không được đi vào lời tuy như đây nhưng ba đại thế lực tuy mạnh vẫn có không thiếu cường giả là hắn nhóm không muốn đắc tội cũng không có biện pháp chặn lại đối với mấy cái này cường giả bọn họ liền áp dụng nhắm con mắt thái độ cái này nhất thiên vạn lý vân hà bên ngoài tần nhai linh lung lãnh ngưng xương bọn họ đi tới này chỗ xa xa liền chứng kiến cái kia thải vân hội tụ sông sâu chỗ có một cái vòng xoáy khổng lồ trong vòng xoáy từng đạo cao chót vót sấm sét ở tứ ngược tản ra một cực kỳ cường hãn năng lượng nếu là không có đạo sư cảnh giới trên thực lực một ngày va chạm vào sẽ gặp không chết cũng bị thương đương nhiên cái này ở tần nhai ba người đám người trước mặt không coi vào đâu chỉ là cái kia bí cảnh lộ ra khí tức cũng là thập phần huyền diệu dù cho tần nhai từng ở đạo vực bên trong đối đãi quá một đoạn thời gian rất dài, cũng có rất ít chứng kiến như vậy huyền diệu khí tức, ngoài ra, theo trong vòng xoáy phun ra nuốt vào ra đạo vận cũng thập phần nồng nặc. Hiển nhiên cái này bí cảnh bên trong đạo vận so với ngoại giới nhiều không thiếu. Không nói khác, chỉ là đậm đà như vậy đạo vận liền đáng giá mấy đại thế lực trở nên tranh đoạt. Nếu có thể ở nơi này bí cảnh bên trong tu luyện, có thể nói là làm ít công to đối với sở hữu đại lượng dân tông môn thế lực mê hoặc cũng không nhỏ người nào dám tới sông bí cảnh đối đãi tần nhai ba người đi tới về sau vài cái vũ giả trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ khuôn mặt ngưng túc thậm chí xuất ra binh khí một bộ phải ra tay dáng dấp mà vài cái võ giả thực lực cũng không tầm thường thậm chí có đạo sư ở cái này chờ đội hình đủ để hù dọa chạy phần lớn vũ giả chỉ tiếc, người tới cũng là Tần Nhai ba người. Cái này bí cảnh là của các ngươi sao? Tần Nhai cười nhạt nói, "Hừ, hiện tại chính là của chúng ta." Trong đó cái kia mặc trường sam màu xanh đạo sư nhẹ giọng cười nói, lập tức lạnh lùng nói, "Cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại lập tức ly khai." Tần Nhai còn muốn nói gì thời gian, Lãnh Ngưng xương nhảy tới trước một bước, đạm mạc mở miệng, "Ta không có đoán sai, các ngươi chắc là thanh minh các ngươi." mà thanh minh các đương đại các chủ chính là hách liên thanh long đúng không cái kia đạo sư đầu tiên là sững sờ tùy tiện nói những tin tức này chỉ cần là tuyền cơ vực thậm chí là cửu vực người đều biết ngươi nói những thứ này lại có ý gì cố làm ra vẻ huyền bí sao hừ nhanh lên một chút rời đi cho ta nơi đây nói xong cái kia đạo sư có chút không kiên nhẫn bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ kiếm quang lóe lên một đạo kiếm khí trong nháy mắt lướt đi chỉ bất quá cái kia kiếm khí còn chưa tới gần lãnh ngưng xương thời điểm liền bị một xương lạnh lực triệt để đông lại trong nháy mắt phá toái một màn này làm cho rất nhiều vũ giả mâu quang đông lại một cái binh khí bắt đầu lộ ra bộ dáng như lâm đại địch người đến tột cùng là ai cái kia đạo sư nắm chặt trường kiếm cái chán không khỏi thấm ra lãnh mồ hôi vừa rồi một kiếm kia hắn mặc dù không có thi triển toàn lực nhưng là không phải bình thường đạo sư có thể ngăn cản xuống nhưng lãnh ngưng xương lại có thể bằng vào hàn khí đem bên ngoài cho đông lại thực lực bực này tuyệt đối xa xa bao trùm tại hắn chi tiến lên ta danh lãnh ngưng xương danh tự này vừa ra mọi người khuôn mặt trên không khỏi hơi nghi hoặc một chút danh tự này có chút xa lạ có thể lãnh ngưng xương lần nữa lên tiếng quanh thân hàn khí phun ra nuốt vào đông lại hư không như nhất tôn băng xương nữ vương hoặc gọi thần tiết tôn giả cái gì thần tiết tôn giả hết thảy võ giả đồng tử chợt co rụt lại trong đầu như có thiên lôi nổ tung vậy thần tiết tôn giả tôn bảng bài danh thứ ba siêu cấp cường giả đừng nói bọn họ coi như là bọn họ các chủ tới cũng không dám làm càn a à, bọn họ đâu lại cầm binh khí nhắm ngay như vậy siêu cấp cường giả Thiên A, à, chúng ta ở làm chuyện ngu xuẩn gì A à? Thần Tiết Tôn giả, sao xuất hiện ở nơi này Nhưng cái này chờ hàn khí, ngoại trừ cái kia lấy tu luyện hàn đạo mà nổi tiếng với thương Không thần Tiết Tông chủ bên ngoài, ta lại cũng không nghĩ ra có người thứ hai Thật là nàng vài cái vũ giả liền vội vàng đem binh khí thu, nơm nớp lo sợ cái kia đạo sư sợ hãi nói ra không biết thần tuyết tôn giả hàng lâm là chúng ta có mắt không biết thái sơn có mạo phạm chi chỗ mời tôn giả ngàn vạn thứ lỗi lúc trước phách lối đạo sư bây giờ đã mặt như thổ sắc phải biết cái này đẳng cấp cường giả lấy tính mệnh của hắn như nghiền chết một con run dế vậy đơn giản a à, mà hắn đã chết thanh minh các cũng sẽ không báo thù cho hắn ngừng xương tỉ tỉ tốt uy phong a à không xa chỗ linh lung nhìn lãnh ngưng xương khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là sùng bái loại này sùng bái tuyệt không phải là làm bộ mà là thật tâm thật ý cùng lãnh ngưng xương sống chung nhiều năm nàng phát giác tự có rất nhiều địa phương cũng không bằng đối phương không nói khác chỉ là lãnh ngưng xương có thể đem một cái thân tiết tông xử lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí làm cho nó trưởng thành vì thương khung giới đứng đầu nhất thế lực một trong điểm này liền không phải nàng có thể so bì nàng ở thanh khâu đối đãi quá làm qua thanh khâu thiếu chủ so với người bên ngoài càng thêm tinh tường xử lý một cái thế lực có bao nhiêu khó càng chưa nói thần tuyết tông loại này tông môn thế lực không giống tộc quần vậy đoàn kết phải chiếu cố đến các mặt rất nhiều như đổi để nàng làm xa xa làm không được lãnh ngưng xương mức này gọi hách liên thanh long tự thân đi ra gặp ta Lãnh ngưng xương quát lạnh một tiếng, ngữ khí đạm mạc nói. Cái kia đạo sư do dự một hồi, lập tức lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Ngay sau đó, mấy đạo thanh quang tự xa chỗ phi lướt mà đến. Trong đó người cầm đầu chính là cả người xanh sắc long bào nam tử, uy vũ khí phách. Khi hắn chứng kiến lãnh ngưng xương thời điểm, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ai da, người này sao tới này đây? lập tức hắn thu liễm tâm thần cười lớn hướng lãnh ngưng xương đi tới cười nói không biết thần tuyết tông chủ đích thân tới tại hạ không có từ xa tiếp đón thứ lỗi lãnh ngưng xương liếc mắt nhìn hắn nói hách liên thanh long ta cũng không với ngươi nhiều lời ta liền hỏi một câu cái này bí cảnh ta có thể không thể đi vào đương nhiên có thể đi vào đây hách liên thanh long âm thầm cô ngươi nghĩ vào ai dám ngăn cản ngươi a à? đừng nói hắn hách liên thanh long ở tôn bảng trên bài danh ở 20 có hơn. Coi như thứ nhất, thứ hai hai tên kia đã cùng lãnh ngưng xương có nhiều kiêng kỵ. Cho dù là đem toàn bộ tiền cơ vực cường giả trói lên một khối. Sợ là cũng ngăn không được cái này vị chủ không cho nàng vào bí cảnh. Đây không phải là tại tìm chết chứ sao? Đã như đây, cái kia liền đa tạ. Lãnh ngưng xương đạm mạc nói, khuôn mặt trên nào có cái gì đa tạ bộ dạng nhưng hách liên thanh long hay là muốn khách sáo hai câu, nơi nào nơi nào. Tần đại ca, chúng ta đi thôi. Lãnh ngưng xương xoay người nhìn phía tần nhai, khuôn mặt trên tức thì lộ ra nụ cười ôn nhu. Một màn này, thấy hách liên thanh long vài cái võ giả trong mắt đều trừng ra ngoài. Thần tiết tôn giả lại vẫn sẽ đối với kẻ khác lộ ra cái này chờ thần sắc sao. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hơn nữa, nàng gọi cái kia thanh niên vì sao? Tần đại ca, hách liên thanh long mấy người lăng lăng, có chút hoài nghi nhân sinh. Trường 1698, tự tìm tử lộ. Lãnh ngưng xương, người thế nào? Tôn bảng thứ ba siêu cấp cường giả, thần tiết tông tông chủ. Đặt ở cái này toàn bộ thương khung cửu vực bên trong. Cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu A. Nhưng này đẳng cấp cường giả, lại xưng một cái thanh niên vì đại ca. Thanh niên thân phận, không khỏi làm Hách Liên Thanh Long đám người miên man bất định. Đối với Hách Liên Thanh Long đám người kinh nghi bất định, lãnh ngưng xương. Tần Nhai ba người cũng không để ý tới, thân ảnh khẽ động, hướng không gian vòng xoáy lao đi. Tại Hàn nhóm đi về sau, Hách Liên Thanh Long lấy ra một cái ngọc giàn. Đem lãnh ngưng xương tới trước tin tức truyền ra ngoài. Thông báo còn lại hai đại thế lực chi chủ. Ai, lãnh ngưng xương đến cũng không biết là họa hay phúc còn có cái kia thần bí thanh niên hách liên thanh long than nhẹ một tiếng lập tức lắc đầu không để ý tới nữa ở nơi này thương khung cửu vực bên trong hắn đích xác xem như là số một số hai siêu cấp cường giả nhưng ở cửu vực bên trong có thể giết hắn vũ giả nhưng không tại số ít bằng hắn năng lực khó có thể tả hữu lãnh ngưng xương tần nhai lãnh ngưng xương ba người tiến nhập cái kia bí cảnh về sau trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một mảnh không gì sánh được rộng lớn trong thảo nguyên. Bốn phía tràn đầy vô cùng đạo vận đánh trào mà đến. So với ngoại giới muốn nồng nặc trên sấp xỉ thập bội. Cái này bí cảnh, xem ra cao cấp vô cùng đây. Lãnh ngưng xương cảm giác bốn phía đạo vận, khóe miệng vi kiều nói đạo. Đạo vận, cũng là một cái bí cảnh bề ngoài hiện một trong. Nói như vậy, đạo vận càng nồng nặc bí cảnh, bên ngoài ẩn chứa cơ duyên tạo hóa. Thiên tài địa bảo các loại thì càng nhiều càng chân quý, phản chi, đạo vận càng yếu bí cảnh. Tạo hóa càng thiếu, thậm chí có không người hỏi thăm tình huống. Tự thương khung dị biến tới nay, liên tiếp xuất hiện không thiếu bí cảnh. Thần Tuyết Tông cũng dò xét tìm quá nhiều cái. Thế nhưng có thể cùng trước mắt cái này bí cảnh tương đề tịnh luận cũng là cực kỳ hiếm thiếu khắp toàn bộ cửu vực cũng không có mấy người càng tốt bí cảnh mới càng có thăm dò tư cách tần nhai cười nhạt lập tức hướng bí cảnh sâu chỗ đi tới cái này bí cảnh phi thường lớn so với vạn lý vân hà không biết đại thể thiếu lần tần nhai đám người cùng nhau đi tới đụng tới không thiếu thứ tốt tỉ như đề thăng đạo nguyên dược thảo đại lượng có thể chuyển hóa thành đạo vận đặc thù kết tinh tần đại ca ngươi xem bỗng nhiên linh lung mâu quang sáng lên nhìn phía xa chỗ chỉ thấy xa xa vách núi lên lại cắm ngược lấy một khẩu lợi kiếm thanh kiếm bén kia toàn thân hiện lên xanh chuôi kiếm trên nạm một viên bảo thạch toàn thân tản ra một không gì sánh được huyền diệu khí tức đúng là nhất kiện khó được tạo hóa chân bảo tạo hóa chân bảo ở tần nhai nhãn trung đã không coi là cái gì có ở thương khung cũng là khó gặp vài vạn năm đến bị lần lượt khám phá ra tạo hóa chân bảo cũng bất quá chừng trăm món mà thôi bị mỗi bên đại thế lực vững vàng nắm giữ nhất kiện tạo hóa chân bảo đối với vũ giả mà nói mê hoặc cực lớn cho dù là lãnh ngưng xương cũng có chút tâm động chỉ thấy nàng thân ảnh phi lướt mà ra đem chiếc kia trường kiếm cầm xuống tỉ mỉ đánh lượng lộ ra thỏa mãn tiếu dung kiếm này nếu như đưa cho bội di tỉ nàng ứng với sẽ vui vui mừng đang ở lãnh ngưng xương suy nghĩ thời điểm, xa chỗ lướt đến một đạo rực rỡ kiếm quang. Nàng chán cau lại, hàn khí tịch quyển mà ra, đem kiếm quang cho đông lại. Phương nào tiêu nhỏ, dám cản rỡ trước mặt ta. Lãnh ngưng xương khẽ quát một tiếng, ngữ khí như băng. Mà kia kiếm quang tán đi về sau, cũng là lộ ra nhất nam một nữ, nam phong thần tuần lãng. Khí vũ hiên ngang, nữ dáng dấp cũng là một bộ phong tư yểu điệu thật sự có tài, có thể ngăn cản hạ ánh kiếm của ta. Nam tử kia nhẹ giọng cười, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm màu sắc. Hắn hiển nhiên không biết với lãnh ngưng xương. Tần nhai thần niệm bắt đầu khởi động, vô thanh vô tức đem cái kia thanh long bao phủ. Ngay sau đó, tần nhai liền nhìn ra trước mắt người này đại thể tu vi là ra sao? Trước mắt nam này thực lực khá mạnh, đã đạt đến thiên tôn cảnh giới mà bên cạnh hắn cô gái kia tu vi cũng không yếu, là nhất tôn đỉnh nhọn đạo vương cường già. Tôn bảng thứ 27 vị, La Phi Kiến. Lãnh ngưng xương nhìn cái kia thiên tôn nam tử liếc mắt, đạm mạc nói đạo. Nam tử kia sừng sốt một cái, lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Không nghĩ tới ngươi còn có một chút nhãn lực tinh thần, dĩ nhiên nhận thức ta. Còn không mau nhanh đem cái kia tạo hóa chân bảo giao ra đây, phải biết. Ta nhưng là liền tiền cơ vực ba đại thế lực cũng vì đó kiêng kỵ. Không thể không mở ra bí cảnh để cho ta tiến vào cường giả. Nói đến đây, nam tử la phi kiến khuôn mặt nổi lên hiện ra tự ngạo. Không sai, ba đại thế lực tuy là phong tỏa đại bộ phận vũ giả. Chỉ bất quá đối với số rất ít cường giả vẫn không dám đắc tội quá chết. Giống như La Phi kiến cái này chờ xếp hạng tôn bảng trên cường giả. Tự nhiên đã ở này liệt đương bên trong chỉ bất quá, hắn lúc này đây cũng là tìm lộn người. Xem ra ta lâu không lộ diện, cái này thế nhân đều là đã quên ta Lãnh Ngưng Xương. Lãnh Ngưng Xương từ Tốn nói, nàng tự đăng trên tôn bảng về sau, liền lánh đời không ra. Cái này toàn bộ cửu vực nhận biết nàng Vũ Giả Thiếu Chi lại thiếu. Cho dù là đều là tôn bảng trên cường giả La Phi Kiến, cũng không biết nàng dáng dấp ra sao. Lãnh Ngưng Xương, danh tự này có chút quen thuộc đây la phi kiến chán cau lại lại tựa như đang hồi tưởng một ít gì vậy hắn tựa như ở đâu trong nghe nói qua danh tự này các loại lãnh ngưng xương thần tuyết tôn giả lãnh ngưng xương la phi kiến rốt cuộc nhớ tới ngay sau đó hắn khuôn mặt sắc một hồi biến hóa bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ sắc bén kiếm ý tức thì phụt ra hóa thành vạn thiên kiếm ảnh hướng lãnh ngưng xương trùng tới còn dám xuất thủ có điểm can đảm lượng băng lãnh ngôn ngữ rơi xuống, lãnh ngưng xương tay phải dơ lên. Tự nàng ống tay áo trong lúc đó, bộc phát ra một thao thiên hàn khí, hội tụ thành sông. Tịch quyển ma ra, hàn khí như sông, cái kia kiếm khí đầy trời đúng là bị từng cái đánh nát. Thật mạnh, không hổ là thần tiết tôn giả. Là phi kiến hơi biến sắc mặt ám tự kinh hãi, lập tức hắn cao giọng hô. Tại hạ có mắt không biết thái sơn, hy vọng thần tiết tôn giả có thể thứ lỗi đều là tôn bảng cường giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bài danh ở 27 vị la phi kiến căn bản cũng không phải là lãnh ngưng xương đối thủ. Hắn này thì chịu thua, cũng không phải nhất kiện thập phần chuyện mất mặt tính. Hiện tại sai rồi, a hát, đáng tiếc đã chậm. Lãnh ngưng xương ngữ khí lạnh như băng nói. Nàng là nhất tông chi chủ, há có thể đảm nhiệm người khi dễ nhưng người nào đều tới trước mặt nàng làm càn một phen, sau đó nói câu sai rồi liền rời đi. Như vậy tông chủ oai ở đâu? Cho nên nàng nay thiên định cấp cho La Phi Kiến một bài học. Cái gì? La Phi Kiến kinh hô một tiếng. Hắn thấy, đều là tôn bảng vũ giả, chỉ cần khách sáo hai câu. Cái này lãnh ngưng xương sẽ gặp thả hắn nhất ngựa, không so đo nữa. Không nghĩ tới đối phương lại như này cường thế, tại hắn kinh ngạc thời gian đối phương hàn khí đã xâm lược mà tới hàn khí như rồng đem la phi kiến cho hung hăng hất bay đi ra ngoài hắn lúc này cả người trên hạ tre lấp một tầng thật dày băng xương từng tia ý lạnh càng như như mũi kim không ngừng đâm vào hắn nhục thân lên hướng trong cơ thể lao đi cái này lãnh ngưng xương quá mạnh mẽ ta căn bản cũng không phải là đối thủ xa chỗ theo la phi kiến nàng kia thấy thế biến xác Lập tức, nàng đột nhiên nhìn phía tần nhai, linh lung bọn họ. Hừ, không làm gì được lãnh ngưng xương. Ta cũng không tin còn không làm gì được ngươi nhóm hai cái, bắt lấy các ngươi. Nhất định có thể khiến cho lãnh ngưng xương đi vào khuôn khổ. Nhất niệm tới đây, nàng kia chợt hướng tần nhai hai người phóng đi. Là phì kiến thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, ha ha, làm tốt lắm, hắn trường kiếm vũ động, kiếm ảnh dồn dập ở hư không đan vào thành một mảnh võng kiếm. Hướng lãnh ngưng xương bao trùm quá khứ, mưu đồ đưa nàng cước bộ kìm chân. Các ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ. mươi 1699, đến tột cùng là người nào? Các ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ. Thấy là phi kiến hai người lại đem chủ ý đánh tới tần nhai cùng linh lung đi. Thần sắc không hoảng hốt, khóe miệng ngược lại thì vảnh lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong đang ở la phi kiến thời điểm kinh nghi bất định, xa chỗ, một bàng bạc yêu khí chật bạo nổ phát. Giống như tê thiên liệt địa vậy, ngay sau đó, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Hắn lập tức nhìn lại, đồng tử không khỏi co lại thành một cái lỗ kim. Chỉ thấy đi vào mưu đồ chế phục tần nhai hai người nữ tử đúng là trong miệng thổ huyết. Trường kiếm trong tay gãy, cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài đụng vào nghìn trượng bên ngoài một tòa đại sơn lên ngã xuống đất không dậy nổi mà tần nhai trước mặt linh lung ngạo nghễ mà đứng xinh đẹp khuôn mặt trên tràn đầy sơ xác tiêu điều màu sắc cả người yêu khí phun ra nuốt vào ở hư không tàn sát bừa bãi mà tại đây thân về sau trong lúc mơ hồ có mười cái cự đại cái đuôi hồ ly đang điên cuồng đung đưa yêu hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ cao quý chính là yêu cái này chờ tinh thuần yêu khí. Ta tung hoành cửu vực nhiều năm như vậy cũng chưa từng có chứng kiến, ai ya? À? Cái này nữ yêu vậy là cái gì địa vị a à? La Phi kiến ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hô không ngớt. Đang ở hắn, khiếp sợ thời điểm, lãnh ngưng xương động chỉ thấy nàng từ từ điểm ra chỉ một cái. Xương lạnh khí độ ở chỉ nhọn trên quanh quẩn, qua chỗ, liền hư không đều bị đóng kết. Từ từ thiên địa, lại trong sát na rơi vào băng chung thật là lạnh chỉ một cái ta ta nhất định phải ngăn cản xuống cái này chỉ một cái hàn lãnh thấu xương tự liền thân là thiên tôn la phi kiến đều tâm kinh sợ không ngớt ánh mắt lộ ra khủng hoảng màu sắc ngay sau đó hắn trường kiếm nắm chặt gầm nhẹ một tiếng cả người kiếm ý bạo nổ phát ngưng tụ ở kiếm phong chi lên kiếm phong toát ra trước nay chưa có quang mang một kiếm rơi xuống như như giải lụa kiếm khí hoành khoảng không mà ra nhưng ở lãnh ngưng xương cái này chỉ một cái trước mặt tất cả đều là phí công hàn lãnh chỉ kính rơi vào thất luyện kiếm khí lên cái kia kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc ngưng kết hóa thành băng tinh thậm chí liền la phi kiến trong tay chiếc kia trường kiếm cũng bị ngưng kết hàn khí thấu xương làm cho la phi kiến dùng mình một cái không khỏi tự chủ đem trường kiếm trong tay cho ném xuống sợ kinh sợ không ngớt một trận chiến này hắn thua thua triệt triệt để để làm một kiếm khách kiếm trong tay lại bị dễ dàng như vậy đánh rơi rơi cái này chẳng lẽ còn có so với cái này rõ ràng hơn bại tích sao so với ta biết một cái kiếm khách ngươi kém hơn quá nhiều lãnh ngưng xương đạm mạc nói ra lúc đầu thầm nghĩ cho các ngươi một bài học mới có thể thế nhưng nói đến đây lãnh ngưng xương mâu quang biến đến vô cùng xâm lãnh các ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới không nên dây vào nhân thân đi tới vậy đừng trách ta vô tình huyền âm biến xương hàn thiên địa lạnh nhạt ngôn ngữ rơi xuống vô tận hàn khí trong nháy mắt đem thiên địa bao phủ mà ở hàn khí này chung là phi kiến căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng trong cơ thể đạo nguyên giống bị đông lại vậy tự liền vận chuyển đều khó làm được buông tha ta buông tha ta tiếng kêu rên chung, là phi kiến trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa tượng băng. Răng rắc, răng rắc. Tiếp đó, băng xương dạn, hóa thành khắp nơi thiên băng tinh phá toái. Làm xong cái này hết thảy lãnh ngưng xương, thần sắc không hề biến hóa. Lại tựa như giết chỉ con kiến hôi. Đùa giỡn, cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Lãnh ngưng xương chợt ngẩng đầu, nhìn phía cách đó không xa nào đó chỗ hư không? Ông! chỉ thấy trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lan tăn chỉ thấy ba bóng người đi tới nhìn thân trên còn tiêu tán lấy hàn khí lãnh ngưng xương nhãn trung tràn đầy kiêng kỵ màu sắc tùy thời nhìn về phía linh lung thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định cái này nữ yêu cũng không đơn giản a à. bọn họ đang âm thầm nhìn có một đoạn thời gian chứng kiến linh lung xuất thủ sát na coi như bọn họ chính là thiên tôn cũng không khỏi bị bên ngoài yêu khí khiếp sợ Tu vi rõ ràng chỉ là đạo vương, nhưng này yêu khí quá cường đại rồi. Một kích liền đem một cái đỉnh nhọn đạo vương đánh bại, đổi thành bọn họ cũng không nhất định có thể làm tới mức này. Đây tuyệt đối là một cái có thể ngang hàng thiên tôn đạo vương cường giả. Gặp qua thần tuyết tông chủ, đột nhiên xuất hiện ba người hướng lãnh ngưng xương thi lễ một cái. Ba người này chính là tiền cơ vực ba đại thế lực thủ lĩnh. Bọn họ biết được Lãnh Ngưng Xương đi tới bí cảnh về sau, không khỏi tương yêu. Cùng nhau tới này kiểm tra. Vừa lúc chứng kiến vừa rồi cái kia một trận chiến đấu. Chính là cuộc chiến đấu kia làm cho bọn họ đối với Lãnh Ngưng Xương thực lực lại thêm mấy phần. Hiểu rõ, loại thực lực đó, dù cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau cũng tuyệt không phải đối thủ. Càng chưa nói, còn có một cái thực lực cao thâm linh lung ở còn tần nhai, bọn họ nhìn không ra thực lực, khó có thể suy đoán. Các ngươi ở một bên nhìn trộm, là có ý gì? Đối mặt lãnh ngưng xương chất vấn. Thành minh các các chủ hách liên thanh long tiến lên một bước, cười nói, là như vậy. Chúng ta vừa rồi nhận thấy được nơi đây có mãnh liệt chiến đấu ba động truyền đến. Vì thế đến đây kiểm tra một phen. Đúng dịp thấy thần tiết tông chủ đang cùng cái kia la phi kiến chiến đấu. Nguyên bản còn dự định ra tay trợ giúp thần tiết tông chủ, chỉ bất quá bây giờ xem ra. Không có cái kia cần thiết. Hả, là chứ sao? Lãnh ngưng xương màu quang thành khe nhỏ đạo. Sự thực như đây, ngươi thích tin hay không? Trong ba người, cả người trường bào màu đỏ đại hán ngữ khí có chút sông nói đạo. Lãnh ngưng xương nghe vậy, màu quang hơi trầm xuống, trực câu câu nhìn sang. Màu quang lại tựa như nạo xương hàn đao, làm cho đại hán kia thân thể khẽ run. Lập tức, đại hán cả người bốc ra một hỏa diễm nóng rực, đem hàn ý bị xua tan, nói: "Làm sao vậy, Thần Tiết Tông chủ còn muốn làm khó dễ ta hay sao?" Thấy Song Phương có chút dương cung bạt kiếm, Hách Liên Thanh Long liền vội vàng tiến lên hòa giải nói: "Thần Tiết Tông chủ, cái này phần Thiên Tông chủ tính khí từ trước đến nay là có chút táo bạo, nhưng tuyệt đối không có ác ý, còn xin ngươi ngàn vạn lần không nên trách móc." ha ha ngừng xương coi như hết này lúc một tiếng tiếng cười khẽ chuyển đến nghe được thanh âm này lãnh ngưng xương khuôn mặt sắc dần dần biến được nhu hòa xoay người sang chỗ khác hướng tần nhai gật đầu hết thảy đều nghe tần đại ca thấy như vậy một màn không có gì ngoài hách liên thanh long bên ngoài hai người tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài hai người đưa mắt nhìn nhau nhãn chung tràn đầy không thể tin tưởng cái này thanh niên đến tột cùng là người nào hắn có thể làm cho đường đường thân tiết tông chủ như thế đối đãi thậm chí còn có chút nói gì nghe nấy dáng dấp cái này truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc các hạ là lưu hà tông chủ có chút hiếu kỳ hỏi tại hạ tần nhai gặp qua ba vị tần nhai cười cười chắp tay cười nói mà một bên lãnh ngưng xương tự giác thối lui đến tần nhai thân về sau cùng linh lung đứng sóng vai, một bộ hoàn toàn làm cho tần nhai tới chủ đạo tiểu tức phụ dáng. Giáp, thấy ba người càng thêm chấn kinh rồi. Trong lúc mơ hồ, trong lòng bọn họ càng có loại không nói ra được đố kỵ. Cái này thần tiết tông chủ, không chỉ có tu vi cường hãn. Giáng dấp cũng là cửu vực chung nhất tuyệt đỉnh mỹ lệ. Cái này tần nhai nên có nhiều chịu phục mới có thể làm cho bên ngoài đối đãi như vậy. Đố kỵ a à đố kỵ, như cái kia người là mình tốt biết bao nhiêu. Cái ý niệm này ở ba người trong đầu chợt lóe lên, lập tức thần sắc khôi phục bình thường. Hách Liên Thanh Long hướng Tần Nhai cười nói, tại hạ coi như là kiến thức rộng, nhưng chưa từng nghe qua Tần huynh tên. Giống như Tần huynh người như vậy làm không sẽ là hạng người vô danh mới được. Tần Nhai cười cười, nói, tại hạ một mực tiêm tu. Những ngày gần đây mới bắt đầu xuất hiện đi lại, Hách Liên các chủ chưa từng nghe qua. Cũng là bình thường. Quả thật, ban đầu tần nhai ở thương khung giới thời điểm, có thể nói là thanh danh hiển hách. Nhưng hắn ly khai đã có vài vạn năm, hơn nữa thương khung giới từng trải dị biến. Tiến nhập một cái toàn bộ mới kỷ nguyên, ngoại trừ ngày xưa vài cái bạn cũ bên ngoài. Sợ là đã không ai biết hắn. Trường 1700, Kim Sắc Ngọn Núi. Nguyên lai like như đây. Đối với tần nhai một mực tiêm tu thuyết pháp. Hách liên thanh long ba người cũng không có qua nhiều nghi vấn. Nhưng trong lòng không tự chủ gian đã có chút thấy rõ. Dù sao, con đường võ đạo cũng không phải là chỉ cần tiêm tu là được rồi. Chân chính cường giả, đây chính là từng cuộc một chiến đấu đánh xuống, không nói khác. Chỉ là tôn bảng ở trên những thứ kia cường giả, cái kia không phải bằng vào chiến tích huy hoàng mà lên bảng, mà cái tần nhai. Danh không thấy trải qua truyền, chưa từng nghe qua chút nào chiến tích một mực tiêm tu cho dù là thiên tôn cảnh, cũng là cái kia loại yếu nhất thiên tôn cảnh giới. Thậm chí ngay cả một đỉnh nhọn đạo vương cũng không bằng. Cũng không biết lãnh ngưng xương nghĩ như thế nào, càng nhìn lên loại này tiểu bạch kiểm. Liền chẳng có tác dụng gì có. Trong lòng ba người âm thầm thầm nói. Bọn họ nhưng không biết, ở ngoại giới. Tần nhai trải qua sinh tử đại chiến không biết bao nhiêu trận đối kháng qua địch nhân. So với hắn nhóm cường đại chỗ nào cũng có tần nhai chiến tích như thế nào vài cái thiên tôn có thể tưởng tượng bất quá cái cũng khó trách cái này thương khung giới tuy là tiến hóa rất mạnh nhưng cùng ngoại giới ngăn cách không có vạn giới thần điện như vậy tổ chức tới dựng không gian đường hầm vận chuyển cho nên đối với tần nhai giới bên ngoài sở tác sở vi căn bản là không biết chút nào tần nhai lại tựa như chứng kiến trong mắt bọn họ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khinh thì, khóe miệng Vi Kiều, lập tức nói ra, đúng rồi, tại hạ có một chuyện muốn hỏi chư vị. Chuyện gì, Tần Huynh mời nói đi. Mấy vị phát hiện cái này bí cảnh cũng phải có không thiếu thời gian đi. Nói vậy cái này bí cảnh cũng thăm dò hơn phân nửa, không biết cái này bí cảnh bên trong. Nơi nào huyền diệu nhất có thể hay không báo cho một cái đây? Tần nhai vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá, nói ra cũng là làm cho hách liên thanh long mấy người khuôn mặt sắc sừng sốt một cái cái này bí cảnh chung nơi nào huyền diệu nhất? Vấn đề này hỏi đến có chút cổ quái. Bởi vì một cái bí cảnh chung huyền diệu nhất địa phương thường thường là chân quý nhất địa. Phương, loại này địa phương, bọn họ cất giấu còn đến không kịp. Sao lại báo cho tần nhai đây, hách liên thanh long cười nói, cái này ta cũng không biết. Là sao, tần nhai lắc đầu, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ thất vọng thần sắc lập tức hướng lãnh ngưng xương hai nữ nói xem ra chúng ta chỉ có thể tự tìm cũng tốt phản chính chúng ta thời gian nhất đại đem ở nơi này tìm hơn vài chục năm trên trăm năm cũng không tin dò xét tìm không hết cái này bí cảnh tần nhai làm cho hách liên thanh long mấy người hơi biến sắc mặt mấy người lẫn nhau đối diện thần niệm truyền âm làm sao bây giờ xem bộ dáng của bọn họ xem ra là muốn đem cái này bí cảnh bay lên cuối cùng hướng thiên muốn cho bọn họ phát hiện cái kia địa phương chỗ ở nói nên làm cái gì bây giờ lấy lãnh ngưng xương thực lực chúng ta sợ là sẽ phải không bảo đảm ghê tởm cái kia địa phương tuy là ở bí cảnh sâu chỗ nhưng cũng không có biện pháp ẩn giấu chỉ cần bọn họ muốn tìm bỏ chút thời gian là có thể tìm được đến lúc đó bị bọn họ tìm được rồi xấu hổ không nói xung đột sợ cũng không thiếu được hách liên thanh long khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa cuối cùng hạ một cái quyết định hắn đi tới gọi lại chính muốn rời đi tần nhai mấy người cười nói tần huynh thần tuyết tông chủ chậm đã ta ngược lại thật ra có nhất chỗ đi chỗ nơi nào là ta trước đó không lâu phát hiện rất là huyền diệu trong đó còn có mấy kiện tạo hóa chân bảo các ngươi nếu có hứng thú không ngại theo ta cùng nhau đi vào nghe thế tần nhai khóe miệng hơi hơi nhếch lên không nghĩ tới, theo liền nhất gạt liền gạt ra nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Ha ha, có đúng không? Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy làm phiền Hách Liên các chủ dẫn đường. Mấy vị theo ta đến đây đi." Phần Thiên Tông chủ, Lưu Hà Tông chủ hai người thấy thế, chán cau lại. "Hách Liên Thanh Long, ngươi đây là ý gì? Vì sao đem hắn nhóm mang đi cái kia vị trí ở cái kia nỗ lực của chúng ta? Không phải đều uổng phí?" nghe được thần niệm truyền âm hách liên thanh long cũng truyền âm nói các ngươi bình tĩnh chớ nóng ta tự có chừng mực cùng bên ngoài làm cho bọn họ tìm không bằng để cho nghe xong hách liên thanh long kế sách về sau hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng hay hay a à, không sai xem ra vẫn là hách liên các chủ có mưu lược đây rất nhanh tần nhai ba người theo hách liên thanh long vài cái đi tới nơi này bí cảnh sâu chỗ xa xa bọn họ liền thấy được một tòa màu vàng ngọn núi cái kia kim sắc ngọn núi chán phóng nhàn nhạt kim mang không gì sánh được hoa lệ nhường ngạc nhiên là ngọn núi kia trên quấn vòng quanh đạo đạo phù văn màu vàng huyền diệu phi thường mà ở ngọn núi chi lên tồn tại vài món tạo hóa chân bảo những thứ kia tạo hóa chân bảo chia ra làm một kiếm nhất vẽ còn có một khẩu cầm hơn nữa mỗi một khẩu chân bảo đều cực kỳ bất phàm đẳng cấp rất cao án tần nhai thôi chắc cái này ba cái hẳn là đều là thượng phẩm tạo hóa chân bảo thượng phẩm tạo hóa chân bảo dù cho ở vạn giới chung cũng là cực kỳ không tầm thường trọng bảo ở thương khung cửu vực bên trong đủ để cho vô số vũ giả xua như xua vịt hách liên các chủ quả nhiên không có gạt ta nơi này xác thực huyền diệu không có gì ngoài cái kia vài món tạo hóa chân bảo bên ngoài ngọn núi kia càng làm cho người tốt kỳ đây không sai hách liên thanh long gật đầu lập tức khuôn mặt trên lại lộ ra một cái khó xác nói chỉ là bên trong ngọn núi này có nhất tôn thập phần cường đại tiên thiên sinh linh bảo vệ một ngày tiến nhập bên ngoài phương viên trăm dặm sẽ chịu đến bên ngoài điên cuồng công kích căn bản khó có thể tới gần xác thực nhường khổ não nghe thế tần nhai mâu quang lóe lên trong lòng đã có suy đoán ta đám ba người từng cùng nhau xuất thủ qua mấy lần nhưng là không làm gì được cái kia Tiên Thiên Sinh Linh, chỉ bất quá. Lúc này đây có Thần Tuyết Tông chủ ở đây. Chỉ cần Thần Tuyết Tông chủ có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ. Nhất định có thể đem bên ngoài chế phục đến lúc đó. Trên ngọn núi vài món chân bảo cùng với ngọn núi bên trong bí mật đem về chúng ta hết thảy. Không biết Thần Tuyết Tông chủ ý như thế nào? Hách Liên Thanh Long Đạo. Đây chính là Hách Liên Thanh Long kế sách mượn lãnh ngưng xương thực lực đối phó cái kia tiên thiên sinh linh mà bọn họ tên là tương trợ thực ra đợi thời cơ đối đãi lãnh ngưng xương cùng cái kia tiên thiên sinh linh càng đấu lưỡng bại câu thương về sau bọn họ ở thừa cơ đem bên ngoài cầm xuống đến lúc đó bất kể là chân bảo vẫn là ngọn núi bên trong bí mật đều về bọn họ hết thảy hừ hừ cái kia tiên thiên sinh linh rất mạnh lãnh ngưng xương cũng rất mạnh nhưng cường cường tranh chấp tất có một người bị thương thậm chí lưỡng bại câu thương chúng ta ở các ngươi thời điểm cực thịnh không đối phó được các ngươi nhưng các ngươi xuất hiện tổn thương ta cũng không tin chúng ta ba đại thế lực con bài chưa lật ra hết cũng không đối phó được các ngươi hách liên thanh long cùng với còn lại hai người trong lòng ám tự cười lạnh nói các ngươi còn dám tới này lúc ngọn núi nội bộ truyền đến một hồi tiếng gầm chỉ thấy một đạo mặc áo giáp màu vàng óng thân ảnh lướt trên cao khoảng không thân ảnh kia là một cái cả người tản ra kim quang người ngoại trừ thân trên món đó khí phách mười phần áo giáp bên ngoài tướng mạo không rõ ràng thế nhưng nghe thanh âm chắc là một cái nam tử kim ảnh cả người trên hạ bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn khuấy động phong vân sự mạnh mẽ của khí thế ấy thậm chí đã thập phần tiếp cận trí cường thiên tôn trình độ mà ở thương khung cửu vực có thể cụ bị trí cường thiên tôn chiến lực tiêu chuẩn vũ giả cũng là thiếu chi lại thiếu một tay đều có thể đếm được cũng khó trách bằng vào hách liên thanh long mấy người cũng sẽ thúc thủ vô sách thần tuyết tông chủ chính là cái này tiên thiên sinh linh làm cho chúng ta cùng nhau ra tay khuất phục hắn đi hách liên thanh long nói đạo binh khí đã ở tay a hát để cho ta tới đối với hách liên thanh long mấy người mưu trèo, tần nhai sao lại không biết. Nhưng hắn sở dĩ không có để trong lòng lên. Là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin cùng với thực lực điểm ấy mánh khóe ở trước mặt hắn. Căn bản là như một chuyện cười. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị giải quyết cái kia tiên thiên sinh linh. Sau đó sẽ giải quyết hách liên thanh long mấy người thời điểm. Lãnh ngưng xương chợt đưa tay ngăn cản hắn.